chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Tử bên trên sự tình bị tần thị cùng lưu bá quản lý ngay ngắn rõ ràng, mà nhị thúc cùng hắc thị mỗi ngày đều đi trong đất nhìn công nhân làm thuê làm việc nhà nông, cố tình mỗi ngày vây quanh Cố Nhu chuyển, sợ Cố Nhu nơi nào không thoải mái. Tỷ tỷ ngươi bây giờ là cảm giác gì? Cố Tình một mặt tò mò nhìn Cố Nhu. Cảm giác của ta ngươi đều nhìn thấy, có thể ăn lại có thể ngủ. Cố Nhu vừa cười vừa nói. Nương nói tháng lớn phản ứng liền sẽ lớn. Cái này tỷ tỷ cũng không biết, nương nói nàng mang ta thời điểm cũng không có cái gì phản ứng cố nhu cùng cố tình ra trang tử hướng bên kia đi đến tỷ tỷ cái này đại bá bị lưu vong kia tỷ muội ba sẽ bị đưa đến quan lò bên trong sao cố nhu vừa đi vừa từ tốn nói liền xem như tiếng quan lò đó cũng là mạng của các nàng ai bảo các nàng bày ra dạng này cha còn có nếu không phải các nàng một lòng nghĩ tiếng cung nếu không đã sớm nên đính hôn nếu như đã đính hôn liền sẽ không bị lưu vong cho nên đây chính là nhân quả cha nói trước mắt cũng chỉ có thể cố chính chúng ta khác hắn không để ý tới. Tuy nói trước đó làm chuẩn bị, nhưng là một hai năm cũng không thể động những vật kia. Cho nên đại bá bên kia hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cố nhu nhẹ gật đầu, chúng ta thật vất vả mới làm được tự vệ, cũng đừng lại trêu chọc sự tình không phải. Nhu nhi các ngươi làm sao tới rồi? Hách thị trông thấy hai tỷ muội đến liền nên tiếp tới. Nhị thẩm trong phòng quá buồn bực, ra tới đi một chút đối thân thể cũng có chỗ tốt nhị thẩm ta nghĩ tại ruộng lúa bên trong nuôi chút cá dạng này cũng có thể nhiều một ít tiền thu chỉ là tại nguồn tiêu thụ bên trên muốn phí một phen khí lực cố nhu vừa cười vừa nói hách thị nghe xong mặt trong chốc lát liền nói nguồn tiêu thụ không là vấn đề ngươi nhị thúc cùng kinh thành các đại tử lâu trước kia đều có làm ăn qua lại tuy nói chúng ta bây giờ gặp rủi ro nhưng là ngươi nhị thúc tại bọn hắn nơi đó còn là sẽ có chút mặt mũi khi đuổi tình tốt dạng này chúng ta liền có thêm một đầu con đường phát tài Cố Nhu cao hứng nói. Nhu Nhi hiện tại trọng yếu nhất chính là, ngươi phải thật tốt dưỡng thai, kiếm tiền sự tình không vội. Nhị thẩm ta không sao, ta thân thể của mình chính ta nắm chắc, cái này cùng kiếm tiền hai không lầm, chúng ta cũng nên tìm cho mình cái đường ra không phải sao, lại nói cái này đại tần cũng không có bị xét nhà về sau, liền không cho phép làm ăn luật pháp, vậy chúng ta vì cái gì không phát huy mình cường hạn đâu. Nhu Nhi nói rất đúng, chúng ta cố hách hai nhà không có khả năng cứ như vậy đổ lúc này cố trường lâm đi tới. Chương 27, lo liệu sai xong việc, phải. Ta khoảng thời gian này sẽ còn nghĩ chút khác kiếm tiền phương pháp, nhị thúc dù sao còn có nhân mạch tại, cho nên chúng ta còn sẽ có đông sơn tái khởi đợi thời trở lại ngày đó. Mà lần này có thể bỏ trốn một kiếp, tuy nói chúng ta tan hết gia tài có chút tác dụng, nhưng là trong triều cũng nhất định là có người nói lời nói, cũng không biết là ai trong bóng tối giúp một chút. Cố nhu mặt trong chốc lát về sau mới nói hộ bộ thượng thư cùng Trần Đại Nhân, đều vì chúng ta cố hách hai nhà nói lời nói, nhị thúc chỉ biết những thứ này. Vậy chúng ta chỉ có thể là ngày sau có cơ hội, lại cảm ơn hai vị đại nhân. Cố nhu nhẹ gật đầu, mặt vương phủ. Ngươi nói cái gì nàng có bầu? Lãnh thanh mặt đằng một chút liền từ trên giường ngồi dậy. Đúng vậy chủ tử. Xem ra ngài muốn làm cha, khi cố gia tứ tiểu thư hẳn là muốn giữ lại đứa bé này. Diệp tu một mặt vui vẻ nói ngươi tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Lãnh thanh mặt lạnh hít sâu một hơi nói. Vâng. Diệp tu cười đến thấy răng không gặp mắt địa, khuất thân liền rời khỏi thư phòng, lúc trước mình bị hạ mị độc, bởi vì thân thể khô nóng khó nhịn, liền trong kinh thành vượt nóc băng tường, lung tung bôn ba nghĩ giải giải dược lực, ai ngờ đánh bậy đánh bạ lại tiếng phủ thừa tướng, sau đó tại mình gian nan nhất thời điểm, xâm nhập cố nhu gian phòng, hắn coi là nơi đó là ở giữa nhóm lửa phòng, hắn chỉ là muốn tìm uống chút nước, ai ngờ vậy mà trông thấy cố nhu lãnh thanh mặt đối với mình làm những chuyện như vậy vẫn luôn rất tự trách cái niên đại này nữ nhân không có trong sạch thế nhưng là đại sự kết quả liền phát sinh tô thị muốn giết chết cố nhu sự tình hắn không phải là không muốn phụ trách chỉ là dưới mắt còn không phải lúc hắn có thể làm chỉ là bảo vệ tốt an toàn của nàng kết quả còn bị người làm cho đụng trụ thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó may mắn nàng còn sống bây giờ nàng lại có bầu một nữ nhân chưa lập gia đình sinh con nàng phải thừa nhận bao nhiêu lời ra tiến vào a mà bây giờ trên triều đình sự tình vẫn là rối loạn liền xem như lão gia tử biết cũng phải là để cho mình giấu giếm mình mặc dù cùng cố nhu ở giữa không có tình cảm nhưng là cuộc đời của nàng đều bị mình cho hủy nghĩ tới đây lãnh thanh mặt thở dài một tiếng mặc nhi ngươi là thế nào rồi không có việc gì than thở cái gì đâu lúc này triệu thái hậu đi đến lão tổ tông ngài làm sao tới rồi lãnh thanh mặt vội vàng viện triệu thái hậu ngồi xuống. Đây không phải hoàng nải nải nghĩ ngươi sao? Triệu thái hậu nhìn xem lãnh thanh mặt cười nói, lãnh thanh mặt ngồi tại triệu thái hậu bên người, lão tổ tông, ta không phải cùng ngài nói qua không cần lo lắng tôn nhi sao, tôn nhi độc đã giải, ta hiện tại bệnh chính là trang cho người khác nhìn. Ai ra biết? Nhưng là ngươi từ nhỏ liền người yếu, lại bị người cho hạ độc. Vẫn là muốn chú ý chút, đối ngươi than thở cái gì, cùng hoàng nải nải nói một chút triệu thái hậu dắt lãnh thanh mặt tay hoàng nải nải tôn nhi lo liệu sai một việc mà bây giờ tình thế càng ngày càng nghiêm trọng dẫn đến tôn nhi không biết nên làm sao bây giờ lãnh thanh mặt lúc nói chuyện tin mâu bên trong hiện lên một tia xoắn suýt mặt nhi vậy phải xem là chuyện gì nếu như là trên triều đình sự tình vậy liền khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán lãnh thanh mặt từ nhỏ đã là tại triệu thái hậu bên người lớn lên mặc dù hắn cùng mình mẫu phi tình cảm cũng rất tốt nhưng là cũng không sánh bằng cùng triệu thái hậu ở giữa tình cảm. Lão Tổ Tông một tháng trước, Tôn Nhi bị người hạ mị dược, hủy một cô nương trong sạch, hiện tại cái cô nương kia lại mang Tôn Nhi cốt nhục, mà lại cái cô nương kia chuẩn bị muốn mình sinh dưỡng đứa bé này, hiện tại trên triều đình sự tình, còn không cho phép hiển lộ ra mẹ con các nàng tồn tại, cho nên Tôn Nhi không biết nên làm thế nào cho phải. Cái gì? Người nói cái gì? Người nói ai Gia phải có tằng tôn rồi triệu thái hậu nghe xong kích động liền kém nhảy dựng lên cái này không nóng nảy đứng dậy dày còn rất một cái lãnh mặt trước bảo vệ tốt nàng nhưng chớ để nàng lại cho hài tử tìm tiện nghi cha trở về cái này sự tình đối cô nương kia đến nói đã kích cũng không nhỏ mà lại cũng quá mức tàn nhẫn là chúng ta hoàng gia xin lỗi nàng chẳng qua cô nương này có thể lưu lại đứa bé này nói rõ tâm địa của nàng rất hiền lành biết hài tử là vô tội tương lai ai gia nàng nhất định sẽ trả nàng một cái công đạo đồng thời để nàng tiếng ta hoàng thất cửa lại nói cái cô nương này nàng là ai hiện tại nàng lại ở đâu nàng nàng gọi cố nhu là cố trường hoành thứ nữ cũng là bạch thị nữ nhi lãnh thanh mặt nhắm mắt lại vừa quan tâm liền nói ra cái gì triệu thái hậu nháy mắt liền bị lôi mộng nói như vậy ngươi bảo vệ cố gia nhị phòng chính là vì nàng đi triệu thái hậu chậm nửa ngày mới nói lãnh thanh mặt nhẹ gật đầu vâng bởi vì nàng nhị thúc một nhà đợi mẹ con các nàng rất tốt, cố nhu cùng tình cảm của các nàng rất sâu, cho nên ta liền cầu lão gia tử, bảo vệ cố gia nhị phòng. Chẳng qua nàng cũng coi như thông minh, trước đó liền để cố hách hai nhà tan hết gia tài, cứu tế ký chính lượng nạn dân, dạng này mới có cơ hội để lão gia tử lỏng miệng. Triệu Thái Hậu cao mày nói, đứa nhỏ này đầu óc chuyển ngược lại là rất nhanh. Chẳng qua nàng là làm sao biết cố trường hoành muốn xảy ra chuyện. Nghe Triệu Thái Hậu, lãnh thanh mặt tấm kia quanh năm không đổi mặt cô cơ hiện lên một tia ngượng sắc mặt trong chốc lát lãnh thanh mặt đem cố nhu đi nghênh phong các sự tình liền giảng cùng triệu thái hậu nghe vì lấy người ta mua thị vệ là vì đề phòng ngươi a triệu thái hậu liếc mắt nói hẳn là đi lãnh thanh mặt khóe miệng bỗng nhiên run rẩy một chút nàng là a sương cùng chấn nam tôn nữ chính là không có ngươi cái này mã sự tình ai gia cũng nhất định là muốn chiếu đỡ mẹ con các nàng là bởi vì gì bị bỏ lãnh thanh mặt bất đắc dĩ nhìn xem triệu thái hậu liền nghĩ cái này lão tổ tông làm sao cứ như vậy yêu truy vấn ngọn nguồn đâu ta hủy trong sạch của nàng khi cố gia đại phu nhân liền buộc nàng đi chết mẹ con các nàng liền lấy muốn báo quan bức bách cố trường hoành mới ra thư bỏ vợ triệu thái hậu thở dài liền nói ngươi nha cái này kết toán là nàng giải đi dạng này ngươi trước âm thầm che chở nàng chúng ta hoàng gia cốt nhục là tuyệt đối không thể bên ngoài lưu. Công nhi sau đó liền đã làm như vậy, cái này sự tình vẫn chưa thể cùng nàng nói thẳng, nói thẳng nàng nhất định là sẽ không tiếp nhận. Nói thẳng gọi thẳng thắng đối đãi, chẳng. Qua bây giờ cùng nàng nói thật đúng là kiện chuyện phiền phức, không nói nàng có thể hay không tiếp nhận, liền nói hoàng hậu bên kia nếu như biết nàng tồn tại, kia nàng coi như nguy hiểm. Cho nên ngươi phải nghĩ cái biện pháp, muốn bảo trụ hoàng gia cốt nhục không dẫn ra ngoài triệu thái hậu vừa đi vừa về tái diễn hoàng gia cốt nhục không thể dẫn ra ngoài sự tình ngài cái này không phải là nói vô ích sao lãnh thanh mặt nhếch miệng đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ngươi vội vã như thế không phải là thật thích nàng rồi triệu thái hậu đi đến lãnh thanh mặt bên người lãnh thanh mặt lắc đầu thành thật nói thích chưa nói tới chẳng qua cũng không ghét chính yếu nhất chính là bên người nàng thân nhân quá nhiều thời gian dài liền xem như nàng không có biện pháp ta sợ nàng người bên cạnh cũng sẽ thúc giục nàng, cho hài tử tìm cha. Triệu Thái Hậu đi đến bên cạnh bàn nhấp một ngụm trà, loại chuyện này ai cũng giúp không được ngươi, còn phải chính ngươi cái giải quyết, ngươi vợ của mình, cũng không thể để người khác cả ngày cho ngươi xem lấy đi. Còn có liền từ Bạch Chấn Nam bên kia nói, thân phận của nàng cũng có thể xứng với ngươi, lại nói kia Bạch Thị nhưng là có tiếng mỹ mạo, đứa bé kia tướng mạo cũng nhất định là sẽ không kém, cái này sự tình nếu để cho ngươi phụ hoàng biết, cũng chắc chắn để ngươi cưới nàng, vấn đề là người ta có thể hay không coi trọng ngươi, thật đúng là cái vấn đề. Lãnh thanh mặt nghe triệu thái hậu, giơ tay lên liền vuốt vuốt mi tâm. Chương 28, tổ tôn ba người, lão tổ Tông ngài xác định không phải đến đã kích ta. Lãnh thanh mặt cho triệu thái hậu rót chén trà. Hoàng nãy nãy nói là tình hình thực tế, hiện trên triều đình tạm thời còn loạn không được, không bằng ngươi liền tự mình tự thân ra trận. Lão tổ tông liền xem như chính ta đi, ta còn có thể đỉnh lấy mình gương mặt này đi sao, lại nói ta đi có thể làm gì đâu. Những thị vệ kia ngươi làm gì liền làm cái đó thôi. Triệu Thái Hậu liếc mắt nói, lãnh thanh mặt. Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy trong đất liền đến kế mạ thời điểm, miêu cũng đã dục tốt, mà lại đảng đảng dùng nước linh tuyền cũng đổ vào ruộng lúa, nhị thẩm người nhà, cũng đều bị bọn thị vệ nhận lấy, mới gặp tưởng ngoại tổ mẫu, cố nhu đã cảm thấy lão nhân gia tính cách sáng sủa rộng rãi, loại này trầm ổn khí chất, tất nhiên là phải đi qua nhiều năm lắng động mới có thể có tưởng ngoại tổ mẫu tướng mạo cũng là mặt mũi hiền lành trông thấy bạch thị thời điểm chính là chưa từng nói nước mắt trước lưu mai nhi bao nhiêu năm không thấy lại lúc gặp mặt chưa từng nghĩ đến sẽ là gặp phải tình huống như thế này gặp mặt bạch thị ngồi xuống tưởng lão phu nhân bên người cầm tưởng lão phu nhân tay tưởng bá mẫu ngài nhìn xem tinh thần còn tốt ta đây cùng a phương cứ yên tâm ngày sau liền tại điền trang bên trong an ổn ở lại xã này ở giữa dù không phồn hoa nhưng là cũng có một phen đặc biệt tình thú sự tình cứ thế này cũng không cần lại nghĩ nhiều như vậy trước tiên nghỉ ngơi nuôi một đoạn thời gian chúng ta lại tính toán sau mai nhi a à, tiền tài chính là vật ngoài thân ngươi tưởng bá mẫu cho tới bây giờ quan tâm cũng không phải là cái này ta chỉ để ý người nhà bình an vui sướng đúng vậy a à. bạch thị gật gật đầu a à mai mau tới đây gặp qua hai ngươi vị tẩu tẩu Lúc này Hách Cẩm Trình cười chào hỏi Bạch Thị. Hai vị tẩu tẩu tốt. Bạch Thị đứng dậy cười phúc phúc thân thể. Ngươi chính là Mai Nhi A, nghe nương cùng A Phương luôn nhấc lên ngươi, ngày hôm đó sau hai nhà chúng ta sợ là muốn làm phiền. Lúc này Hách Đại Phu Nhân Hàng Thị, liền dắt Bạch Thị tay. Hai vị tẩu tẩu chúng ta là người một nhà, các ngươi đến ngày sau ta nhưng là muốn nhẹ nhõm rất nhiều đâu bạch thị cười đem hàng thị cùng lữ thị lui qua trên chỗ ngồi sau đó bạch thị quay người liền nhìn về phía hách cẩm trình cùng hách cẩm đồ hai huynh đệ trong mắt mang nước mắt nói hai vị huynh trưởng nhiều năm không thấy đúng vậy a à. ta còn nhớ rõ lần đầu gặp ngươi thời điểm ngươi mới năm sáu tuổi cái này nhoáng một cái trải qua nhiều năm chúng ta đều cái tuổi này hách cẩm đồ cười gật gật đầu đại cửu nhị cửu các ngươi mới hơn ba mươi tuổi chính là thời điểm tốt đâu lúc này cố tình ở một bên vừa cười vừa nói đúng vậy a à. cố trường lâm cũng nâng đỡ mình nữ nhi cửu cửu mợ làm sao không gặp biểu ca biểu tỷ bọn hắn đâu lúc này cố tình cau mày nói bọn hắn đều lưu tại quê quán bọn hắn muốn đọc tư thục nơi đó tiên sinh rất thích ngươi hai cái biểu ca ngươi biểu tỷ cũng tại nữ tử tư thục cho nên liền lưu lại bọn hắn qua mấy tháng lại tới nơi này cố nhu nghe xong nghĩ thầm cái này hách gia có lẽ cũng lưu lại một tay, không phải sẽ không yên tâm đem con của mình lưu tại quê quán. Ngoại tổ mẫu, cửu cửu, mở về sau cứ yên tâm ở chỗ này, trang tử sau này sẽ là chúng ta cây, chuyện sau này sau này hãy nói. Lúc này cố nhu đi đến hách gia trước mặt mọi người, cười phúc phúc thân thể. Tốt! Cái này nhu nhi không chỉ có ngày thường tốt dung mạo, mà lại đầu não còn linh hoạt. Ta nghe nói lần này nhờ có là ngươi nghĩ đến biện pháp, mới khiến cho chúng ta có cơ hội thoát thân tưởng lão phu nhân yêu thương nhìn xem cố nhu ngoại tổ mẫu tán dương nếu như không có cố gia sự tình làm sao lại liên lụy đến hách gia đâu liền xem như không có cố gia một ngày này sớm tối cũng là muốn đến bây giờ kết quả ngoại tổ mẫu đã rất thỏa mãn mẹ con các ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái này cùng ngươi nhóm cũng không có quan hệ Tưởng lão phu nhân liền vội vàng khoát tay nói, cứ như vậy người nhà họ hách tại trang tử bên trên dàn xếp xuống dưới. Tưởng lão phu nhân cùng tầng nải nải hai người ngược lại là rất hợp ý, bởi vì lúc còn trẻ hai người thường xuyên gặp mặt, cho nên cũng rất có lời nói trò chuyện. Hiện tại mỗi ngày hai người vô sự liền đến vùng đồng ruộng ngồi, một bên nhìn công nhân làm thuê lao động một bên làm chút công việc mà cố trường lâm cùng hách thị huynh đệ, không có việc gì liền thường xuyên hướng trong. Kinh thành chạy, một là chạy tương lai cá nguồn tiêu thụ, hai là cố nhu liệt ra tới một cái thực đơn. Để ba người cùng kinh thành các đại tử lâu so sánh một chút, phải chăng có đồng dạng món ăn bởi vì cố nhu nghĩ đang ăn bên trên làm chút nghiên cứu, mặc dù ba người trong lòng đều vẽ lấy hồ, chẳng qua ba người vẫn là nguyện ý tin tưởng cố nhu, nói không nên lời là vì cái gì, có lẽ cũng là bởi vì là người nhà cho nên mới tín nhiệm mà bạch thị, hách thị, hàng thị, lữ thị, triệu mụ đám người, liền vội vàng cho cố nhu trong bụng hài tử làm tiểu áo, mặc dù không biết là nam hoa vẫn là nữ hoa, nhưng là... Cái này cũng ngăn cản không được nhiệt tình của mọi người, ngày hôm đó buổi chiều Cố Nhu đang ngồi ở trong trang cùng Lưu Bá thương lượng, còn sót lại trong đất loại thứ gì rau quả tốt, nghe Lưu Bá ý tứ, cà chua tại cái này triều đại tất cả rau quả bên trong, giá tiền là quý nhất, cũng chỉ có nhà giàu sang khả năng ăn lên, Cố Nhu nghĩ nghĩ liền nói, Lưu Gia Gia lưu đủ nhà mình loại rau quả địa, còn lại liền đều loại cà chua đi. Lưu Bá nhẹ gật đầu, có thể là có thể, Chẳng qua lần này cà sản lượng thế nhưng là rất thấp. Không sợ năm nay liền thử một năm nhìn xem. Cố nhu cầm lấy một cái quả táo ăn. Tỷ tỷ bên kia có ba người té xỉu, xem bộ dáng là đói xong chóng mặt. Lúc này cố tình cùng béo nha chạy vào trang tử. Người ở nơi đó đâu? Gọi thị vệ đem người mang tới trong trang tới. Cố nhu liền vội vàng đứng lên liền nói. Nhu nhi, ta đi ra xem một chút đi, cũng không biết những người này là từ đâu đến. Lúc này Lưu Bá đứng lên nói. Được. Cố Nhu cũng cảm thấy mình có chút thiếu suy xét, không bao lâu bọn thị vệ cùng Lưu Bá, liền gánh mang lưng, mang về một vị lão phụ nhân cùng hai cái nam tử trẻ tuổi. Cố Nhu quan sát một chút ba người, ba người y phục mặc dù bẩn phải không được, nhưng là có thể nhìn ra vải vóc còn là rất không tệ, hiển nhiên trước kia gia cảnh phải rất khá. Tỷ tỷ, vị này lão nải nải mắt thấy, liền hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Cố tình viện lão phu nhân ngồi dậy phù dung đi lấy nước trong bầu đến cố nhu vội vàng trở lại nhìn về phía phù dung đảng đảng đem nước đổi thành nước linh tuyền tốt cộc đảng đảng rất vui vẻ lên tiếng cố tình tiếp nhận phù dung đưa tới nước vội vàng liền cho ăn lão phụ nhân uống một chén còn lại hai tên nam tử là lưu bá giúp đỡ cho ăn hạ qua ước chừng thời gian đốt một nén hương lão phụ nhân trước mở hai mắt ra cái này nước thật ngọt lão phụ nhân nhìn mọi người một cái Phù Dung lại cho lão bà bà rót chén nước đến. Lúc này đứng ở một bên Cố Nhu nói. Vâng. Cô nương là các ngươi đã cứu chúng ta tổ tôn ba người. Lão phụ nhân nhìn xem nằm tại trên giường hai cái thanh niên nam tử, dãy dụa lấy muốn đứng dệt nhu vội vàng liền nói, lão bà bà ngài không cần phải gấp gáp lên, bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng. Ta đã đi tìm Lan Trung nhìn qua, bọn hắn chính là đói, bọn hắn một hồi sẽ tỉnh lại, cháu đã chịu bên trên. Các ngươi đều là thiện nhân a, à, ngày sau nhất định sẽ có hậu phúc, cô nương ta nhìn ngươi giống như là có thân thể, xem ra hẳn là một cái nam hài tử. Khục. Khụ khụ. Lúc này bên cạnh một vị nam tử tỉnh lại. Nãy nãy ngài không có sao chứ? Lúc này nam tử dãy dụa lấy đứng dậy. Chương 29, cái gì cũng có thể làm, nãy nãy không có việc gì. Chúng ta gặp được người hảo tâm. Lão phụ nhân vội vàng liền nói. Các ngươi là nơi nào người, tại sao lại tới nơi này đâu? Lúc này lưu bá nhìn xem tổ tôn ba người liền hỏi. Chúng ta là cửu châu người, trong nhà gặp phải hiếm có hồng thủy, cái gì đều sông không có, là lão thân hai cái tôn nhi liều mạng mệnh mới đưa lão thân cứu ra, thế nhưng là lão thân nhi tử cùng con dâu, không biết là có hay không còn sống. Lão phụ nhân nói xong nước mắt rưng rưng mà nhìn mình hai cái tôn nhi, lãnh thanh mặt trong lòng lật cái lường huyết, lão tổ tôn tâm cũng quá gấp đi vì bán thảm trực tiếp đem con trai mình đều cho nói hết rồi nguyên lai like cái này tổ tôn ba người không phải người khác chính là triệu thái hậu cùng lãnh thanh mặt cùng lãnh thanh chu cái này triệu thái hậu kể từ khi biết mình phải có tằng tôn vô luận như thế nào xem như ngồi không yên cho nên trải qua nửa tháng dự mưu triệu thái hậu đã cảm thấy đại tần như thế lớn mình hẳn là thừa dịp mình còn trẻ hẳn là khắp nơi đi đi một chút nhìn xem thế là triệu thái hậu vì nhìn mình từng cháu dâu liền làm mới ra thái hậu đi tuần tiết mục cái này Thái hậu đi tuần đội ngủ ra kinh ba ngày sau, cái này tổ tôn ba liền lấy loại phương thức này đi vào trang tử bên ngoài. Triệu Thái hậu đầu tiên là muốn đánh cược một chút người một nhà này thiện lương, thực sự không được lại nghĩ những biện pháp khác trà trộn vào trang tử. Vậy thì cảm ơn các vị. Lãnh Thanh mặt đứng dậy liền không người thi lễ về sau, lại vô lực tê liệt ngã xuống tại trên giường. Sơ Nhất ở một bên vội vàng liền viện lãnh Thanh Mặc ngồi tại trên giường. Sơ Nhất rất là bùng chồn cái này các chủ làm sao bộ dáng này đến nơi đây T Tứ ca ngươi có thể hay không nhẹ một chút Ngươi ép tới ta đau quá Lãnh thanh chu bị lãnh thanh mặt nện đến Cũng không giả bộ được Vội vàng mở to mắt nhìn xem cố tình trên rỉ nói Cô nương có thể hay không lại cho ta chén nước uống Từ cửu châu đến nơi đây đường xá xa xôi Các ngươi là thế nào đến nơi đây Còn khác thành cái dạng này Phía ngoài dòng suối nhỏ trong veo trong suốt uống mấy ngụm Cũng không đến nổi khác thành dạng này A à cố tình ngoài miệng dù hỏi nhưng là vẫn khoát tay để sơ nhất cho cố lãnh chu rót chén nước uống cố lãnh chu nghĩ thầm ta có thể nói từ nhỏ đến lớn ta liền không uống qua nước là sao cô nương chúng ta là làm xuống mau bệnh trong nhà lũ lụt chết đuối quá nhiều người khắp nơi đều là bách tính thi thể cũng bởi vì uống qua ngâm qua thi thể nước dẫn đến ôn dịch lưu hành chết quá nhiều người cho nên chúng ta trông thấy nước đều sợ hãi a à. triệu thái hậu nghiêm trang nói hô nói vượng cũng là lớn tai về sau tất có lớn bệnh dịch lão bà bà nhà các ngươi trung nguyên là làm cái gì cố nhu nhẹ gật đầu thường thường bậc trung nhà làm một ít bản sinh ý từ nay về sau tổ tôn chúng ta ba người muốn thế nào sống sót a à? ta để tôn nhi nhóm không muốn cứu ta cái này một đám xương già thế nhưng là con trai con dâu hiếu thuận thật nhiều chỉ lo để hai cái cháu trai trước mang theo lão thân đi lão thân cứ như vậy trơ mắt nhìn con trai con dâu bị cuốn đi Triệu Thái Hậu nói nói trong hốc mắt đầy tràn nước mắt. Nãy nãy chớ có lại khóc, cẩn thận lấy con mắt của ngài. Lãnh thanh chu khóe miệng co giật địa, nhìn xem nhà mình lão tổ tông, cái này lão tổ tông vì có thể lưu tại trang tử bên trên, cũng là thật không thèm đếm xỉa. Mình từ nhỏ đến lớn đều không có nhìn qua lão tổ tông khóc qua, lãnh thanh mặt cùng lãnh thanh chu trong lòng đều âm thầm nghĩ đến. Tỷ tỷ, bọn hắn cũng là quái đáng thương, không được liền để bọn hắn lưu tại trang tử lên đi. Lúc này cố tình ở một bên nói, triệu thái hậu nghe xong cái này sự tình có cửa, vội vàng liền nói, cô nương chúng ta không muốn tiền công, chỉ cần cho phần cơm ăn liền tốt. Ta kia hai cái công nhi chính là đói, nhưng là nội tình vẫn là rất tốt, để bọn hắn làm cái gì đều được. Lãnh thanh mặt, lãnh thanh chu, lão bà bà các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ dưỡng tốt thân thể lại nói. Cố nhu nói xong cũng xoay người nhìn về phía lưu bá, liền nói, lưu gia gia ngài an bài trước bọn hắn ở lại lại cho bọn hắn tìm chút sạch sẽ quần áo đổi lại. Được rồi. Lưu bá khoát tay gọi sơ nhất mùng hai bọn hắn, viện lãnh thanh mặt cùng lãnh thanh chu rời đi trước, sau đó chính gặp phải tần nải nải cùng tưởng lão phu nhân từ bên ngoài trở về, nhìn thấy triệu thái hậu liền hỏi là chuyện gì xảy ra, cố tình liền đem chân tướng nói cùng hai người nghe, tần nải nải cùng tưởng lão phu nhân cùng triệu thái hậu niên kỹ không sai biệt lắm, có thể là cùng tuổi nguyên nhân đi, cho nên đều phi thường đồng tình triệu thái hậu, cho nên hai người một người đi tìm quần áo. Một người liền sắp xếp người đi nấu nước, vậy liền coi là là đem người trước lưu lại, cố nhu biết cổ đại nếu như có địa phương gặp tai, liền xem như triều đình xuất thủ cứu tai, nhưng là bởi vì cổ đại phòng dịch kỹ thuật lạc hậu, thường thường đều sẽ chết rất nhiều người. Sơ nhất, bí mật quan sát lấy chút, nếu như không có vấn đề gì, liền để bọn hắn ở lại đây đi. Cố nhu nói xong nhìn về phía mới vừa vào cửa sơ nhất. Vâng. Chủ tử. Sơ nhất gật gật đầu, vừa rồi các chủ thừa dịp bên cạnh không có người, nói cho tự nghĩ biện pháp nhất định phải lưu bọn hắn lại, làm cho sơ nhất trượng hai hòa thượng sờ không tới đầu, cái này các chủ em đẹp bên trên tới nơi này làm gì, còn mang theo một cái lão phụ nhân, chẳng lẽ là bị người đuổi giết rồi. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu, chính là nói cho tất cả thị vệ đừng nói lỡ miệng, tất cả thị vệ đều coi là các chủ là tự mình đến ra cương vị đây này. Sơ nhất ngươi đang suy nghĩ gì đấy? cố nhu nhìn xem có chút ngây người sơ nhất. Ta là đang nghĩ nhìn xem hai người sợ là muốn nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng nhìn hai người thân thể vẫn được, làm lên việc nhà nông hẳn là không có vấn đề gì. Sơ nhất vội vàng liền nói. Chưa hẳn. Trước tạm xem một chút đi, mặc dù ba người rơi khó, nhưng nhìn cái này tổ tôn ba người đều là da mịn thịt mềm. Đến lúc đó nhìn có thể làm chút gì, liền làm chút gì đi. Cố tình lắc đầu cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp phản trang tử bên trên cũng không kém mấy người này cố nhu nhẹ gật đầu nhu nhi ta nghe nói các ngươi cứu tổ tôn ba người lúc này bạch thị hách thị Hàng thị cùng lữ thị đi đến đúng vậy a à. là từ cửu châu tới nương các ngươi là làm sao biết cái này không ngươi tầng nải nải cùng ngoại tổ mẫu bồi tiếp hoàng bà bà trước tắm rửa uống cháo này sẽ nói chuyện phiếm trò chuyện chính lửa nóng đâu Bạch Thị cười lắc đầu. Hẳn là tuổi tác tương tự nguyên nhân đi, cho nên có trò chuyện. Hách Thị cười kéo Nhu Nhi tay. Cái này Nhu Nhi tháng còn thấp, làm sao cứ như vậy hiển mang đâu. Hàng Thị đi đến Cố Nhu bên người, đưa thay sờ sờ Cố Nhu bụng dưới. Nhị cửu mẫu, có thể là miệng ta quá tráng đi. Cố Nhu vừa cười vừa nói, cố tình vội vàng ở một bên nói tiếp nói, cái này thật không thể cùng tỷ tỷ cưỡng, tỷ tỷ bây giờ không phải là một loại có thể ăn. Ừ. Nhất định là có nguyên nhân này. Lữ thị lôi kéo bạch thị ngồi xuống. Nhu nhi, ngày hôm đó sau chỉ cần là không đói liền bất ăn một chút, miễn cho ngày sau sinh sản thời điểm bị tội. Lữ thị cau mày nói. Thế nhưng là nhị cửu mẫu ta không ăn đói đến khó chịu. Cố nhu một mặt bất đắc dĩ nói. Chương 30, dưa leo hoàng đậu liền để nhu nhi ăn đi. Không chừng qua ít ngày sẽ nôn ngén đâu, đến lúc đó ăn cái gì ói cái đó cũng là bị tội. Lúc này hách thị ở một bên nói, mọi người chính nói đến náo nhiệt thời điểm, triệu thái hậu mang theo lãnh thanh mặt cùng lãnh thanh chu liền đi vào phòng chính, cái này triệu thái hậu vì tiết mục đủ, liền kéo chính mình hai cái cháu trai muốn cho cố nhu quỳ xuống, lấy tạ ân cứu mạng, lãnh thanh mặt nghĩ thầm, cái này nhờ có là không ai biết thân phận của bọn hắn, nếu không lão tổ tông cái quỳ này, trực tiếp là có thể đem trang tử bên trên người đều cho đưa tiễn. Có thể để cho lão tổ tông quỳ xuống, cũng chỉ có thái tổ tông miếu bên trong những cái kia tổ tiên bài vị, lúc này đã sớm nhìn ra ba người ý đồ cố nhu, liền vội vàng đứng lên ngăn lại ba người. Hoàng nãi nãi ngài cái quỳ này, sợ là muốn chiếc sát nhu nhi quá nhiều phúc khí, huống chi ta còn có mang thai, cái này trong bụng hài tử càng là không chịu nổi. Cố nhu thật sự là không chịu nhận, cổ đại loại này động một chút lại quỳ tiếc tấu, lãnh thanh mặt ngẩng đầu nhìn thoáng qua cố nhu, nghĩ thầm ngươi nói còn thật đúng. Đã nhu nhi cô nương không để quỳ, khi nhu nhi cô nương liền thụ tổ tôn chúng ta ba người cúi đầu đi điều này cũng làm cho ta lão bà tử này ngày sau có thể an tâm chút nói đến đây triệu thái hậu liền nhớ lại đến bạch lão phu nhân từ nhỏ tình nghĩa a à, cuối cùng là có lỗi với người ta a à, nghĩ tới đây triệu thái hậu không khỏi rơi lệ không ngừng hoàng nải nải ngài chớ có khóc a à. chúng ta có thể gặp phải cũng là duyên phận lúc này cố tình cũng đi tới đúng vậy a à nàng hoàng thím ba người chúng ta có thể như thế trò chuyện đến cũng là duyên phận. Các ngươi tổ tôn ba người, liền an tâm lưu tại trang tử bên trên. Đợi ngày sau có cơ hội lại trở về tìm kiếm con của ngươi con dâu. Lúc này tưởng lão phu nhân cùng tần nải nải đi vào phòng chính. Ngươi ngày sau liền theo ta hỗn đi. Cố tình đi đến lãnh thanh chu trước mặt, đập hắn một chút bả vai nói, cái này hoàng gia huynh đệ trải qua rửa mặt, đều lộ ra một bộ tốt túi da, cái này tình nhi thật là dây biến hoa si theo ngươi lăn lộn ta cái này nên phong cách còn muốn hay không làm đi lãnh thanh chu trong lòng liếc mắt không biết cô nương xưng hô như thế nào lãnh thanh chu mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào nhưng là cái này hí còn phải tiếp lấy diễn ta gọi cố tình ngươi giống như bọn hắn gọi ta chủ tử là được cố tình không hề nghĩ ngợi liền nói vâng chủ tử lãnh thanh chu khóe miệng co giật địa nâng lên mắt khẽ nhìn lướt qua sơ nhất mấy người bọn hắn liền cái nhìn này thấy sơ nhất mấy người chính là phía sau lưng phát lạnh a à. vậy ngươi ngày sau liền theo ta đi cố nhu nhìn thoáng qua một mặt nghiêm túc lãnh thanh mặt không đợi lãnh thanh mặt nói cái gì triệu thái hậu liền kéo chính mình hai cái cháu trai đối cố nhu chính là khuất thân cúi đầu tạ ơn nhu cô nương thu lưu triệu thái hậu thấy thế nào cố nhu trong lòng làm sao thích cố nhu vừa cười vừa nói hoàng nãi nãi ngài cũng không cần để ở trong lòng hai người bọn họ hiện tại đã là tỷ muội chúng ta người, cho nên ngày sau cũng là có nguyệt ngân, ngài vô sự liền cùng tần nải nải cùng ngoại tổ mẫu tâm sự, làm chút công việc liền tốt. Vị này hoàng nải nải xem xét chính là nhà giàu sang người, mặc dù bây giờ một thân áo vải, cho cố nhu cảm giác vị này hoàng nải nải đều là cười nói, nhưng là cũng khó nén loại kia bá khí ầm ầm uy nghiêm. Tốt! Nhu nhi cô nương ngày thường khuyên thành dáng vẻ, ngày sau cái này trong bụng bé con cũng nhất định là xinh đẹp không được, triệu thái hậu xoa xoa nước mắt, liền đi tới cố nhu bên người đưa thay sờ sờ bụng của nàng. Nãy nãy ngài đừng dọa đến chủ. Tử. Lãnh thanh mặt thở mạnh nói. Vô sự, đứa nhỏ này còn chưa xuất sinh, liền có thể đạt được nhiều như vậy người thích, cũng là phúc khí của hắn. Lúc này bạch thị đứng lên nói. Chủ nhân. Vị này lão nãy nãy giống như đặc biệt thích ngài cùng tiểu chủ nhân. Ngươi là làm sao biết? Cố nhu trong lòng hỏi đảng 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 chính là có thể cảm giác được đảng đảng có chút không phục đảng đảng từ hôm nay trở đi trang tử bên trên thức uống đều thay đổi nước linh tuyền ta muốn trang tử bên trên người đều kiện kiện khang khang cố nhu không để ý tới đảng đảng nhỏ tính tình đã sớm như thế ngài không có phát hiện trang tử bên trên người khí sắc đều càng ngày càng tốt mà lại làn da cũng đều càng tinh tế bóng loáng sao cố nhu nghe đảng đảng ngẩng đầu nhìn về phía đám người khoan hãy nói thật là nha, nhất là nữ nhân biến hóa đặc biệt rõ ràng, bạch thị, hách thị, cố tình, còn có mấy tên nha hoàng làng gia rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc, lại nhìn những người khác cũng đều có biến hóa, mặc dù không thể thay đổi dung mạo, nhưng là khí sắc đều rất tốt, nhìn cũng trẻ tuổi không ít. Đảng đảng, cái này sự tình ngươi làm tốt lắm, trách không được là cấp cao nhất không gian tinh linh, chuyện gì đều có thể thay chủ nhân suy nghĩ. Cố Nhu lập tức đưa ra một cái nịnh hót chủ nhân. Vì cái gì ngài luôn luôn bị động khen ta đâu. Làm sao liền không thể chủ động một chút đâu. Như thế đảng đảng sẽ càng vui vẻ hơn. Ta không biết ngươi sẽ sẽ không vui vẻ, ta liền biết ngươi một kích động liền dễ dàng cà lâm. Đảng đảng. Tốt chúng ta đi xem một chút tối nay làm cái gì ăn đi. Lúc này tần nải nải lôi kéo triệu thái hậu liền ra phòng chính. Tần nải nải, để triệu thẩm hồ thẩm các nàng cho ta làm bát chua cây canh đi cố nhu vội vàng nói chua nhi cây nữ triệu thái hậu cười đến thấy răng không gặp mắt chủ nhân không có việc gì chúng ta trước hết xuống dưới một bên sơ nhất đã sớm nghĩ rời đi nơi này bởi vì đến từ các chủ cảm giác áp bách quá mạnh ngươi tên là gì lúc này cố tình đi đến lãnh thanh chu bên người ta gọi hoàng dưa cái gì ngươi gọi dưa leo vậy ngươi ta có phải là gọi hoàng đầu a cố tình nghe xong cười đến không ngậm miệng được. Chủ tử đoán không sai, tại hạ liền gọi hoàng đậu. Chỉ vì huynh đệ của ta hai người từ nhỏ đã người yếu, cho nên gia mẫu liền cho lên hai cái danh tự này. Lãnh thanh mặt đau răng nói, lãnh thanh chu vốn muốn nói mình gọi hoàng thuyền, nhưng đột nhiên cảm thấy không ổn, lại thêm ngoài miệng một khoan khoái liền toát ra cái dưa chữ. Được rồi. Dưa leo ngươi cùng ta cùng béo nha đi đem con vịt cấp trở về cố tình nói xong cũng trước ra phòng chính làm gì đuổi con vịt lãnh thanh chu quay đầu nhìn về phía sơ nhất hoàng dư huynh kỳ thật đuổi con vịt rất đơn giản đi ta mang theo ngươi cùng hoàng đậu huynh cùng đi xem nhìn vừa vặn cũng làm quen một chút hoàn cảnh nhìn sơ qua lấy lãnh thanh chu cắn răng hung ác quyết tâm nói tốt lãnh thanh mặc một nghiêm mặt gật gật đầu mẹ ta đi ngủ một hồi cố nhu ngáp một cái đi thôi cơm tối còn cần một hồi. Bạch thị nhẹ gật đầu, cố nhu không có để phụ dung cùng bách hợp bồi tiếp, mà là một thân một mình trở về phòng. Đảng đảng, trên núi có không có chua hạnh? Cố nhu tiếng không gian liền hỏi. Có. Đảng đảng cái này cho ngài mang tới. Cố nhu tiến phòng bếp cho mình hầm chung tổ yến, lại làm một bát bún thập cẩm cây, ừng. Đủ cây. Cố nhu ăn đến đã nghiền cực, đối đại tần có hay không nồi lẩu cùng bún thập cẩm cây đâu, bây giờ tự mình làm bún thập cẩm cây, cũng chỉ cần một bao đáy liệu, lại thêm chút nước cùng mình thích ăn rau xanh là đủ, làm thuận tiện đơn giản, mà lại lợi nhuận cũng sẽ không quá ít. Chương 31, không dám hứa chắc, chủ nhân, ngài muốn thực đơn đảng đảng đã chuẩn bị kỹ càng. Cũng không biết có thể dùng được hay không, hơn nữa còn đắc thủ chép một lần. Cố nhu nhếch miệng bởi vì thực đơn đều là chữ giảng thể, cho nên còn phải sao chép ra tới, nhờ có cái này nguyên chủ chữ viết rất khá, cho nên mình cũng không cần sầu muộn, một bên khác lãnh thanh chu cùng lãnh thanh mặt, chính riêng phần mình cầm trong tay một cây cây gậy trúc ngu ngơ tại bờ sông. Ta đều dạy ngươi mấy lần. Cố tình hai tay chống nạnh nhìn xem lãnh thanh chu, lãnh thanh chu nhìn xem trong sông mấy trăm con vịt ngỗng, thật là hết đường xoay sở. A T. A T. Lúc này một bên lãnh thanh mặt cầm lấy cây gậy trúc đi hướng bờ sông, phốc phốc, ha ha ha. Một bên lãnh thanh chu cùng sơ nhất bọn hắn, nhìn xem lãnh thanh mặt buồn cười buồn cười bộ dáng, tất cả mọi người buồn cười. Không sai chính là cái dạng này. Cố tình cùng béo nha trăm miệng một lời, lãnh thanh mặt một bên vội vàng vịt ngỗng, một bên thừa dịp cố tình cùng béo nha không chú ý, vẫn không quên quay đầu cho, đệ đệ mình cùng bọn thị vệ một cái tử vong ngưng thị. Béo nha, thiếp đảng khỏi bệnh chút không có. Cố tình tại trang tử trước ngừng lại. Tốt hơn nhiều. Béo nha gật đầu cười. Ngươi trở về nói cho hắn không nên gấp gáp đến trang tử bên trên, chờ khỏi bệnh lưu loát lại đến. Ngày mai bắt đầu liền phải kế mạ, ta sợ là đến không được. Béo nha cao mày nói, cố tình cười vỗ một cái béo nha vai, không có chuyện gì. Cái này không phải có bọn hắn giúp ta sao, ta nhìn hoàng đậu hắn vẫn được. Khi tốt, tình nhi ta liền đi về trước. Béo nha nói xong khoát tay áo, liền xoay người rời đi. Bình thường thả những tiểu gia hỏa này hài tử bệnh, mấy ngày nay các ngươi trước hết làm cái này sống đi cố tình xoay người nhìn hai huynh đệ liền nói vâng lãnh thanh chu hơi choáng gật đầu cái này bị đại tần vương gia tự mình bỏ qua việc ngỗng hạ trứng hẳn là bán bao nhiêu ngân lượng một cái đâu lãnh thanh chu trong lòng liếc mắt quả dưa đậu nhi nhanh như vậy liền học được bất đắc dĩ lúc này triệu thái hậu cùng tần nải nải đi ra vốn là đặc biệt im lặng hai người Vừa nghe đến nhà mình lão tổ tông nói lời liền càng thêm bất đắc dĩ, đoán chừng cái này lão tổ tông tám thành lòng đang bên trong cười đến không được. Hoàng nãi nãi, hai người bọn hắn trước kia không có làm qua cái này công việc sao? Cố Tình cười hỏi. Không có. Bọn hắn đều là đi theo hắn cha học kinh thương. Triệu Thái hậu cười lắc đầu. Thật đúng là đại tài tiểu dụng, vậy liền chờ mấy ngày nữa tỷ tỷ nghĩ ra kiếm tiền phương pháp về sau, liền cùng ở bên cạnh ta giúp ta chân chạy đi triệu thái hậu vội vàng gật đầu ai nha vậy nhưng thật sự là quá tốt nhất là cái này quả dưa đầu tương đương linh hoạt tương lai có lẽ còn có thể giúp đỡ chút bận bịu đâu được làm tốt nguyệt ngân định thiếu không được hắn cố tình cười nhìn lãnh thanh chu liếc mắt sơ nhất mấy cái thị vệ nghe cố tình trong lòng đều đang nghĩ dám dùng nên phong cách các chủ làm chân chạy chỉ sợ cũng chỉ có chủ tử của mình nhóm lãnh thanh chu nhìn xem triệu thái hậu gãi đầu một cái nói Nãy nãy ta nào có ngài nói lợi hại như vậy. Nãy nãy biết ngươi làm được, loại sự tình này ngươi ca thế nhưng là so ngươi kém xa. Triệu Thái Hậu khoát tay áo. Nãy nãy ngài là cảm thấy ta cái này con việc đuổi kịp không sai sao? Lãnh Thanh mặt tức giận đến mi tâm đều thẳng thình thịch, Triệu Thái Hậu không cần suy nghĩ liền nói, Nhu Nhi cô nương không phải để ngươi đi theo bên cạnh nàng sao? Như ngày sau nàng nghĩ kinh thương nhất định có ngươi bận rộn. Đúng vậy a. À ngày sau trang tử bên trên sự tình sẽ càng ngày càng nhiều cố tình nói xong cũng tiến trang tử sau bữa cơm chiều tổ tôn ba người liền đi trong ruộng đi đi lão tổ tông chúng ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu a à? ngài tội gì chờ đợi ở đây đâu ta nhìn chỉ lưu tứ ca một người là được hắn mình sự tình để hắn tự mình giải quyết thôi lãnh thanh chu nhìn xem triệu thái hậu biểu môi nói triệu thái hậu giơ tay lên liền điểm một cái lãnh thanh chu đầu ngươi cho ta đàng hoàng đợi tại cái này ngươi kia nghênh phong cách cũng không phải không có ngươi không được nhưng là ngươi tứ ca nhưng không thể rời đi ngươi ngươi nhìn hắn miệng lưỡi vụng về dáng vẻ lúc nào khả năng đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng tứ ca ngươi nói ta giúp ngươi ở đây chịu tội ngươi phải thưởng ta thế nào ngươi nhìn ta đánh ngươi một trận được hay không lãnh thanh mặt trừng mắt liếc lãnh thanh chu triệu thái hậu đi đến lãnh thanh mặt bên người liền nói mặc nhi hoàng nải nải là thật không nghĩ tới cái này nhu nhi dáng dấp không chỉ có khuynh quốc khuynh thành mà lại tâm địa còn như thế thiện lương. Hoàng nãi nãi ta là thật thích không được, ta nhưng nói cho ngươi, cái này cháu dâu ta là muốn định. Lãnh thanh mặt lắc đầu, cái này tôn nhi nhưng không dám hứa chắc. Ngươi tự nghĩ biện pháp chính là, cái này sự tình nếu là không thành, ta liền đi tìm ngươi phụ hoàng, dù sao chính ngươi nhìn xem lo liệu. Ta liền đi về trước, kia hai cái lão tỉ muội vẫn chờ ta đây. Triệu Thái Hậu nói xong cũng quay người rời đi lão tổ tông thật đúng là sẽ uy hiếp người lãnh thanh mặt bất đắc dĩ nói các chủ các ngươi làm sao tới nơi này rồi lúc này sơ nhất chạy tới ngươi không nên hỏi quá nhiều tóm lại trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không rời đi tuyệt đối đừng để người cảm giác được cái gì các ngươi thường ngày bên trong nên làm cái gì thì làm cái đó lãnh thanh mặt nhìn thoáng qua sơ nhất thản nhiên nói vâng Sơ nhất gật gật đầu, lúc này cố trường hoành cùng hách gia hai huynh đệ cũng từ kinh thành trở về. Nhị thúc sự tình làm được thế nào? Cố nhu nhìn xem cố trường hoành liền hỏi. Còn tốt, những người này cũng đều cho nhị thúc chút mặt mũi, chỉ là liền sợ những tửu lâu này muốn không được nhiều như vậy cá. Quán rượu kia bên trong nhưng có cá luộc cách làm. Thật đúng là không có. Con cá này hết thảy cũng chỉ có kia mấy loại cách làm, thịt kho tàu đung như hòa thanh chưng. Kia nồi lẩu đâu, cũng không có. Ngươi nói những cái kia đồ ăn đều không có. Nhu nhi ngươi là làm sao biết những cái này món ăn đâu. Lúc này hách cẩm trình cao mày nói, cố nhu liền vội vàng cười nói, đại cửu, ta cũng là trong lúc vô tình, trong nhà phòng sách bên trong phát hiện bản này thực đơn, ngày mai ta liền cho mọi người làm một đạo cá luộc ăn. Nhu nhi ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, ngươi là nghĩ thoáng tử lâu sao. Cố trường lâm dứt khoát cười nhìn về phía cố nhu, cố nhu lắc đầu, Chúng ta bây giờ trên tay là có chút tùng ngân. Chẳng qua còn chưa đủ lấy có thể mở lên tửu lâu, lại nói hiện tại còn không phải lúc. Ta nghĩ bán thực đơn, nói cách khác ta tự mình giáo tửu lâu làm thế nào đồ ăn, mà lại có chút món ăn gia vị vẫn là chúng ta đặc thù, mà ta chỉ lấy những cái này món ăn ba thành lợi, cho nên nhị thúc ngài tốt nhất tìm một nhà có thực lực nhất tửu lâu, mà lại chi nhánh càng nhiều càng tốt, dạng này chúng ta ít lợi mới có thể nhiều. Làm ăn này làm được thật đúng là mới mẻ chẳng qua cách làm này thật có thể thực hiện sao hách cẩm đồ một mặt chần chờ nhìn xem cố nhu nhị cửu được hay không thử một chút liền biết lúc này một bên cố tình xen vào nói cố trường hoành gật gật đầu vậy thì tìm phúc mãn lâu đi nhà hắn ở kinh thành liền có năm cửa hàng mà lại các quận thành đều có mặt tiền cửa hàng nhưng là phúc mãn lâu đại trưởng quỹ cũng không làm sao dễ nói chuyện cho nên nhu nhi ta cái này đồ ăn nhất định phải cầm ra nhị thúc ngươi tin nhu nhi liền tốt buổi sáng ngày mai gọi Lưu Gia Gia đi mua chút cá trắm cỏ trở về, ta trước cho các ngươi làm một chút nếm thử, sau đó các ngươi lại làm định đoạt cũng không muộn. Chương 32, năm cái oa tử mỗi người nghe xong cũng liền không tiện lại nói cái gì, liền riêng phần mình đi về nghỉ, cố nhu cùng cố tình trở lại trong viện, cố tình liền viện cố nhu vào phòng. Ta nơi nào có yếu như vậy, còn cần ngươi dạng này viện. Cố nhu cười ngồi xuống. Nương nói đầu này mấy tháng điều quan trọng nhất, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút cố tình cho cố nhu gọt một cái quả táo những ngày này có nghe nói cái gì sao cố nhu tiếp nhận quả táo tỷ tỷ ngươi để ý những cái kia sao nếu như không thèm để ý cũng không cần lý những chuyện kia ta là không thèm để ý ta sợ mẹ ta nàng để ý cố nhu thở dài tỷ tỷ ngươi suy nghĩ nhiều bạch di nàng đã sớm nghĩ thoáng lại nói có mẹ ta ở đây chính là có một hai người nói tầm bậy, cũng bị tần nải nải cùng ngoại tổ mẫu cho đè xuống. Các nàng nói cái gì đều bình thường, làm mẹ bị bỏ, nữ nhi lại chưa kết hôn mà có con, ở trên đời này vốn là sẽ gặp phỉ nhổ, lúc trước ta muốn lưu lại đứa bé này, tất cả mọi chuyện ta đều nghĩ rõ ràng. Cho nên ngươi liền không cần để ý những cái kia, ngươi một mực làm tốt chính ngươi. Cố tình đứng lên nói. Ngươi ngược lại là thông thấu, Cố nhu cười gật gật đầu, cố tình cười liền nói, tỷ tỷ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta trở về thoa mặt, ngươi xem ta ban nhạc rất nhiều, làn da cũng trợn nhìn thật nhiều. Thật đúng là như thế. Tỷ tỷ ngươi dùng đồ vật đều là bình thường chi vật, nhưng là hiệu quả không phải bình thường tốt, tỷ tỷ ngươi sẽ không là có cái gì độc môn bí phương A. Nếu quả thật có, đây cũng là một cái con đường phát tài. Như thế ý kiến hay, chẳng qua còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cố Nhu cười gật gật đầu, cố tình đi về sau, Phù Dung cùng bách hợp để người đưa tới nước tắm, Phục Thị lấy Cố Nhu tắm rửa xong liền lui xuống, nàng tiến không gian trước thổi khô tóc, sau đó lại uống đảng đảng chuẩn bị cho nàng tốt thuốc bổ. Chủ nhân, ta cho ngài chuẩn bị máu yến. Ngày tối nay hầm bên trên buổi sáng ngày mai lên ăn. Đảng đảng, cái này cá lục cương liệu muốn như thế nào mới có thể lấy ra đi đâu. Trực tiếp lấy ra đi sợ sẽ khiến lên người hoài nghi, lúc đầu chủ nhân nhà ngươi, đột nhiên sẽ làm đồ ăn liền đủ kỳ quái. Cố nhu có chút rầu rĩ nói. cái này còn không đơn giản sao, ngài sẽ giả bộ xào một cái tương liệu, thừa chuyện kế tiếp liền giao cho đảng đảng đi. đúng a. À. ta làm sao đem ngươi cấp quên nữa nha. cố nhu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đảng đảng. ngài chỉ có dùng đến ta thời điểm mới có thể nhớ tới ta. đảng đảng hừ nhẹ một tiếng. đảng đảng. ngươi không nên tức giận. Trong thế giới này chỉ có ngươi nhất hiểu ta, cũng đáng giá nhất ta tin cậy." Cố Nhu nhìn trên bàn thực đơn liền nói: "Chủ nhân, ngài nói lời rất cảm động đảng đảng nha." Cố Nhu vẻ mặt thành thật nói ra, "Ta thực sự nói thật, hai chúng ta cùng nhau đi vào cái này triều đại, ta là nhiều rất nhiều thân nhân, nhưng là ta càng không thể rời bỏ ngươi." "Ô ô." "Chủ nhân, đảng đảng đều muốn cảm động khóc." "Ha ha." "Ngươi sẽ khóc sao?" nước mắt của ngươi có phải là một sợi khói xanh a à? cố nhu cười nói chủ nhân ngươi đứng đắn nhiều nhất chẳng qua ba giây Đảng đảng im lặng cực tốt không đùa ngươi ta cũng mệt liền ngủ cố nhu đứng dậy đi hướng bên giường chủ nhân ngài còn không có làm dưỡng da đâu ta ngược lại là quên cố nhu quay người liền đi trước bàn trang điểm chủ nhân ngài cần phải ăn nhiều một chút a à? nhỏ như vậy các chủ tử mới có thể dáng dấp mập mạp ta ăn còn không nhiều sao một ngày đều muốn ăn năm bổng nhiên đâu chờ một chút ngươi nói cái gì tiểu chủ tử nhóm là mấy cái ý tứ chẳng lẽ ta mang không phải một đứa bé cố nhu một mặt mộng ngẩn đầu đúng vậy a à. ta không phải đã nói rồi sao có mấy cái nồng nọc nhỏ tiếng ngài trong bụng cố nhu vậy ta mang mấy cái a à? cố nhu một mặt ngây ngốc sờ lấy bụng của mình năm cái cái gì năm cái đảng đảng ngươi không có lầm chứ cố nhu cả kinh trợn mắt hốc mồm làm sao chủ nhân đây không phải rất tốt sao đảng đảng hưng phấn nói năm cái ta cái này bụng thật đúng là đủ có thể chứa cố nhu mi tâm trực nhảy năm đứa bé người khác muốn sinh năm lần mà chủ nhân ngài một lần liền sinh năm cái nhiều như vậy bất việc nhi a à. đây là bất việc sự tình sao cố nhu một mặt bất đắc dĩ nói chủ nhân đây chính là ngài nhi nữ duyên phận thuận theo tự nhiên mới là lựa chọn tốt nhất ngươi ngược lại là sẽ khuyên người lúc này ta cần phải càng thêm cẩn thận cố nhu đang khi nói chuyện liền lên giường cái kia hái hoa tặc thật đúng là đủ làm được một chút liền gieo xuống năm cái cố nhu nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất sáng ngày thứ hai cố nhu lên ăn tổ yến liền ra không gian tiểu thư điểm tâm ở nơi nào ăn lúc này phù dung đi đến bưng đến trong phòng tới đi cố nhu cho mình rót chén nước chủ nhân ngài không có việc gì về không ở giữa cho mình làm một chút ăn ngon dinh dưỡng đồ vật đi tốt a à. trang tử bên trên ăn uống là đơn giản chút chẳng qua cũng là biến đổi pháp cho mình làm nhưng là trong bụng nhưng có năm cái oa tử đâu thêm chút dinh dưỡng đổ cũng là phải, điểm tâm là hai mặn hai chay bốn đồ ăn một chén canh, cố nhu ăn đến rất nhiều. Tỷ tỷ, ngươi lên. Cố tình nhảy nhảy nhót nhót vào phòng. Bây giờ làm sao cao hứng như vậy? Tỷ tỷ ngươi là không thấy được a, à, kia dưa leo cùng hoàng đậu hai huynh đệ tay chân vụng về dáng vẻ. Cố tình cười đến hết sức vui mừng. Bọn hắn đã từng là con em nhà giàu, trước kia có thể là chưa làm qua loại chuyện này, ngay từ đầu ngươi không phải cũng sẽ không à. Cố nhu cười trêu ghẹo nói. Mặc dù như thế, nhưng là bộ dáng của bọn hắn buồn cười vô cùng. Cố tình cười ngồi tại cố nhu đối diện. Đối bây giờ bắt đầu kế mà sao? Ừm. Đã bắt đầu, tràng diện kia liếc nhìn lại thật đúng là náo nhiệt, vài trăm người cùng một chỗ kế mạ làm được cũng mau mau. Đi ngươi bồi tiếp tỷ tỷ đi xem một chút, ta còn chưa từng gặp qua đâu. Cố nhu đứng dậy liền lôi kéo cố tình đi ra ngoài. Chủ nhân, trên đường cẩn thận đi từ từ. Lúc này đảng đảng thanh âm truyền vào cố nhu lỗ tai. Biết, tỷ muội hai người cùng bốn tên nha hoàng mới ra cửa trang, liền gặp mới từ trong ruộng trở về bạch thị bốn người. Nhu nhi ngươi là muốn đi trong ruộng sao? Bạch thị nhìn xem cố nhu liền hỏi. Nương bây giờ đầu một ngày kế mạ ta đi qua nhìn một chút. Ngươi triệu thẩm hẹn lưu lan trung, ban đêm tới cho ngươi bắt mạch, nương nghĩ đến cho ngươi xem một chút cũng tốt, nương cũng có thể yên tâm một chút tốt lưu gia gia đi mua cá sao bạch thị gật gật đầu đi cùng ngươi nhị thúc cùng đi nói trở lại ngươi là sẽ làm chút ăn uống chẳng qua con cá này ngươi có thể làm tốt sao còn có có thể hay không mệt đến ngươi cố nhu cười lắc đầu sẽ không đến lúc đó để triệu thẩm các nàng đánh cho ta trợ thủ là được vậy là tốt rồi đi nhanh về nhanh đi một bên hách thị mở miệng nói ra nhị thẩm ngài cứ yên tâm đi. A T. A T, mấy người còn chưa đi đến bờ sông, liền nghe được hoàng gia hai huynh đệ đuổi ngỗng thanh âm, ha ha. Cố tình lại cười ra tiếng, hai người đi đến bờ sông thời điểm, đã nhìn thấy khắp nơi đều là vịt ngỗng, có tại trên bờ sông có tại trong sông, hoàng gia hai huynh đệ, chính lún cuốn tay chân muốn đem vịt ngỗng đuổi tới cùng một chỗ. Các ngươi thật là cứu bản. Cố tình đang khi nói chuyện liền chạy tới, từ lãnh thanh chu trong tay tiếp nhận cây gậy trúc không bao lâu cố tình liền đem vịt ngỗng chạy về trong sông lãnh thanh chu nhìn xem cố tình động tác thành thạo dáng vẻ không khỏi giơ tay lên vuốt vuốt chỗ mi tâm dạng này thời gian lúc nào mới là cái đầu a chúng ta đi trong ruộng nhìn xem chờ trở về thời điểm ta với các ngươi cùng một chỗ đưa chúng nó chạy trở về cố tình nói xong cũng đem cây gậy trúc còn cho lãnh thanh chu tốt lãnh thanh chu chất phát gật đầu chủ tử ta đi theo ngài cùng đi chứ. Lúc này lãnh thanh mặt đi đến cố nhu bên người. Đúng, làm sao không gặp sơ nhất bọn hắn đâu. Cố nhu lúc này mới nghĩ tới. Chủ tử, bọn hắn đều đi trong ruộng đi làm việc, hắn để ta đi theo bên cạnh ngài. Lãnh thanh mặt một nghi mặt nhắm mắt nói. Đại ca, ngươi đi những cái này con vịt làm sao bây giờ? Lãnh thanh chu một mặt mộng mà nhìn xem lãnh thanh mặt. Trao trộn lãnh thanh mặt liếc qua mình xuẩn đệ đệ. Ha ha! Huynh đệ các ngươi ngược lại là có ý tứ vô cùng. Cố tình cười liếc qua lãnh thanh chu, cố nhu lắc đầu, không cần, cái này cách trong ruộng không xa chính chúng ta đi qua là được, ngươi lưu tại nơi này giúp dưa leo đi. Chương 33 tiếp nhận hiện thực, không được, ta là muốn đi theo chủ tử, đây là sơ nhất huynh cố ý bàn giao tại ta, chủ tử cũng là ngài để ta đi theo ngài bên người. Lãnh thanh mặt vẫn như cũ kiên trì nói ngươi làm sao như thế tử tâm nhãn đâu? Cố tình nhìn xem lãnh thanh mặt. Được rồi, liền để hắn đi theo đi. Cố nhu kéo cố tình tay liền hướng đồng ruộng đi đến, trong ruộng, lao động đám công nhân làm thuê một bên đổ mồ hôi như mưa, một bên vội vàng bưng lấy mạ, chậm rãi đem nó cắm vào màu nâu trong đất bùn. Thân mang giảng áo nông phụ, chỉnh tề trưng bày mạ, hết sức chuyên chú từng cái cắm xuống đi, Mỗi một khỏa đều bị các nàng cắm vào có thứ tự mà kiên cố, kiếp trước đều là máy móc thiết bị thao tác, mà lại phần lớn cũng đều là nước bồi, dạng này nguyên thủy canh tác. Cố nhu vẫn là lần đầu thấy, cái này tám vạn mẫu đất phải bao lâu khả năng cắm xong đâu. Nhu nhi cô nương, tình nhi cô nương các ngươi đến rồi. Lúc này triệu thái hậu cùng tần thị tiến lên đón. Hoàng nải nải, tần nải nải các ngươi cũng tại cái này. Cố nhu cười gật đầu. Nhu nhi cô nương dưới chân ổn lấy chút. Triệu Thái Hậu đi đến Cố Nhu bên người, Cố Nhu lắc đầu, không có chuyện gì. Tần nải nãy, nãy, cái này tám vạn phải bao lâu khả năng hoàn thành? Cố Nhu nghĩ nghĩ lại hỏi. Làm gì cũng phải hơn tháng. Tần Thị nhìn về phía đồng ruộng. Vậy liền để Lưu Gia Gia cùng nhị thúc, trước tiên đem cá bột định ra tới đi. Tốt. Tần nải nãy, nãy gật gật đầu. Ruộng lúa bên trong có thể nuôi cá sao? Một bên lãnh thanh mặt nghe xong cao mày nói có thể hay không ngày sau ngươi liền biết liền ngươi nói nhiều. Triệu Thái Hậu trừng mắt liếc lãnh thanh mặt, cái này Triệu Đại bắp Ngô gọi phiên mạch, cố nhu cố ý để lưu bá chừa lại một vạn mẫu ruộng tốt, dùng để trồng bắp ngô. Tần nải nải, phiên mạch cùng cà chua cũng phải sớm đi trồng lên. Cố nhu xoay người nhìn tần thị. Đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi lưu gia gia đã tại những thôn khác tử bên trong mời chút công nhân làm thuê, liền cái này một hai ngày liền có thể khởi công cái này trang tử bên trên nhờ có có tầng nải nải cùng lưu gia gia quản lý. Cố nhu cười đi đến tầng thị bên người, tầng nải nải vỗ nhẹ cố nhu tay, nhu nhi, ngày sau cái này trong ruộng ngươi cũng không cần tới, ngươi có thân thể không tiện, nếu là muốn đi động ngay tại trong trang đi. Tốt. Cố nhu nhẹ gật đầu. Đảng đảng, trong ruộng còn cần tưới nước linh tuyền sao? Tạm thời không cần, chờ thả cá miêu thời điểm lại tưới tiêu một lần là đủ. Đảng đảng trả lời một câu tần nải nải, hoàng nải nải, vậy chúng ta liền đi về trước. Tốt. Tần thị cười gật gật đầu. Nhu nhi cô nương ngươi đi chậm một chút, đậu tử ngươi che chở một điểm chủ tử của ngươi. Triệu Thái Hậu vội vàng liền nói. Tốt. Lãnh thanh mặt nhếch miệng nói. Hoàng nải nải ngài yên tâm, ta không có như vậy dễ hỏng. Cố nhu cười nói xong, liền lôi kéo cố tình đi về, đi đến bờ sông thời điểm, cố tình liền cùng lãnh thanh chu cùng một chỗ hướng trở về việt ngỗng cố nhu mang theo phù dung cùng bách hợp liền hướng trong trang đi lãnh thanh mặt cũng đi theo phía sau của nàng đám người mới vừa đi tới trang tử tổng liền gặp cố trường lâm cùng lưu gia gia bọn hắn nhị thúc mua nhiều cá như vậy a à? ta viết cho ngài gia vị cùng phối đồ ăn cũng mua đủ sao cố nhu nhìn xem một giỏ cá cười hỏi cố trường lâm nhẹ gật đầu nói ra đều mua đủ lúc đầu cũng không phải cái gì khan hiếm đồ vật nhị thúc mua cho ngươi rất nhiều lần đến ngươi yên tâm dùng là được. Hoàng đậu ngươi đi đem cá đều dọn dẹp sạch sẽ, nhớ kỹ muốn đem bụng cá bên trong tơ máu cùng màng đen quăng ra, sau đó rửa ráy sạch sẽ bởi vì cái kia bộ vị nhất tanh. Cố nhu xoay người nhìn về phía sau lưng lãnh thanh mặt. Dết! Cá! Lãnh thanh mặt nghe cố nhu nháy mắt hóa đá. Làm sao ngươi sẽ không giết cá sao? Cố nhu cao mày nói, con cá này lại tanh vừa thối, thường ngày mình ăn cá đều rất kén chọn loại bỏ, đừng nói giết cá để ta giết người còn tạm được lãnh thanh mặt trong lòng thầm nói tính vẫn là để ta đi lúc này một bên lưu bá nói ngươi sẽ không liền theo lưu gia gia học một ít ngày sau tiếp xúc cá thời điểm nhiều đi cố nhu nói xong quay người liền tiếng trang tử lãnh thanh mặt cố nhu để phù dung cùng bách hợp đem gia vị cùng phối đồ ăn đều cầm tiếng nhà chính nàng trước tiên đem gia vị chỉnh lý tốt cái này thanh hoa tiêu làm ẩm ướt đều có liền quả ớt cũng có rất nhiều loại, cố nhu trước hết để cho phù dung nhóm lửa chảo nóng, sau đó liền bắt đầu chịu tương liệu cùng phối chế các loại gia vị. tỷ tỷ, ta có thể làm chút gì? lúc này cố tình đi đến, ngươi nhìn xem liền tốt. đây là cái gì a à thơm như vậy? cố tình xích lại gần nhìn xem. làm cá luộc tương liệu, ngươi đi xem một chút cá thu thập xong chưa? cố nhu xoay người. Để bách hợp đem bao đồ ăn cùng rau giá rửa sạch sẽ dự bị, cố tình vừa định quay người rời đi, lãnh thanh mặt mang theo hai đầu cá cùng lưu bá, cố trường lâm cùng anh em nhà họ hách đi vào nhà chính, lãnh thanh mặt một nghiêm mặt, đem cá bỏ lên bàn. Ngươi rơi ngân đại tử sao? Qua bên kia đánh cho ta bồn thanh thủy tới, cố nhu liếc qua lãnh thanh mặt. Đậu tử ngươi còn ngẩn người làm gì, còn không mau đi. Lúc này tần thị, tưởng lão phu nhân cùng triệu thái hậu đi đến, lãnh thanh mặt hít sâu một hơi, xoay người vội vàng đi múc chậu nước tới. Mặc kệ ngươi trước kia qua là dạng gì thời gian, kia đều đã là chuyện đã qua. Mà bây giờ ngươi liền phải học được tiếp nhận hiện thực, đi đem cá rửa sạch sẽ. Cố Nhu nhìn cũng chưa từng nhìn Lãnh Thanh mặt liếc mắt. Đúng vậy a. À. Nhu chủ tử nói không sai, đại ca ngươi cẩn thận đem cá rửa sạch sẽ. Lúc này Lãnh Thanh chu một mặt cười mờ ám tiếng nhà chính. Nhu Nhi cô nương nói rất đúng, nãy nãy giúp ngươi tẩy triệu thái hậu trừng mắt liếc lãnh thanh mặt vội vàng đi đến trước bàn hoàng nãi nãi không cần ngài để hắn tẩy đi cố nhu vội vàng liền nói đây thật là tự tạo nghiệt không thể sống a à. lãnh thanh mặt chỉ có thể nhận mệnh đi đến trước bàn đem cá bỏ vào trong chậu thanh tẩy cố nhu tiếp nhận cá cẩn thận nhìn một chút sau đó liền đem cá đặt ở nhiệm vụ chế biến thức ăn bên trên từ đuôi cá bắt đầu đem hai bên thịt cá phiến xuống dưới sau đó đi đuôi cá vây cá lại sẽ xương cá đập mạnh thành khối nhỏ đầu cá đi răng hết thảy hai nửa, cuối cùng đem thịt cá phiến thành phiến mỏng, thịt cá xương cá cắt để vào trong. Chậu, một bộ động tác xuống tới chẳng qua liền dùng thời gian một chén trà công phu, thấy mọi người trợn mắt hốc mồm. Nhu nhi động tác của ngươi thật đúng là nhanh nhẹn. Lúc này một bên hách thị mở miệng nói ra. Mẹ, nhị thẩm, hai vị mở các ngươi lúc nào đến. Cố nhu ngẩng đầu mới phát hiện, nhà chính bên trong đứng đầy người. Chúng ta cũng là vừa tới. Bạch thị trên mặt vẻ kinh ngạc còn không có thối lui. Đậu tử, lại cho ta đánh hai bàn nước tới. Cố nhu xoay người nhìn một chút lò đường bên trong lửa, lãnh thanh mặt tại nhà mình lão tổ tông còn không có phát tác trước, vội vàng lại đánh hai bàn nước, cố nhu đem thịt cá cùng xương cá lại tẩy một lần, sau đó dùng vải đem thân cá bên trên hơi nước hút khô, lại đánh một cái lòng trắng trứng tại thịt cá bên trong quấy đều, cố nhu đắm chìm trong làm đồ ăn quá trình bên trong, hoàn toàn không ngại đám người kinh ngạc biểu lộ nàng biết từ nay về sau mình mặc kệ làm cái gì tất cả mọi người sẽ kinh ngạc không thôi bởi vì chính mình chuyện làm bây giờ nguyên chủ trước kia đều hẳn không có làm qua bất quá thời gian dài mọi người cũng liền quen thuộc dù sao nguyên chủ trừ tâm biến cái khác không có gì thay đổi làm cố nhu đem xào hương quả ớt tê dại tiêu hoa tiêu cùng dầu xối tại thịt cá phía trên kia tiêu hương hương vị nháy mắt tràn ngập toàn cái nhà chính tất cả mọi người nếm một chút hương vị đi Cố Nhu chỉ toàn tay cười nói, Cố Nhu làm cá thời điểm, liền đem tất cả khẩu vị cho sâu lên, loại này làm cá phương pháp tất cả mọi người là lần thứ nhất thấy, nghe Cố Nhu, Cố Trường Lâm cùng Hách Thị huynh đệ, vội vàng riêng phần mình cầm lấy bát đổ đều nếm thử một miếng, ba người ăn sau đều là hai mắt tỏa sáng, thịt cá tươi non ngon miệng lại tê cây tươi hương, mà lại một điểm mùi cá tanh đều không có, mà lại hương vị để người cửa vào khó quên. Thật sự là tuyệt. Tất cả mọi người nếm thử Nhu Nhi làm cái này đạo cá luộc hách cẩm trình để đổ xuống, hưng phấn nói. Chương 34, tiểu thí ngưu đói này cá luộc cố nhu hết thảy làm hai bát lớn, cho nên người ở chỗ này đều có nếm lát cá trắng nõn, cùng hỏa hồng quả ớt hình thành mảnh liệt thị giác so sánh, nhìn xem phi thường có muốn ăn. Mà lại còn xen lẫn thịt cá phóng xuất ra tươi mùi thơm, khiến người thèm nhỏ dãi, quan trọng hơn chính là cá luộc mùi thơm bên trong mang theo nhàn nhạt tê cây vị, phi thường đặc biệt, để người không nhịn được muốn một hơi tiếp một hơi nhấm nháp, cái này triệu thái hậu cùng lãnh thanh mặt ngay từ đầu không có quá để ý. Cái này cung trong ngự thiện phòng bên trong thức ăn, có thể nói là thu nạp thiên hạ kỳ trân, dân gian có ngự thiện phòng bên trong có, cái này dân gian không có ngự thiện phòng lại còn nhiều, nhưng là cố nhu đồ ăn làm được một nửa. Mùi vị kia lại lệnh hai người có nghĩ nếm một chút dê xê vọng mà lãnh thanh chu vốn là ăn hàng một viên, khi hắn ăn cái thứ nhất thời điểm, liền xem như không bỏ xuống được đũa nhị thúc các ngươi cảm thấy thế nào? Cố nhu đi đến cố trường lâm bên người, cố trường lâm vội vàng liền nói, rất tốt. Cái này đạo cá luộc để người cửa vào khó quên, nhưng là ngươi món ăn này nhưng có bí phương. Cố nhu gật gật đầu, đương nhiên. Không phải nếu như người người đều sẽ làm, chúng ta đi đâu kiếm bạc đi. Nhu nhi, nhìn xem cái này gia vị thế nhưng là không có có cái gì đặc biệt, ngươi dám cam đoan thời gian dài bọn hắn nghiên cứu không ra sao một bên hách cẩm trình cao mày nói mấy ngàn năm sau công nghệ cái này triều đại nấu nướng kỹ thuật là như thế nào cũng đuổi không kịp sẽ không nếu như không có cái này nắm chắc ta cũng sẽ không muốn làm cái này sinh ý cố trường lâm nghe xong mặt trong chốc lát về sau mới nói vậy là tốt rồi ngày mai ta liền đi hẹn phúc mãn lâu đại trưởng quỷ để hắn đến nếm thử cái này đạo cá luộc chỉ là nhị thúc hiện tại đã gặp rủi ro ta cùng hắn mặc dù quen biết cũng không biết người ta có thể hay không cho mặt mũi này. Cố thúc ngày mai ta giúp ngươi nhóm cùng đi mời đi, cái này thương nhân vốn là lấy lợi mà tụ, nào có đặt vào bạc không kiếm đạo lý. Ngài nói có đúng không? Lúc này một bên lãnh thanh chu cười mở miệng, cái này phúc mãn lâu là nhà mình lão gia tử tài sản riêng, đương nhiên người ngoài là không biết, chẳng qua cái này đạo cá luộc nếu là bên trên phúc mãn lâu thực đơn, kia nhất định là phải lớn lửa, một bên triệu thái hậu cùng lãnh thanh mặt cũng là kinh ngạc không thôi, làm như vậy sinh ý phương pháp thật sự chính là sống lâu thấy ngươi là cha hắn gọi dưa leo hắn là người của ta lúc này cố tình cười đi tới được thôi cố trường lâm nhìn xem lãnh thanh chu nhẹ gật đầu cái gì gọi là ta là ngươi người ta chính là ngươi tạm thời tùy tùng có được hay không lãnh thanh chu trong lòng liếc mắt nếu như phúc mãn lâu đại trưởng quỷ đồng ý cái này cọc mua bán nhu nhi ngươi muốn làm thế nào đâu Lúc này vẫn không có lên tiếng hách cẩm đồ mở miệng, Cố Nhu không hề nghĩ ngợi liền nói, ta chỉ xuất tương liệu khắc phúc mãn lâu ra, ta chỉ cần món ăn này ba thành tiền bạc, nói cách khác cái này đạo cá luộc nếu như bọn hắn bán 10 lượng bạc, vậy ta liền phải ba lượng ba. Tỷ tỷ, cái này phúc mãn lâu nào có 10 lượng bạc đồ ăn, một bàn rau trộn đều muốn hơn 10 lượng, kia còn phải nhìn là cái gì rau trộn. Cho nên bọn hắn như thích cái này đạo cá luộc kia nhất định là sẽ đồng ý, cái này đạo cá luộc chi phí liền xem như hướng nhiều tính, cũng không vượt qua được một lượng bạc, mà cái này đạo cá luộc bọn hắn phúc mãn lâu, làm sao có thể liền bán hơn 10 lượng đâu. Lúc này cố trường lâm ở. Một bên nói, như thế một cái không sai con đường phát tài, xem ra cố gia người đều rất có đầu óc buôn bán, cái này bán phối phương sinh ý, làm thật đúng là bớt lo dùng ít sức, nghĩ đến cái này, lãnh thanh mặt ngẩng đầu nhìn thoáng qua cố nhu, tinh mâu bên trong hiện lên một tia khen ngợi. Chủ nhân, ngài nên nghỉ ngơi. Lúc này đảng đảng thanh âm vang lên, đảng đảng nói chưa dứt lời cố nhu còn không có cảm thấy mệt mỏi, đảng đảng cái này nói chuyện mình liền phạm lên buồn ngủ. Tần nãy nãy nơi này liền giao cho các ngươi thu thập, ta trở về phòng ngủ một hồi. Cố nhu có chút ngượng ngùng nói. Ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, cái này đều đứng đầy lâu. Bạch thị vội vàng gọi tới phù dung cùng bách hợp, để các nàng viện cố nhu trở về phòng nghỉ ngơi, cố nhu cái này chân trước vừa đi, lãnh thanh mặt liền đem lãnh thanh chu lôi đến bên cạnh mình nói khẽ, chuyện của ngày mai nhất định phải làm tốt, xem ra lão gia tử hầu bao lại muốn trống. Yên tâm đi. Đầu nành ca. Lãnh thanh chu vỗ nhẹ lãnh thanh mặt vai. Cái này nhu nhi còn có bao nhiêu kinh hỉ muốn cho ta nhóm A. Hách thị cười nhìn về phía bạch thị. Trước kia trong phủ thời điểm, nàng liền thích một người trong phòng đợi, cũng không biết nàng đều ở bên trong nghiên cứu những thứ này. Bạch thị nhíu mày thở dài nói. Nhu nhi đứa nhỏ này nhất định là mệt mỏi. Lúc này triệu thái hậu chân mày nhíu chặt, rất là lo lắng nói. Bạch thị nhìn xem triệu thái hậu liền nói, hoàng thiếm, ban đêm lưu lan trung liền sẽ đến cho nhu nhi bắt mạch. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Triệu thái hậu cười nói, nhưng là cảm thấy còn rất lo lắng, cái này trang tử bên trên người đối nhu nhi đều rất tốt, nhưng là cái này trang tử bên trên ăn uống vẫn là kém một chút mình cháu dâu cùng nàng trong bụng hài tử nhất định là phải thật tốt sủng ái thế nhưng là tình hình dưới mắt cũng chỉ có thể dạng này là nên nghĩ cái những biện pháp khác cố nhu trở lại không gian liền thẳng đến phòng bếp nàng từ trong tủ lạnh lấy ra một đầu hải ngư cùng một chút tôm cùng rau xanh cá hấp tôm bạch đốt lại trộn lẫn một cái rau quả sa lát món chính là một thế bánh bao hấp nếm qua về sau cố nhu liền lên giường nghỉ ngơi tỉnh lại sau giấc ngủ Cố Nhu đã cảm thấy rất khát nước, nàng liền đứng dậy cho mình nóng chén sữa bò uống. Chủ nhân, cái này cá luộc cương liệu, đảng đảng đã chuẩn bị rất nhiều. Còn không biết, cái này cọc sinh ý có thể hay không làm thành đâu. Cố Nhu xúc xúc miệng. Đảng đảng cảm thấy không có vấn đề. Việc này nếu như bước được thành công, chúng ta ngày sau nhưng là muốn có bận biểu đâu. Cố Nhu lại cho mình ép chén nước táo. Đảng đảng chỉ quan tâm tiểu chủ nhân, ngài đừng chỉ cố lấy vội vàng kiếm tiền sự tình, tiểu chủ nhân mới là trọng yếu nhất. Ta sẽ chú ý, nhưng là người sống một thế dù sao cũng phải muốn làm chút gì đi, kiếm tiền là thứ yếu. Cũng là. Đảng đảng lên tiếng, cố nhu đơn giản thu thập một chút, liền ra gian phòng. Tỷ tỷ, ngươi xem như tỉnh ngủ, ngươi cái này một giấc đều nhanh đến ban đêm. Cố tình sưng mặt lên nhìn xem cố nhu. Làm. Sao cứ như vậy một hồi không gặp liền nghĩ ta rồi. Cố Nhu giơ tay lên nhéo nhéo cố tình mặt. Tỷ tỷ, ta là đang nghĩ ngày mai cha có thể hay không mời đến, phúc mãn lâu đại trưởng quỷ, nếu có thể sớm một chút kiếm bạc liền tốt. Ta mang tới máu yến ngươi đã ăn xong, tỷ tỷ có hài tử là cần bổ thân thể, dạng này trong bụng hài tử khả năng khỏe mạnh, cái này có bạc không thể hoa thật đúng là khó chịu. Cố Nhu lắc đầu, vô sự, ngươi nhìn dân gian bách tính cuộc sống gia đình hài tử, không phải cũng rất khỏe mạnh sao? chẳng qua cái này một chiếc máu yến, đến là cần bao nhiêu tiền bạc đâu. Cái này máu yến là muốn nhìn phẩm tướng, thượng hạng máu yến một chiếc nhiều tại trăm lượng phía trên, nếu là cực phẩm máu yến giá liền cao hơn. Đắt như vậy nha. Chẳng phải là ta một cái thời gian mang thai liền phải ăn hết vạn tám lượng bạc. Cố nhu một mặt kinh ngạc nói, cố tình vỗ bàn một cái liền nói, bạc sao có thể cùng ngươi trong bụng hài tử so sánh, không được ta để thị vệ vụng trộn mua về chút. Cố nhu lắc đầu, không muốn, dưới mắt còn không thể động những vật kia, ai biết có hay không con mắt nhìn chầm chầm chúng ta đâu. Thật là phiền nha. Cố tình thở dài. Không bằng qua ít ngày, mang theo thị vệ đi trên núi đi săn đi. Cố nhu mặt trong chốc lát liền nói. Đúng a, à. Chờ tỷ tỷ bận chuyện xong ta liền đi. Chương 35, dưới chân vấp tỏi tiểu thư ngài tỉnh rồi. Lưu Lan Trung đã đến. Lúc này Phù Dung đi đến. Tốt, ta liền tới đây cố nhu đứng dậy liền lôi kéo cố tình ra gian phòng phù dung đều ai tại phòng chính đâu phù dung cười nói nên ở đều ở đây tiếng phòng chính cố nhu liền mộng chính mình là xem bệnh cái mạch làm sao nhiều như vậy người ở đâu trừ cần nấu cơm tôn thẩm các nàng không có tới những người còn lại đều tại cố nhu khóe miệng co giật tiếng phòng chính mẹ làm sao kinh động nhiều như vậy người ta chính là xem bệnh cái mạch mà thôi cái này không lớn nhà đều không yên lòng sao lúc này tưởng lão phu nhân cười mở miệng cố nhu nghe xong cũng không tiện nói gì liền đi thẳng tới lưu lang trung bên người phúc phúc thân thể làm phiền tiên sinh chạy chuyến này nhu nhi cô nương mời ngồi xuống đi lưu lang trung nói xong cũng từ trong tay áo lấy ra khăn tay cố nhu đem để tay tại kết luận mạch chứng bên trên lưu lang trung liền bắt đầu bắt mạch đường bên trong đám người lúc này đều nhìn về lưu lang trung mà triệu thái hậu càng là khẩn trương không được liền gặp lưu lang trung càng xem bệnh mày nhíu lại phải càng chặt hơn nữa còn để cố nhu đổi tay đến xem bệnh của đại lang trung tại bắc mạch thời điểm là không tiện quấy rầy sợ chính là phân tán lực chú ý chủ nhân vị này đại phu có thể xem bệnh ra tới ngài trong bụng có mấy cái bảo bảo sao lúc này đảng đảng hỏi cố nhu nhìn bộ dạng này hẳn là có thể xem bệnh ra tới song sinh tử lưu lang trung trọn vẹn xem bệnh thời gian một chén trà công phu mới đưa tay lấy ra lưu lang trung cái này nhu nhi nhưng có không ổn Bạch thị cùng hách thị trăm miệng một lời. Không ổn ngược lại là không có, chỉ là nhu nhi cô nương phía trước 4 tháng càng cần cẩn thận chút, bởi vì ngươi cái này thai là nhiều sinh con. Lưu Lan Trung đứng dậy nhìn xem cố nhu liền nói. Nhiều sinh con. Lưu Lan Trung ý của ngài là, nhu nhi mang chính là song sinh tử. Bạch thị liền vội vàng hỏi. Tại hạ xem bệnh ra ba cái mạch tượng. Lưu Lan Trung cúi đầu đưa khăn tay tay nhập trong tay áo, cố nhu nghe Lưu Lan Trung trong lòng liền nghĩ, cái này Lưu Lan Trung y thuật cũng coi là phi thường không tệ. Cái gì? Nhu mà cô nương mang ba đứa hài tử. Triệu Thái Hậu cả kinh là trận mắt hốc mồm. Vâng. Nếu là không yên lòng vậy liền đi kinh thành xem một chút đi. Lưu Lan Trung nói xong cũng muốn đi. Lưu Lan Trung xem bệnh tiểu nữ tự nhiên là yên tâm, chỉ là ta cái này trong bụng hài tử đều còn tốt. Cố nhu cười đứng lên nói. Đều tốt. Nhưng là tại thai giống còn không có vững chắc thời điểm, nhu nhi cô nương còn cần cẩn thận một chút. Lưu Lan Trung nghe cố nhu thần sắc hơi chậm. Vậy tiểu nữ tại sinh sản trước đó, vậy làm phiền Lưu Lan Trung. Cố nhu nói xong nhìn tần thị liếc mắt, tần thị từ trong lúc khiếp sợ chậm tới, nghe cố nhu lập tức liền nói, hắn lưu thúc ta cái này lấy cho ngài xem bệnh phí đi. Ta đều nói qua cái này hương thân hương lý, ta là sẽ không thu xem bệnh phí, ta nhìn những cái kia vịt ngỗng không sai, đợi ngày sau nếu là ấp ra đến tiểu nhân, đưa cho tại hạ hai con là được. Lưu Lan Trung nói xong liền ra phòng chính. Tứ ca ngươi cũng thật là lợi hại. Lúc này lãnh thanh chu chính một mặt sùng bái mà nhìn xem lãnh thanh mặt, nàng trong bụng lại dục có ba đứa hài tử. Lãnh thanh mặt lúc này cũng mộng. Ai nha? Nhu nhi cô nương thật sự là có phúc lớn nha. Triệu Thái Hậu trong lòng đều trong bụng nở hoa, cái này hạnh phúc đến cũng quá đột ngột, mình liền phải có ba cái tôn nhi, lúc này nhà chính bên trong tất cả mọi người, nghe nói cố nhu mang chính là nhiều sinh con, trong lúc nhất thời đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mẹ, ngài làm sao rồi? Cố nhu cười đi hướng bạch thị. Tỷ tỷ, trong bụng của ngươi lại có ba đứa hài tử. Cố tình đem con mắt trợn thật lớn. Ta cũng không phải mới biết được sao. Cố Nhu cười khẽ vuốt một chút bụng dưới. Ta nói Nhu Nhi như thế hiển mang đâu, xem ngày sau sau chúng ta có bận biệu, muốn làm ba đứa hài tử tiểu y đâu. Lúc này một bên hàng thị cười nói. Nhu Nhi ngươi còn tốt chứ? Bạch thị hai mắt rưng rưng mà nhìn mình nữ nhi, tâm tượng đau cắt đồng dạng đau. Mẹ, ta rất tốt, ngày một chút liền có ba cái ngoại tôn, ngài hẳn là cao hứng A. Xem ra thật đúng là như mợ nói, chúng ta ngày sau có bận biệu. Cố nhu nói xong cũng cười đem bạch thị tay đặt ở trên bụng của mình. Triệu Thái hậu nhìn ra được, cố nhu là thật thích trong bụng hài tử, xoay người vụn trộn xoa xoa nước mắt. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn tranh thủ thời gian kiếm chút bạc, dễ bán chút thuốc bổ cho tỷ tỷ bổ thân thể. cố tình chân mày nhíu chặt tại trong đường chuyển lên vòng. Đúng vậy a, à. chỉ mong ngày mai ta có thể mời được phúc mãn lâu trưởng quỷ. cố Trường Lâm nhìn xem Cố Nhu nói không nên lời đau lòng. Mai Nhi ngươi không cần lo lắng. Hách thị vỗ nhẹ bạch thị tay, xoay người cũng là nước mắt đầy tràn hốc mắt. Nhu Nhi đứa nhỏ này thật là làm cho đau lòng người, có hài tử cũng được, thoáng một cái liền đến ba. Tình Nhi Chẳng qua chỉ là có thân thể thôi, người bình thường nhà nữ tử, không ăn thuốc bổ hài tử liền không khỏe mạnh à. Cố Nhu nhìn ra lo lắng của mọi người, vội vàng mở lời an ủi, triệu thái hậu nghe cố tình, trực tiếp liền đem lãnh thanh mặt cùng lãnh thanh chu kêu lên trang bên ngoài. Mặc nhi, ngươi phải nhanh nghĩ cách, cho nhu nhi đưa chút thuốc bổ tới. Trong bụng của nàng thế nhưng là ai gia hoàng tôn, mẹ con các nàng hiện tại chính là hoàng thất bảo bối. Triệu thái hậu cao hứng liền kém muốn cất cánh. Lão tổ tông ngài nói tứ ca thật đúng là lợi hại, lần này liền có ba đứa hài tử. Triệu thái hậu cười thấy răng không gặp mắt, đúng vậy a à. Hoàng nãi nãy cũng không có nghĩ đến, thân thể của ngươi như thế yếu đuối chỉ một cái liền có thể phải ba đứa hài tử ta yếu đuối chỉ là trang cho người bên ngoài nhìn được không nói tựa như ta phương diện kia không được giống như lãnh thanh mặt trong lòng liếc mắt kỳ thật làm lãnh thanh mặt biết mình một chút liền có ba đứa hài tử cảm thấy cũng là mừng rỡ như điên mặc dù đứa nhỏ này đến có chút ám muội nhưng là chỉ cần cố nhu có thể tiếp nhận mình sự tình khác đến lúc đó lại nói lão ngủ ngươi muộn một chút để người đi tìm nhị ca lão tổ tông nói sự tình để hắn tìm cách lo liệu miễn cho hắn một ngày cũng muốn sống phóng túng tốt nhất là để hắn lộ cái mặt dạng này cũng có chút sức thuyết phục lãnh thanh mặc nghĩ một lát liền nói lãnh thanh chu xoa xoa đôi bàn tay liền nói ta thấy được chúng ta vội vàng cũng đừng để hắn nhàn rỗi mặc nhi chúng ta hoàng gia thiếu người ta nhiều lắm nếu là ngày khác ngươi có đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng thời điểm nhất định phải thật tốt đối xử mọi người nhà sủng người ta Ngươi nhìn kia Mai Nhi nghe nói Nhu Nhi mang ba đứa hài tử, đau lòng đến không được, suy bụng ta ra bụng người nếu là việc này phát sinh ở Ngọc Nhi trên thân, Hoàng Nải Nải cũng nhất định là sẽ lòng như đau cắt. Lúc này Triệu Thái Hậu ở một bên thở dài nói. Lão Tổ Tông Ngài cứ yên tâm. Lãnh thanh mặt nhẹ gật đầu, lúc này cơm tối đã làm tốt, Cố Nhu đã tọa hạ vùi đầu cơm khô. Tỷ tỷ ngươi ăn nhiều một chút. Cố tình cho Cố Nhu kẹp một chén nhỏ đồ ăn. Ngươi cũng mau ăn đi. Cố nhu nhìn xem cố tình cười nói, cách không được tỷ tỷ thường ngày bên trong như vậy có thể ăn, nguyên lai trong bụng có ba cái hoa tử a. Hách thị gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn cố nhu, có thể ăn liền ăn nhiều một chút, làm sao ăn đều là trong bụng dài thịt. Ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi vẫn là vóc người thon dài. Cố nhu vội vàng liền nói, nhị thẩm ta không dài thịt mới tốt, ngày sau nếu là biến thành người mập mạp, chẳng phải khó coi muốn chết. Hách thị than nhẹ một tiếng. Ngươi đứa bé này nói cũng là an ủi chúng ta, ngươi chính là không chịu để ta vì ngươi gánh một điểm tâm. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Lập tức liền có ba đứa hài tử, ngày sau cuộc sống của ta cũng sẽ không tịch mịch. Cố Nhu uống một ngụm trà liền nói, Hách thị nghe Cố Nhu, dứt khoát liền buông đổ xuống, ngươi mới bao nhiêu lớn liền phải trông coi hài tử sống hết đời, ngày sau nếu là có hợp ý vẫn là muốn lấy chồng. Hách thị câu nói này vừa vặn bị mới vừa vào cửa Triệu Thái hậu nghe đi. Triệu Thái Hậu nghe xong cảm thấy xiết chặt, dưới chân mất thăng bằng liền ngã nhào trên đất hoàng nải nải. Nàng hoàng thím ngươi là thế nào rồi? Đám người liền vội vàng đứng lên đem Triệu Thái Hậu đỡ lên. Không quan trọng. Cái này mắt mờ cũng không thấy rõ ràng đường. Triệu Thái Hậu cười vỗ nhẹ trên thân, mà hách thị, thân ở ngoài cửa lãnh thanh mặt cũng nghe đến, lãnh thanh mặt trên mặt nháy mắt trở nên lạnh lùng như băng, chậm một hồi lâu hắn mới tiến nhà chính. Nải nải, ngài làm sao rồi? vô sự, chính là dưới chân vấp tỏi vẫy một hồi. Nàng hoàng thiếm nhanh tới dùng cơm đi. Lúc này một bên tưởng lão phu nhân cùng tần nải nải, viện triệu thái hậu liền ngồi xuống. Chương 36, quyền lực ngập trời, nhị thúc, ngày mai nếu là kia phúc mãn lâu trưởng quỷ không nguyện ý đến, chúng ta đi một chuyến cũng được. Cố nhu trực tiếp dời đi đề tài, cố trường lâm gật gật đầu, cũng tốt, chỉ là thân thể của ngươi có thể chịu được sao? Vô sự, nếu không ta cũng muốn đi kinh thành nhìn xem, ngày sau tháng càng lớn càng không tiện. Cố nhu buông đổ xuống, xoay người nhìn về phía cố tình nói, ngươi ăn được sao? Ừm. Cố nhu gật gật đầu. Vậy thì bồi lấy ta trở về đi. Cố nhu đứng lên, cố tình viện cố nhu ra phòng chính, liền hướng hậu viện đi đến, cố nhu mặt trong chốc lát về sau mới nói, tình nhi tỷ tỷ không có việc gì, ngày sau không cần nhắc lại thuốc bổ sự tình. Mẹ ta còn dễ nói một điểm, nàng lúc trước trong phủ thời điểm, cũng chưa từng gặp qua những cái kia thế nhưng là nhị thúc nhị thẩm là gặp qua cho nên bọn họ chắc chắn vì ta nóng nảy nhị thúc hắn từng là hiển hách một thời hoàng thương mặc dù đã bị tịch thu không có gia sản nhưng là ai có thể cam đoan những năm này không có mấy cái đối thủ cạnh tranh đâu có lẽ liền có như vậy một hai người đang chờ nhị thúc lộ ra sơ hở tốt đè thêm chúng ta một lần đâu tốt cố tình nhẹ gật đầu thời gian cuối cùng rồi sẽ tốt tạm thời lại nhẫn nại chút. Cố Nhu vào phòng ngồi xuống liền nói. Chúng ta ngược lại là không quan trọng, chính là tỷ tỷ ngươi chịu lấy chút ủy khuất. Cố tình thở dài, cố Nhu lắc đầu, hiện tại rất tốt, ngươi cũng không phải không biết, tỷ tỷ trước kia qua là dạng gì thời gian. Nói trở lại, ta còn thực sự là phải cảm ơn cái kia hủy ta người trong sạch đâu, nếu không sợ là chúng ta đều tránh không khỏi cái này tội đầy tai ương đâu. Tỷ tỷ ngươi nói như vậy, là có như vậy một chút đạo lý. Chuyện thế gian này, luôn luôn có lợi có hại. Cũng không biết, đại bá bọn hắn đến không tới Nam Địa. Cố tình dừng một chút còn nói. Nào có nhanh như vậy đâu, hẳn là còn phải có tháng dư đi. Cố nhu cho mình rót chén nước. Tiểu thư. Hôm nay ngài còn tắm rửa sao? Lúc này phù dung đi đến. Bây giờ không cần, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Cố nhu nghĩ nghĩ liền nói. Vâng. Phù dung phúc phúc thân thể, Quay người rời khỏi gian phòng, Phù Dung sau khi đi, cố tình nhìn thoáng qua ngoài cửa liền nói, "Ta nghe nương nói kia nam địa quan lò rất là đáng sợ, đi vào người có thể còn sống ra tới đều là vạn hạnh, nghĩ là kia tỷ muội ba người cũng không tránh thoát." "Như thế nào đều là mạng của các nàng, nhị thúc nói Cố Trường Hoành là thay người đỉnh tội, nguyên bản chuyện này liền không có đơn giản như vậy, cho nên chuyện gì cũng có thể phát sinh." Cố Tình nghe Cố Nhu, con mắt đi lòng vòng liền nói, "Chẳng lẽ chuyện này còn sẽ có biến số?" nếu là muốn để người khác thay ngươi chống đỡ tất cả, kia nhất định là muốn đánh đổi một số thứ. Cố nhu cười ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nếu như cái này cố trường hoành đúng như nhị thúc nói tới là thay người gánh tội thay, vậy đối phương chắc chắn hứa cho cố trường hoành một chút hứa hẹn, bảo vệ nhà mình nữ nhi trong sạch nhất định là xếp ở vị trí thứ nhất, khác liền không thể nào biết được. Có thể để cho cố trường hoành gánh tội thay người, sợ là cái quyền lực ngập trời người đi, cố tình cao mày nói, tỷ tỷ ngươi không nói ta còn thật không nghĩ tới tầng này. Không cần nghĩ những cái kia, những sự tình này đã đều không liên quan gì đến chúng ta liên, nhị thúc bị cố trường hoành liên lụy đến tán gia bại sản, nói tới nói lui đều là hắn thiếu nhị thúc. Các ngươi tỷ muội trò chuyện cái gì đâu. Lúc này bạch thị cùng hách thị đi đến. Nương không có gì, ta chính là cùng tỷ tỷ nói chuyện phím mà thôi. Cố tình đứng dậy viện hai người ngồi xuống, hách thị gật gật đầu, nghe Lưu Lan Trung nói, Ngươi cái này thai 4 tháng phía sau khả năng vững chắc, nhu nhi ngươi muốn sống tốt chú ý a." À. Cố Tình cười gật gật đầu, nhị thẩm vô sự, ta thân thể của mình ta tự mình biết. Ngươi nhìn ngươi nhị thúc cùng hai ngươi cửu cửu, vừa nhắc tới tới làm sinh ý sự tình kia con mắt đều sáng lên, ngược lại là ngươi đừng đi theo đám bọn hắn đồng dạng bên trên đầu. Hách thị thở dài nói. Nhị thúc bọn hắn còn trẻ, lại nói người bình thường cũng không chịu nhận mệnh đâu, huống chi nhị thúc bọn hắn ai không muốn đánh cái khắc phục khó khăn đâu. Lời tuy như thế, nhưng là nào có dễ dàng như vậy nha. Thời gian còn dài mà. Cố Nhu vừa cười vừa nói. Tốt để Nhu Nhi nghỉ ngơi đi, chúng ta liền đi về trước đi. Hách thị đem Bạch thị kéo lên. Khi Nhu Nhi ngươi liền sớm đi ngủ đi. Bạch thị nhìn xem Cố Nhu. Mẹ, ngài có phát hiện hay không, từ khi đến trang tử về sau, ngài cùng nhị thẩm làng gia càng ngày càng tốt mà lại cũng càng ngày càng trẻ tuổi. Trước ngươi nhị thúc còn nói sao, cái này một rảnh rỗi người đều trẻ tuổi rất nhiều. Hách thị lúc nói chuyện có chút đỏ mặt. Vừa vặn hiện tại nhàn rỗi, nhị thẩm sao không vì tình nhi thêm cái đệ đệ hoặc muội muội đâu? Cố Nhu cười nhìn về phía Hách thị. Nhị thẩm đều cái tuổi này sợ là khó, nhắc tới Cố gia cuối cùng còn không có nam đinh. Ngươi nhị thúc ngoài miệng không nói, trong lòng cũng nhất định là có tiếc nuối năm đó ta từng để ngươi nhị thúc nạp phòng thiếp thất, ngươi nhị thúc nói cái gì cũng không chịu. Cố nhu nghe hách thị, vội vàng liền nói, nhị thẩm ngài cùng mẹ ta đều mới 30 tuổi mà thôi, vạn sự đều có thể có thể. Chỉ hy vọng như thế đi. Hách thị thở dài. Tốt, nói là để ngươi nghỉ ngơi nhưng lại nói nhiều lời như vậy, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Cố nhu đem người đưa ra ngoài cửa, liền đem sơ nhất cho gọi đi qua. Chủ tử có việc phân phó, phái hai người đi Nam Địa đi một chuyến, tìm kiếm tình huống bên kia phải đi nhanh về nhanh. Sơ Nhất không hề nghĩ ngợi liền nói, chủ nhân muốn biết tình huống bên kia cũng là không cần phái người đi, thuộc hạ có huynh đệ ở bên kia, ta liên lạc một chút bọn hắn liền tốt. Cố Nhu nghe xong gật gật đầu, nghĩ là kia Cố Trường Hoành bọn hắn còn chưa tới Nam Địa đâu, dạng này chờ bọn hắn đến, liền hỏi một chút bọn hắn tại tình huống bên kia là đủ. Vâng. Thuộc hạ cái này đi làm. Sơ nhất gật gật đầu quay người lui xuống, có ít người mặc dù đã sớm cùng mình không có quan hệ, nhưng là có một số việc vẫn là muốn biết một chút, bên này lãnh thanh mặt chính trong phòng, cho triệu thái hậu xoa mắt cá chân, tầng nải nải cho triệu thái hậu tổ tôn ba người, thu xếp ở tại trang tử cái trước nhỏ nhất viện tử, viện tử tuy nhỏ nhưng là đầy đủ ba người ở, mà lại cũng có mình không gian. Thật đúng là bị ngươi đoán được. Triệu thái hậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua lãnh thanh mặt, lãnh thanh mặt trong mắt lãnh quan lóe lên, lão tổ tông chuyện này ngài không cần lo lắng, tôn nhi nhất định là sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Hai ông cháu đang nói chuyện, Diệp Tu đột nhiên đẩy cửa đi đến. Đã xảy ra chuyện gì kinh hoảng như vậy? Lãnh thanh mặt quát khẽ một tiếng. Chủ tử, Dương Thành truyền đến tin tức, Thái hậu Phượng Giá bị tập kích, giả trang Thái hậu cung nữ bị đâm bỏ mình. Thái hậu tùy thân mang tài vật cũng bị cướp đoạt trống không. Lá Thụy dẫn người đã tiến đến, định sẽ không để cho sự tình lộ ra sơ hở. Triệu Thái Hậu hừ lạnh một tiếng nói, làm gì? Ai gia cứ như vậy tấn trời. Nghĩ đến ai gia đã sớm thành người khác cái đinh trong mắt, ngươi nhanh để người đi nói cho ngươi phụ hoàng một tiếng, đừng để hắn bạch khóc một trận. Còn có kia cung nữ có thể hay không lộ ra sơ hở, đừng để người biết mình kế hoạch thất bại mà ảo não. Ngược lại cũng cho chúng ta rước lấy phiền phức. Lãnh thanh mặt xoay người nhìn về phía Diệp Tu, Diệp Tu những người kia nhất định là chưa lưu nhiệm gì người sống cùng vết tích đêm nay ngươi mang một số người đi thanh y vệ đi một chuyến một người sống đều không cho lưu lại lãnh thanh mặt lúc nói chuyện đôi mắt bên trong hiện lên một đạo lệ quan mặc nhi ngươi bây giờ liền trở về đi nếu không ai gia sợ ngươi kia lão cha khóc chết thuận tiện đem trang tử bên trên sự tình nói cho hắn đi cũng làm cho hắn yên tâm ai gia vâng tôn nhi cái này tiến cung một chuyến lãnh thanh mặt khuất thân nói thủ lăng sự tình ngươi kia thế thân đều có thể ứng phó. Đi sớm về sớm đi. Triệu Thái Hậu khoát tay áo, lúc này toàn bộ trong hoàng thành đã treo đầy bạch lăng, tất cả thương gia cũng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, lãnh thanh mặt còn không có tiếng từ ninh cung, chỉ nghe thấy nhà mình lão gia tử khóc tan nát cõi lòng. Tứ ca! Ngươi nhanh vào xem một chút đi. Lão gia tử đem người đều tiến đến thiên điện ai cũng không cho phép vào. Lãnh thanh chu nói xong cũng đưa cho hắn một khối nhỏ quả ớt con mắt của ngươi chính là như thế làm. Lãnh thanh mặt tiếp nhận Diệp Viễn đưa tới đồ tan mũ tang, Không phải còn muốn thật khóc không thành. Lãnh thanh chu liếc mắt nói. Thái tử bọn hắn đều đến rồi. Người cung nữ kia sẽ không lộ ra sơ hở a. À. Lãnh thanh mặt từ trong tay áo lấy ra một phương khăn tay dụi mắt một cái. Cái này nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Tốt như vậy dùng. Lãnh thanh chu một cái liền đem khăn tay đoạt lại. Liền hướng trên ánh mắt sát một chút. Chương 37, yêu ai ai điệt. Khụ khụ. Lãnh Thanh mặt một mặt nước mắt bị Diệp Viễn dìu vào thiên điện. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Lãnh Thanh mặt vừa định phải quỳ, liền bị Văn Hoàng hậu viện, Văn Hoàng hậu một thân đồ tan, con mắt đã sớm khóc sưng đỏ, mặt nhi ngươi bản thể yếu, mẫu hậu không phải đã sớm miễn ngươi quỳ lạy chi lễ sao? Mặt nhi lâu không tiến cung, nhìn thấy mẫu hậu làm sao có thể không quỳ. Tứ đệ, ngươi nhanh vào xem một chút đi phụ hoàng hắn đau lòng đến cực điểm, không để bất luận kẻ nào đi vào. Phụ hoàng hắn thương yêu nhất ngươi. Ngươi lại vào xem. Lúc này một bên vũ vương mở miệng nói. Tốt. Ta vào xem, dịp viễn các ngươi ở ngoài điện đi. Lãnh thanh mặt đi rất chậm, vừa đi vừa nức nở tiếng chính điện. Hoàng tổ mẫu tôn nhi đến xem ngài. Lãnh thanh mặt tiếng chính điện, liền quỳ rạp xuống đất khóc trống nghẹn ngào, lãnh thanh chu quỳ gối ngoài điện, nhìn xem lãnh thanh mặt khóc bù lu bù loa, khóe miệng mãnh liệt co quắp, lúc này tần đế tóc sớm đã lộn xộn không chịu nổi, con mắt sưng đỏ cuốn họng đã khóc đến khàn khàn. Mặt nhi, ngươi hoàng tổ mẫu thương nhất chính là ngươi, ngươi mau tới cho ngươi hoàng tổ mẫu dập đầu đi. Tần hoàng sát đem nước mắt ngồi dưới đất, thanh âm khàn khàn nói, lãnh thanh mặt quỳ leo đến triệu thái hậu quan tài trước. Gào thét so tần đế còn hung cũng một trận bất tỉnh đi, tần đế đem lãnh thanh mặt ôm vào trong ngực, nhẹ nói, Tiểu tử ngươi so ta diễn còn giống, cái này quan tài bên trong căn bản cũng không phải là ngươi hoàng tổ mẫu. Được a. À? Lão gia tử lá thụy dịch dung thuật, đây chính là không phải bình thường người có thể nhìn thấu. Ngài là làm sao phát hiện? Lãnh thanh mặt một bên nước nở một bên nhẹ giọng hỏi Tần Hoàng. Nàng là lão nương ta tốt a. À? Người khác nhận không ra, ta cái này làm nhi tử làm sao có thể nhìn đoán không ra đâu. Tần Hoàng sát đem nước mũi ngài cẩn thận lấy đừng đem nước mũi làm tới trên người ta. Lãnh thanh chu liếc qua nhà mình lão gia tử. Ngươi cái nghịch tử. Tần hoàng đẩy ra lãnh thanh mặt tiếp lấy gào thét. Lão tổ tông sợ ngài khóc chết rồi, cố ý để ta nói cho ngài một tiếng, để ngài kiềm chế một chút. Còn có nhanh chóng đem quan tài hạ tán, đừng để người nhìn ra sơ hở. Lãnh thanh mặt khóc, tiến đến nhà mình lão gia tử bên cạnh. Tốt, ngươi thật tốt gọi người che chở ngươi hoàng tổ mẫu chuyện này xong về sau chúng ta lại nói tần hoàng nói xong một cái liền đem lãnh thanh mặt đẩy ra nói cút ngươi cũng cho trẫm ra ngoài trẫm muốn mình trông coi mẫu hậu phụ hoàng ngài làm sao có thể như thế một cặp thần đâu lãnh thanh mặt khóc đứng dậy mới vừa đi tới ngoài điện liền hôn mê bất tỉnh chủ tử tứ ca mặc nhi nhanh truyền thái y văn hoàng hậu nhàn Quý phi, Chiêu Quý phi, Thuận Quý phi đều đứng dậy vây quanh. Mặt Nhi, ngươi mau tỉnh lại chớ để mẫu phi lo lắng a. À. Chiêu Quý phi liền vội vàng đem mặt trắng như tờ giấy lãnh thanh mặt kéo vào trong ngực, Thái tử lãnh thanh hiên một mặt quan tâm nói, cái này có chúng ta đâu, một hồi thái y đến liền để tứ đệ hồi phủ đi. Đúng vậy a. À. Vẫn là để tứ ca trở về đi, tứ ca thân thể thế nhưng là chịu không được hành hạ như thế một bên ngọc nhi công chúa một bên khóc một bên nói vẫn là để thái y nhìn qua sau rồi nói sau dạng này bản cung khả năng yên tâm a à. văn hoàng hậu nhíu mày thở dài nói lúc này một đám thái y chạy tới cầm đầu chính là thái y viện trưởng viện học sĩ trương tiến trương tiến nhìn thấy lãnh thanh mặt sắc mặt chính là cho mày hắn vội vàng ngồi xổm người xuống vì lãnh thanh mặt bắt mạch sau một lúc lâu về sau trương tiến cao mày nói mặt vương ưu tư quá độ khí huyết ứ tâm không cần thiết lại để cho mặt vương thương tâm quá độ nếu không. mặc nhi, ngươi có thể để mẫu phi như thế nào cho phải a? À? Chiêu phi khóc tan nát cõi lòng. Nương nương chớ có khóc, vẫn là nhanh đem mặt vương đưa về trong phủ thật sinh tỉnh dưỡng, hạ quan đi cho mặt vương cho cái toa thuốc, lại phục sau ba ngày, lại tiếp tục phục dụng trước kia đơn thuốc. Trương Tiến vẻ mặt vội vàng nói. Đưa ngươi gia chủ đưa về phủ đi, có chuyện gì phải nhanh nói cho bản cung. Văn Hoàng hậu nhìn về phía Diệp Viễn mấy người. Vâng, diệp viễn đứng dậy đem lãnh thanh mặt ôm đến ngoài điện liễn kiệu bên trên chiêu quý phi vừa muốn đứng dậy đuổi theo ra ngoài điện liền bị nhàn quý phi một cái cho níu lại nhỏ giọng nói cho thái hậu thủ lăng quan trọng mặc nhi hắn sẽ không có chuyện gì một bên thuận quý phi mặc dù không có nói chuyện nhưng là cũng cho chiêu quý phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái chiêu quý phi chỉ có thể xoa xoa nước mắt quay người đi trở về trong điện hoàng huynh lúc này ngài cứ yên tâm đi tam hoàng tử lãnh thanh vũ nhẹ đụng nhẹ bên cạnh thái tử lãnh thanh hiên hừ đừng quên không có hắn còn có người khác đâu lãnh thanh hiên nói xong khẽ nhìn lướt qua trong điện những người khác không đủ gây sợ lãnh thanh vũ hừ nhẹ một tiếng lãnh thanh chu ở phía xa nhìn xem náo nhiệt quay người lặng lẽ rời khỏi ngoài điện trước khi đi còn nhìn thoáng qua lãnh thanh thần ai ngươi đi làm cái gì a à? lãnh thanh thần cũng rời khỏi thiên điện đuổi theo lại ở đây làm hiếu tử hiền tôn, ta sợ lão tổ tông đánh gãy chân của ta." Lãnh Thanh Chu thấp giọng nói. "Vậy ngươi liền đem ngươi nhị ca ta đặt xuống cái này, các ngươi đến cùng có chuyện gì giấu giếm ta a? À? Còn có ngày mai đến cùng là chuyện gì xảy ra a?" À? Lãnh Thanh thần một mặt mộng mà nhìn xem Lãnh Thanh Chu. "Lão gia tử đưa cho ngươi thế thân ngươi giữ lại không cần, chờ lấy hắn lông dài a. À? Ngày mai gặp mặt ngươi thuận ta nói chính là Lãnh Thanh Chu nói xong cũng về sau điện đi đến, trước khi đi còn ném một câu, nhị hoàng huynh, ta đi tiểu tiện một chút. Cái này đục cầu. Lãnh Thanh thần lầm bầm một câu liền về thiên điện, Lãnh Thanh mặt được đưa về mặt vương phủ về sau, liền cùng Lãnh Thanh Chu trực tiếp trở lại trang tử bên trên. Thế nào a? À? Ai gia linh đường thiết phải đại khí không? Triệu Thái Hậu chết miệng đi chết miệng đi miệng. Ta nào có nhàn tâm nhìn những cái kia, ta chỉ lo khóc lãnh thanh mặt liếc mắt lãnh thanh chu đặt môn an vị tại triệu thái hậu bên cạnh lão tổ tông ngài là không thấy được a à, ta tứ ca kia đều khóc rút a gia còn chưa có chết đâu nếu là ai gia ngày nào chết thật ngươi phải khóc rút rút mấy lần a à. triệu thái hậu trừng mắt liếc lãnh thanh mặt lãnh thanh mặt im lặng nói thiên điện nhiều người nhìn như vậy đâu lại nói ta không được phối hợp với lão gia tử một chút sao lão tổ tông ngài là không nhìn thấy a à, lão gia tử khóc gọi là cái tan nát cõi lòng Cúng họng đều khóc câm, chẳng qua hắn biết quan tài bên trong người không phải ngài. Minh biết không phải là ai gia hắn còn như vậy khóc làm cái gì, là khóc ai gia không chết sao. Triệu Thái Hậu một bên nói một bên lột lên tay áo, Triệu Thái Hậu nghĩ nghĩ còn nói, chẳng qua cha ngươi có thể nhìn ra, người khác liền không nhìn ra được sao. Hẳn là sẽ không. Lão gia tử đem người đều đuổi tới trong thiên điện, hẳn là quan tài đưa về cung trong thời điểm, lão gia tử là cái thứ nhất nhìn thấy, mà vận chuyển quan tài người lại là người một nhà, lão gia tử lại chỉ chịu mình gác đêm, không cho phép người bên ngoài bồi tiếp mà lại đặt linh cửu cũng sẽ không quá lâu. Ai gia cái này vừa chết, người trong hoàng thất đều muốn giữ đạo hiếu ba năm, không biết hoàng hậu nghĩ không có nghĩ đến điểm này. Triệu Thái Hậu hừ nhẹ một tiếng. Có lẽ cái này sự tình là người khác ra tay đâu. Lãnh thanh mặt cau mày nói. Yêu ai ai đi. Ai gia vừa lúc ở trang tử bên trên bồi tiếp ta cháu dâu lại nói ngươi tối nay không phải phải vì ai gia báo thù đó sao? Liền như lời ngươi nói giết sạch sành xanh, đều là chút thường ngày bên trong làm ác đa dạng người. Lão Tổ Tông yên tâm, khẩu khí này Tôn Nhi nhất định là muốn ra. Chương 38, Đại Tài Tiểu Dụng, cốt ta cũng mệt mỏi, các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Triệu Thái Hậu nói xong cũng trực tiếp đuổi người. Ta cũng khóc mệt mỏi, ngày mai còn phải trông coi vậy mẹ bốn cái, tối nay lão ngủ ngươi liền tỉnh táo chút đi lãnh thanh mặt nói xong cũng ra gian phòng. Có nhiều như vậy thì vệ đâu. Lạnh kinh chu trận trắng mắt cũng ra triệu thái hậu gian phòng, cố nhu về đến phòng, liền tiến không gian, nàng uống đảng đảng chuẩn bị cho mình dịch dinh dưỡng. Liền đứng dậy đi chỉnh sửa lại một chút thực đơn, sau đó liền lấy ra giấy mực bút nghiêng chép viết. Chủ nhân, ngài đói liền làm chút đồ ăn ngon a. À. Đảng đảng, làm sao ngươi biết ta đói rồi? Ha ha! Bởi vì ta nghe được ngài bụng gọi đảng đảng cười ra tiếng đúng vậy a à. vừa ăn xong nhiều một hồi a à, cái này lại đói cố nhu đứng dậy liền tiến phòng bếp cố nhu cho mình làm một cái hải sâm trứng hấp sắc một cái bò bít tết lại xào một cái cây miệng phở mình trong không gian cái gì cũng không thiếu cho nên cố nhu cũng không lo lắng cho mình dinh dưỡng không đủ đảng đảng trên núi xe có hay không có máu yến có a à. hơn nữa còn là tốt nhất ngày những ngày này ăn đúng thế có đúng không làm sao không nghe ngươi nhắc qua đâu. Cái này sự tình cũng không phải cái đại sự gì, lại nói nói cho ngài, ngài cũng không thể lấy ra không gian không phải sao. Cũng là, chẳng qua không gian này trên núi dược liệu, thật muốn so chúng ta niên đại đó muốn tốt sao. Đảng đảng vội vàng liền nói, kia là tự nhiên. Đây chính là nguyên sinh thái, chúng ta thời đại kia dược liệu, làm gì cũng là nhân công trồng. Cố nhu gật gật đầu, cũng là không gian này thật đúng là thần kỳ, trên một ngọn núi vậy mà có nhiều như vậy dược liệu, đáng tiếc chính là không có thể đem bọn họ biến hiện. Những chuyện này sau này hãy nói đi, chủ nhân ngài hiện tại trọng yếu nhất chính là an tâm dưỡng thai, dinh dưỡng ngài là sẽ không thiếu, chủ yếu chính là muốn chú ý nghỉ ngơi cùng an toàn. Cố nhu nói đến đây đột nhiên nhớ tới một việc, đảng đảng, chúng ta có phải là hẳn là mua hai con dê sữa A, chờ mấy hài tử kia lúc đi ra, dù sao cũng phải có cơm ăn đi ta một người nhưng cho ăn không no bọn hắn. Đảng đảng vội vàng liền nói, đúng a à. Chẳng qua thời đại này không phải có nhũ mẫu sao. Chẳng qua vẫn là cho ăn tiểu chủ tử nhóm sữa dê đi, đừng đến lúc đó lại cho tiểu chủ tử nhóm làm ra cái luyến mẫu tình kết. Cố nhu trước kia nhìn qua rất nhiều cổ ngôn tiểu thuyết, bên trong liền có rất nhiều hài tử sau khi lớn lên đặc biệt ỷ lại nhũ mẫu, ngược lại cùng mẹ của mình không thân cận, có thậm chí còn có bị nhũ mẫu mang lệch ra ta cũng là ý tứ này, đến lúc đó ngươi đem sữa dê đổi thành sữa bột liền tốt. Cố nhu một bên thu thập bát đổ một bên nói. Tốt cộc. Cố nhu đem ngâm phát tốt máu yến đặt ở hầm chung bên trong chân bên trên, liền tiến phòng tắm vọt vào tắm, đem đầu tóc sau khi thổi khô liền lên giường nghỉ ngơi, sáng ngày thứ hai cố nhu lên rửa mặt về sau, ăn tổ yến sau liền ra không gian. Tỷ tỷ, kinh thành truyền đến tin tức nói thái hậu tấn trời. Cố nhu vừa ra khỏi cửa cố tình liền thở dài nói. Có đúng không? Làm sao không nghe thấy trung tang vang đâu? Cố Nhu nghe xong cũng là giật nảy cả mình. Nghe nói Thái hậu là tại đi tuần thời điểm tấn trời, cho nên liền không có báo quốc tang. Cố Nhu thở dài nói, Thái hậu tại chúng ta có ân, để lưu gia gia đi mua chút tiền giấy, cũng tận tận tâm ý của chúng ta. Cố Tình gật gật đầu, Bạch Di cùng Tần Nãi Nãi đều khóc mới vừa buổi sáng, đây không ngoài tổ mẫu. Mẹ ta cùng hoàng nãi nãi ngay tại phòng chính bên trong khuyên đó sao? Đi đến xem một chút đi. Cố nhu kéo cố tình cánh tay, liền hướng về phía trước viện đi đến. Ta nói tần muội tử ngươi cùng Mai Nhi đều chớ có lại khóc, nhưng phải cẩn thận lấy thân thể của mình. Triệu Thái Hậu nhìn xem, vì chính mình thân mang tố y hai người khóe miệng co giật nói. Hoàng nãi nãi chớ có khuyên các nàng, cái này trước Thái Hậu tại chúng ta nhà có ân, tần nãi nãi cùng nương trong lòng nhất định là không dễ chịu. Cố Nhu tiếng phòng chính liền ngồi tại Bạch Thị bên người, Bạch Thị khóc nức nở nói, nếu là không có trước Thái Hậu, khả năng chúng ta cái này cả một nhà đều không có chỗ an thân, có lẽ lần này chi họa trước Thái Hậu cũng từ đó giúp một chút, chúng ta có thể làm chính là vì Thái Hậu khóc lên vừa khóc, cũng thay ngươi ngoại tổ mẫu vì Thái Hậu khóc lên vài tiếng. Triệu Thái Hậu thở dài liền nghĩ, cái này người thật đúng là là chuyện gì đều có thể gặp được, cái này không người trước mắt đang vì mình khóc bù lu bù loa, ngược lại mình càng khuyên càng khóc thật sự là không có cách nào cố nhu ngẩng đầu cho bạch thị xoa xoa nước mắt đúng vậy a à. ta để lưu gia gia đi mua chút tiền giấy ban đêm ta đi bờ sông đốt cũng tận tận tâm ý của ta còn cần đến hóa vàng mã sao lại nói ai gia cũng không thu được a à. triệu thái hậu có chút im lặng nhìn về phía hai mẹ con người bạch thị gật gật đầu liền nói tốt nương cũng nghĩ như vậy ngươi ngoại tổ mẫu cùng thái hậu là từ nhỏ tình nghĩa chúng ta làm vãn bối cũng nên tận hạ hiếu đạo. Triệu Thái Hậu nghe xong Bạch Thị nâng lên mình bằng hữu cũ, không khỏi cũng đỏ cả vành mắt, mặc kệ là trên triều đình vẫn là gia sự, hoàng gia đều thua thiệt tại người ta, chờ tâm tình của mọi người đều bình ổn lại. Cố Nhu mới hỏi, nhị thẩm, nhị thúc cùng đám bọn cậu ngoại vào thành sao? Hách Thị nhẹ gật đầu, đi. Gặp phải Thái Hậu hiếu kỳ, kinh thành tất cả cửa hàng đều ngừng kinh doanh ba ngày. Tất cả mọi người tới ăn điểm tâm đi. Lúc này triệu thẩm cùng triệu mụ đi đến, điểm tâm là bao tử cùng cháo, cố nhu ăn hai cái bao tử, uống một chén nhỏ cháo liền buông đổ xuống, lúc này thiết đảng chạy vào, nhu tỷ tỷ tình tỷ tỷ ta đến đuổi con vịt. Đi thôi. Cố tình đứng dậy cầm ba cái bao tử, bỏ vào thiết đảng trong tay. Tạ ơn tình tỷ tỷ Thiết đảng đem bao tử bỏ vào trong ngực, liền chạy ra ngoài, triệu thái hậu nhìn xem đồ ăn trên bàn có chút phát sầu, Xem xét bây giờ điểm tâm liền không hợp nhu nhi khẩu vị, nếu không hôm nay làm sao ăn ít như vậy. Nhu nhi ngươi ăn no chưa? Triệu Thái Hậu nhìn xem Cố Nhu liền hỏi. Hoàng nãy nãy ta ăn no. Cố Nhu vừa cười vừa nói. Cái này ương cắm cũng không biết thế nào, Tình nhi ngươi bồi tiếp ta đi xem một chút đi. Cố Nhu đứng dậy đi đến Cố Tình bên người. Tỷ tỷ ngươi bây giờ thân thể không tiện, vẫn là tại trong trang đợi đi. Cố nhu lôi kéo cố tình liền hướng bên ngoài đi, đi mấy bước cũng mệt mỏi không đến, không được chúng ta đi xem một chút thiết đảng thả con vịt đi. Đậu nhi. Ngươi mau cùng lấy ngươi gia chủ tử bên người. Lúc này triệu thái hậu hô một tiếng. Tốt. Không bao lâu lãnh thanh mặt liền từ hậu viện đi tới. Sơ nhất bọn hắn đâu. Cố nhu cao mày nói. Chủ tử, hiện tại trong đất nhân thủ không đủ, bọn hắn đều đi hỗ trợ, Cố nhu nhìn thoáng qua lãnh thanh mặt, vậy ngươi vì cái gì ở đây? Lãnh thanh mặt một nghiêm mặt liền nói: Chủ tử ngài ra tới đi vào, không thể không có người đi theo a. À? Cho nên sơ nhất huynh liền để ta lưu lại. Ngươi có phải hay không biết chút công phu? Cố nhu vẽ mặt thành thật nhìn xem lãnh thanh mặt. Sẽ. Ta nói sơ nhất hắn làm sao lại để ngươi đi theo ta đây? Cố nhu vừa đi vừa nói. Dưa leo đi theo cha vào thành, những người còn lại cũng đều đi trong đất. Lúc này cố tình ở một bên nói. Thật đúng là đại tài tiểu dụng. Cố nhu gật gật đầu. Cũng không phải sao. Nếu để cho ngoại nhân biết cái này nên phong các thị vệ, đều rơi xuống trồng trọt phân thượng, cái này nên phong các sợ là muốn đóng cửa. Chương 39, xe đụng chết lanh thanh mặt liếc mắt, đi theo hai tỷ muội sau lưng, cố nhu cũng là không dám đi gấp, kiếp trước kiếp này cộng lại cũng là lần đầu tiên mang thai. Tỷ tỷ, liền xem như phúc mãn lâu trưởng quỷ đến, ngươi cũng chỉ dự định làm món ăn này xin ý sao? Cố tình đem dấu ở trong lòng thật lâu hỏi lên, cố nhu cười lắc đầu, vậy làm sao lại đâu, nếu như chỉ có một món ăn vậy còn gọi xin ý sao? Nha đầu ngốc. Vậy là tốt rồi. Ta nhìn cha cùng đám bọn cậu ngoại đối làm ăn sự tình còn chưa hề tuyệt vọng, liền mẹ ta cũng thế. Cái này rất bình thường, không nói nhị thúc cùng cửu cửu niên kỹ đều là làm sự tình thời điểm tốt, nếu như đổi thành ta cũng giống như vậy, sẽ không liền tùy tiện như thế từ bỏ. Cố tình mặt trong chốc lát về sau mới nói, ta cũng nghĩ như vậy, có lẽ cái này cùng tiền bạc đều không quan hệ, chính là không nghĩ tại tốt nhất thời điểm sống ổn thời gian, có lẽ cũng muốn cố hách hai nhà có thể đông sơn tái khởi đợi thời trở lại. Như thế nào đều được, chính là không thể cùng hoàng gia lại nhấc lên một đinh nửa điểm quan hệ. Cố nhu đi đến bờ sông dừng bước, cố tình hừ lạnh một tiếng, đúng rồi. Cố hách hai nhà vì triều đình kiếm nhiều như vậy bạc, đến cuối cùng vẫn là bị tịch thu nhà. Nếu không phải tỷ tỷ mưu tính, chúng ta lúc này cũng ngay tại lưu vong trên đường, đương kim hoàng thượng thật sự là vô tình thật nhiều. Từ xưa vô tình đế vương gia, đương kim hoàng thượng chính là một cái hôn quân, trong lòng của hắn rất rõ ràng, việc này cùng cố gia nhị phòng cùng hách gia không có bất cứ quan hệ nào, hắn chính là trong mà thèm hai nhà sản nghiệp. Khi quyên đi ra tiền bạc tính là gì, liền nói những cái kia sản nghiệp, hàng năm cũng không biết muốn lợi nhuận bao nhiêu bạc cái này hoàng thượng quả nhiên là một tay giỏi tính toán. Lãnh thanh mặt ở một bên nghe là thẳng nhếch miệng, cũng không biết nhà mình lão gia tử, nếu như nghe được con dâu của mình chửi mình là hôn quân, không biết hắn làm cảm tưởng gì. Tỷ tỷ ngươi nhìn còn phải là thiết đảng nhi thả việc ngỗng, ngươi nhìn những tiểu tử này đến thiết đảng trong tay nhiều nghe lời nha. Cố tình cười đưa tay chỉ hướng bờ sông, cố nhu cũng cười gật gật đầu, đúng nha, mỗi ngành đều có người giỏi xem ra đứa nhỏ này a, à, trước kia làm không ít công việc này đúng hoàng đậu nhà các ngươi trước kia là làm cái gì sinh ý nha cố nhu xoay người nhìn lãnh thanh mặt lãnh thanh mặt dừng một chút liền nói chủ tử nhà chúng ta sinh ý không có cố định cái gì kiếm tiền thì làm cái đó ngày hôm nay làm chút vải vóc sinh ý có lẽ ngày mai liền làm chút lương thực sinh ý sau cái liền làm chút đồ sứ sinh ý nha này cũng tay sinh ý cũng là có thể làm dạng này còn thuận tiện cũng không cần ra cố định bề ngoài cũng tiết tiết kiệm không ít chi tiêu chính là kiếm cái đối khâu tiền. Cố Nhu tìm địa phương ngồi xuống, Phù Dung liền vội vàng đem trong tay cái đệm tử, cho Cố Nhu đặt ở hòn đá kia bên trên, để tiểu thư nhà mình ngồi tại trên đệm, lãnh thanh mặt gật đầu gật đầu, chủ tử nói đúng lắm, nhà ta sinh ý chính là ý tứ như vậy. Thiết đã nhi trong nhà ngươi người đều đi trang tử bên trên làm việc sao? Cha ngươi chân tốt sao? Cố tình đi đến thiết đảng bên người. Ừm. Đều đi cha ta chân đã tốt, tỷ tỷ qua ít ngày những tiểu gia hỏa này liền có thể đẻ trứng, đến lúc đó liền có thể cho nhu nhi tỷ tỷ bổ thân thể. Thiết đảng cười nhìn dị thường vui vẻ. Tốt. Đây đều là thiết đảng công lao. Cố tình cười sờ sờ thiết đảng cái đầu nhỏ. Nhu nhi tỷ tỷ làm sao không gặp anh rể đâu. Thiết đảng một mặt khờ dại nhìn xem cố nhu. Hắn bị xe ngựa đâm chết. Cố nhu cúi đầu xuống sờ sờ bụng dưới. A, à thật đúng là đáng thương, vậy ta về sau vào thành vẫn là muốn trốn tránh xe ngựa chút. Thiết đảng quệt miệng liền nói, lãnh thanh mặt. Ta chết cũng quá thảm một chút đi. Tiểu thư, phúc mãn lâu đại trưởng quỷ đến, nhị gia gọi ngươi trở về đâu. Lúc này bách hợp đi tới. Tốt, ngươi cùng phù dung đi nhà chính, đem ta những cái kia gia vị chuẩn bị kỹ càng, để lưu gia gia giết cho ta một con cá chuẩn bị ra tới. Cố nhu đứng lên nói. Vâng, Phù Dung cùng Bách Hợp bước nhanh nên rời đi trước, cố tình một mặt mừng rỡ, tỷ tỷ, không nghĩ tới cha thật đem phúc mãn lâu đại trưởng quỷ cho mời đến. Ừm, chúng ta cũng trở về đi. Cố Nhu nói xong cũng kéo lên cố tình tay. Thiết đảng, các tỷ tỷ về trước đi, ngươi giữa trưa có thể nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều lại thả chúng nó. Cố tình nhìn xem thiết đảng liền nói. Tốt. Thiết đảng cười khoát tay áo, hai tỷ muội đi đến trang tử trước, đã nhìn thấy có hai chiếc xa hoa xe ngựa dừng ở trang tử trước. Nhu nhi các ngươi trở về rồi. Lúc này hách cẩm đồ tiến lên đón. Nhị cửu người tại phòng chính đó sao? Cố nhu nhìn xem hách cẩm đồ, hách cẩm đồ vừa cười vừa nói, là đâu? Không nghĩ tới cái này phúc mãn lâu từ đại trưởng quỷ tốt như vậy nói chuyện, ngươi nhị thúc liền sách đầy miệng, cái này từ đại trưởng quỷ liền đáp ứng. Vậy chúng ta đi gặp một lần đi. Cố Nhu kéo cố tình liền hướng phòng chính đi đến, tiến phòng chính liền gặp phòng chính bên trong rất náo nhiệt, Cố Nhu tập trung nhìn vào, hóa ra là Dưa Leo đang cùng một người dáng dấp tuấn Mỹ Nam tử chính trò chuyện lửa nóng, mà một bên nhị thúc, cũng cùng một vị chừng 30 tuổi Nam tử, cũng tại cười nói, Nam tử hào hoa phong nhã ôn tồn lễ độ, một thân màu xanh nhạt cẩm bào càng hiện ra bất phàm khí chất. Tiểu nữ Cố Nhu gặp qua từ đại trưởng quỷ. Cố Nhu đi đến từ trưởng quỷ trước mặt phúc phúc thân thể, cái này từ trưởng quỷ ngẩng đầu nhìn về phía cố nhu, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng chính là cái này sửng sờ công phu, cái này từ trưởng quỷ liền cảm giác, cố nhu sau lưng bắn tới một đạo lệ quan, mà bên kia thuyền vương cũng là lặng lẽ liếc qua chính mình, cái này đều là chuyện gì a? À? Mình buổi tối hôm qua đang ngủ say, bị nhị vương gia từ trong chăn đỡ ra đến, nói là để cho mình toàn lực phối hợp diễn một tuần kịch, không nói gì nguyên nhân không nói, mà lại hoàng thượng còn cho mình hạ một đạo mật chỉ nói là việc này tuyệt đối không thể ngoại truyện cho dù chết cũng phải đưa đến quan tài bên trong đi tại hạ từ chính mậu nghe ngươi nhị thúc nói ngươi sẽ một món ăn mà lại món ăn này tại toàn đại tần đều không có không biết việc này có phải là thật hay không từ đại trưởng quỷ vội vàng thu hồi ánh mắt đứng lên nói cố nhu cười nói tiểu nữ một hồi liền cho ngài làm món ăn này ngươi hưởng qua lại làm kết luận cũng không muộn tốt từ trưởng quỷ cười lên tiếng. Dưa leo. Tiểu tử ngươi không biết ta sao? Ta là bao tử A. Lúc này lãnh thanh thần đi đến lãnh thanh mặt bên người, vỗ một cái lãnh thanh mặt vai. Ngươi là bao? Tử. Ngươi đây là phát tài sao? Lãnh thanh mặt nghĩ thầm cái này đại tần vương gia, đều biến thành ăn uống. Đại ca cái này bao tử thật đúng là đưa trước may mắn, hắn chạy nạn đến kinh thành liền giao đến số đào hoa, bị một vị có tiền quả phụ cho coi trọng, cái này không làm ở rễ con rễ. Lãnh thanh chu cười đùa tí tưởng mà nhìn xem nhà mình nhị ca, t Không phải liền là tha hương ngộ cố tri tiết một sao? Làm gì vì chuyện này, bản vương còn phải bán sắt không thành, lãnh thanh thần có chút đau răng nhìn xem lãnh thanh mặt, có thể gặp lại hai huynh đệ các ngươi, thật sự chính là không dễ. Nghe nói hoàng. Hoàng nãi nãy cũng cùng các ngươi ở chỗ này. Các ngươi cái này đều cái gì lung tung ngổn ngang, làm sao còn cùng từ đại trưởng quỷ đồng thời trở về đây này? Cố tình nhíu mày nhìn thoáng qua lãnh thanh chu. Là chuyện như thế, cái này bao tử huynh phu nhân là chúng ta phúc mãn lâu khách quen, bây giờ hắn là cho nhà hắn phu nhân định bữa tối đến, đúng lúc tại phúc mãn lâu đụng phải vị này đồng hương, liền cùng tại hạ cùng đi. Một bên từ đại trưởng quỷ vội vàng thay lãnh thanh thần giải vây. Chương 40, đường nhân bánh bao tử, vân, tại hạ cố ý tới xem một chút hoàng nải nải cùng hai vị huynh đệ, vị cô nương này có chỗ không biết tại hạ không cha không mẹ từ nhỏ đã phải hoàng nải nải chiếu cố ta cùng hoàng gia hai huynh đệ cũng thân như tay chân bây giờ ta vượt qua ngày tốt lành không thể quên năm đó ân tình không phải sao lãnh thanh thần nghiêm trang nói hưu nói vượng nha nói như vậy thật đúng là duyên phận cố nhu cười nhìn mấy người liếc mắt làm gì ta nghe thanh âm của lời này làm sao quen như vậy đâu Lúc này Triệu Thái hậu cùng Tưởng lão phu nhân tiến phòng chính. "Lão, hoàng nãi nãy ngài còn tốt chứ? Bao tử rất muốn ngài a." À. Lãnh Thanh thần nghe xong thanh âm liền biết là nhà mình lão tổ tông. Vội vàng đi ra phía trước, bay nhảy một tiếng quỳ trên mặt đất. "Là Bao Tử a. À. Ngươi thế mà còn sống thật quá tốt." Triệu Thái hậu không người đỡ dậy, hai mắt phím hồng Lãnh Thanh thần. "Nãi nãy ngài còn không biết đâu." cái này bao tử lấy chồng, không nên nói là cưới vợ. Lãnh thanh chu ở một bên cười nói. Làm sao cái ý tứ? Bao tử thành thân rồi. Triệu thái hậu giả bộ một mặt mộng bộ dáng, nhìn lấy cháu của mình, lãnh thanh chu một mặt cười gian nói, nãy nãy, bao tử bị một cái có tiền quả phụ cho coi trọng, làm ở rễ con rễ vào cửa coi như cha, hài tử niên kỹ cùng hắn không sai biệt lắm. Nữ nhân kia niên kỹ chẳng phải là. Triệu thái hậu một mặt tò mò nhìn lãnh thanh thần nàng năm nay 30 có 8. Lãnh thanh thần cắn răng nói, triệu thái hậu nghe xong mặt trong chốc lát mới nói, thời gian là qua cho mình, bỏ qua cho người khác nói thế nào ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Ngươi cái này khổ nhân rau bao tử, rốt cuộc biến thành đường nhân bánh bao tử, cũng coi là ngươi có phúc khí. Chủ nhân Người cổ đại này cũng rất mở ra, cái này không phải liền là tiểu thịt tươi bàn phú bà sao. Lúc này đảng đảng cảm thắng nói triều đại nào đều có người thích đi đường tắt, cái này cũng rất bình thường, chẳng qua hy hoang vận may của hắn, có thể thời gian duy trì lâu một chút. Nhu nhi cô nương, tại hạ ngược lại là nóng vội nếm thử ngươi cái kia đạo cá luộc. Lúc này một bên từ trưởng quỷ nói. Tốt, mời từ trưởng quỷ đi với ta nhà chính đi. Cố nhu cười gật gật đầu, cố nhu dẫn đầu liền hướng nhà chính phương hướng đi, từ trưởng quỷ từ cố trường lâm anh em nhà họ hát bồi tiếp, cũng cùng đi hướng nhà chính triệu thái hậu cùng mấy cái cháu trai rơi vào phía sau cùng lão tổ tông tôn nhi rất muốn ngài nha lãnh thanh thần nhìn mọi người một cái vội vàng liền đi tới triệu thái hậu bên cạnh một chút liền ôm lấy nhà mình lão tổ tông chuyện nơi đây không nên hỏi nhiều mà lại nhất định không muốn cùng bất luận kẻ nào nhấc lên bao quát ngươi mẫu phi nhóm triệu thái hậu vỗ nhẹ lãnh thanh thần lưng vâng huynh đệ ba người đều lên tiếng lão tổ tông liền xem như muốn tôn nhi hỗ trợ, cũng không cần thiết như thế bẩn thiểu tôn tử của ngài ta đi. Lãnh thanh thần nhếch miệng nói. Đó là các ngươi giữa huynh đệ sự tình, ai gia để ngươi mang tới đồ vật đều mang đến sao. Triệu Thái Hậu khoát tay áo nói, lãnh thanh thần. Lão tổ tông ngài chuyện phân phó, tôn nhi làm sao có thể không làm đâu. Hai người các ngươi đục cầu, có hay không ta đây ca ca để vào mắt. Lãnh thanh thần trừng lớn hai mắt nhìn xem lãnh thanh chu cùng lãnh thanh mặt mặc kệ ngươi lãnh thanh mặt liếc mắt hướng nhà chính đi đến nhà chính bên trong cố nhu đã gọn gàng đem cá thu thập sạch sẽ cắt gọn phiến sau để ở một bên dự bị ngay từ đầu từ đại trưởng quỷ cũng không có đem việc này coi là thật khi hắn nhìn thấy cố nhu làm đồ ăn lúc nghiêm túc dáng vẻ hắn mới phát giác được việc này có thể là thật qua một nén hương thời điểm khi một đạo tê cây tươi hương cá luộc đặt ở từ trưởng quỷ trước mặt lúc từ trưởng quỷ con mắt lập tức liền sáng từ trưởng quỷ ngài nếm thử đi Cố nhu chỉ toàn tay về sau, đem một đôi mới đổ đưa cho từ trưởng quỷ, từ trưởng quỷ tiếp nhận đũa cũng không thách khí, trực tiếp kẹp một mảnh thịt cá để vào trong miệng, lát cá chất thịt tươi ngon, cảm giác trơn mềm, giống như là vào miệng tan đi, nhâm nhi thưởng thức mỡ mà không béo, mà trong nồi toàn cảnh là quả ớt cũng đỏ sáng đẹp mắt, đã khử trừ cá mùi tanh, lại bảo trì cá tươi non, từ trưởng quỷ lại đưa tay kẹp một mảnh thịt cá, ăn được đi cay mà không khô, tê dại mà không khổ, nhưng lại thật tê cây phải rối tinh rối mù không biết nhưng có cơm sao từ trưởng quỷ xoay người ngượng ngùng hỏi có có một bên triệu thẩm liền vội vàng chuyển người đi đến bếp lò bên cạnh bới thêm một chén nửa cơm cho từ trưởng quỷ cái này từ trưởng quỷ tiếp nhận cơm cũng không nói chuyện trực tiếp vùi đầu cơm khô cuối cùng thẳng đến từ trưởng quỷ đem trọn con cá đều ăn sạch sẽ hắn mới lưu luyến không rời buông xuống trong tay đũa Nhu nhi cô nương ngươi cái này đạo cá luộc là qua ta cái này đạo đóng, tại hạ nhìn ra, cái này đạo cá luộc mấu chốt nhất ở chỗ ngươi chén kia tương liệu a. Từ trưởng quỷ từ trong tay áo lấy ra một phương khăn tay lau miệng nói, cố nhu cười nói, đúng vậy. Không có cái này tương liệu, món ăn này tựa như người không có linh hồn đồng dạng. Từ trưởng quỷ ngài trở về, không bằng để trong tiệm đầu bếp làm một chút thử xem, món ăn này làm sao chế tác ngài cũng nhìn thấy từ trưởng quỹ nghe cố nhu trực tiếp liền nói không cần nếu như không có ngươi tương liệu liền xem như làm được mùi vị kia cũng sẽ kém chi ngàn dặm chỉ là tại hạ trong lòng còn có một chuyện muốn hỏi một chút cô nương xin mời ngài nói cô nương nhất định là sẽ còn làm khác đồ ăn a à. nếu như muốn hợp tác lâu dài món ăn này cũng quá ít từ trưởng quỹ chúng ta đi nhà chính bên trong nói đi cố nhu vuốt vuốt eo tốt không đợi từ trưởng quỹ nói chuyện, phía sau lãnh thanh mặt lại mở miệng. Ta là cảm thấy chủ tử hẳn là mệt mỏi. Lãnh thanh mặt mặt không thay đổi nhìn dưới mặt đất. Đúng vậy a. À. Từ trưởng quỹ chúng ta đi phòng chính bên trong, một bên uống trà một bên nói đi. Lúc này cố trường lâm vội vàng tiếp nhận lời nói gốc rạ, thế là tất cả mọi người trở lại phòng chính. Cố tình viện cố nhu ngồi tại dựa vào trên ghế, cố nhu tiếp nhận phù dung đưa tới nước uống một ngụm, liền nói từ trưởng quỷ trong tay của ta có một cái thực đơn, phía trên kia đồ ăn đều là các ngươi phúc mãn lâu không có. Mà lại mỗi một đạo món ăn chi phí cũng sẽ không quá cao, nhưng là hương vị lại sẽ không kém. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, chúng ta phúc mãn lâu gần đây 2 năm, vì nghiên cứu món ăn mới thế nhưng là phí không ít khí lực, kết quả lại không lý tưởng. Bây giờ có cô nương thực đơn bên trên đồ ăn, chúng ta phúc mãn lâu thế nhưng là không cần lại phát sầu từ trưởng quỷ nghe xong cao hứng thẳng xoa tay. Khi từ trưởng quỷ chuẩn bị lúc nào bên trên món ăn này đâu. Cố nhu buông xuống chén nước ngẩng đầu nhìn về phía từ trưởng quỷ. Ba ngày sau, chúng ta phúc mãn lâu rất lâu đều không có đẩy ra món ăn mới, vừa vặn ba ngày này để đầu bếp nhóm học món ăn này cách làm. Từ trưởng quỷ, vậy ngài muốn làm sao cùng chúng ta làm cái này xin ý đâu? Cố nhu trực tiếp hỏi. Cô nương ý của các ngươi tại hạ minh bạch, cô nương đồ ăn chắc hẳn đều có bí phương cô nương kia cũng chính là ra tương liệu bí phương mà còn lại sự tình chính là chúng ta phúc mãn lâu sự tình cô nương ngươi nhìn dạng này như thế nào chúng ta phúc mãn lâu cầm sáu cô nương ngài cầm bốn thành lợi nhuận được chứ từ trưởng quỹ chỉ lợi nhuận phải chăng vì thuần lợi nhuận đâu cố nhu dừng một chút liền hỏi từ trưởng quỹ vừa cười vừa nói đúng vậy a à? không phải đâu tính như vậy quá mức phiền phức ta chỉ cần mỗi đạo đồ ăn giá cả ba thành là được, dạng này từ trưởng quỷ các ngươi phút mãn lâu cũng không mất mát gì. Chương 41, từ đại trưởng quỷ trưởng quỷ mặt trong chốc lát về sau liền nói, dạng này cũng được, xác thực tính lãi ròng nhuận quá phiền phức chút. Chẳng qua cô nương dự định bao lâu đẩy ra một món ăn mới đâu. Một tháng đi, đây là muốn nhìn tình huống mà định ra. Từ trưởng quỷ cái này phúc mãn lâu tại đại tầng có bao nhiêu nhà chi nhánh A. Hết thảy 55 nhà, đều phân bố tại các quận lớn trong thành cô nương ngươi cái này tương liệu sẽ không bởi vì trời nóng mà biến vị a cố nhu cười lắc đầu cái này từ trưởng quỷ xin yên tâm ta tương liệu trong vòng một năm đều sẽ không hư ngài có thể yên tâm dùng nếu quả thật như cô nương nói vậy nhưng thật sự là quá tốt cái này quận thành một lần tính đưa đi một năm tương liệu xác thực tiết kiệm không ít sự tình lời tuy như thế nhưng là vẫn càng mới mẻ càng tốt còn có chính là qua ít ngày ta sẽ tại ruộng lúa bên trong nuôi cá, ta hy vọng phúc mãn lâu. Đến lúc đó có thể từ ta bên trong mua cá trở về. Cô nương ngươi thật là tài giỏi a, à, không hổ là cố gia nữ nhi. Yên tâm phúc mãn lâu ở đâu đều là mua cá, vì cái gì không tại cô nương nơi này mua đâu. Từ trưởng quỷ không khỏi cảm thán nói. Từ trưởng quỷ không biết các ngươi phúc mãn lâu, còn có cái gì khác sinh ý sao? Cố nhu không có tiếp từ trưởng quỷ gốc trạ. Các phương diện đều có cô nương chỉ phương diện kia song phấn một nước cửa hàng có sao có a à. làm sao cô nương sẽ còn làm những cái này từ trưởng quỹ một mặt kinh ngạc nói cũng là đều có phần cửa hàng sao đúng vậy a à. trong kinh thành hương chi lâu chính là ta gia chủ cái này hương chi lâu tuy nói tại cái nghề này không phải kinh thành nổi trội nhất nhưng là cũng là có tên có tuổi mà lại tại các quận lớn thành cũng đều có phần cửa hàng cái này quận thành sinh ý lại tốt qua trong kinh thành mấy nhà cửa hàng làm sao cái này hương chi lâu sinh ý cũng về từ trưởng quỹ quản lý sao từ trưởng quỹ vừa cười vừa nói là từ tại hạ phu nhân quản lý đảng đảng chuẩn bị cho ta một hộp trân châu phấn linh tuyền cao tốt cộc đảng đảng lên tiếng phù dung ngươi đi trong phòng đem trên bàn thả một hộp trân châu linh tuyền cao lấy ra cố nhu ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên phù dung Vâng. Phù Dung phúc phúc thân thể quay người liền ra phòng chính. Từ trưởng quỷ, tha thứ tiểu nữ mạo muội muốn hỏi một chút, ngài đông gia là ai đâu? Cố Nhu ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem từ trưởng quỷ, cái này hoàng thượng tài sản riêng vốn là không thể truyền ra ngoài, trừ trước mắt mấy vị này vương gia biết, trên triều đình lại không người biết, mà trước khi đến thần vương còn cố ý phân phó, nhất định đừng để nhà này người biết thân phận của bọn hắn, từ trưởng quỷ nên tiếp Cố Nhu ánh mắt, bình tĩnh nói, là tại hạ một vị họ hàng xa, người khác thích du sơn ngoạn thủy, cho nên liền đem sinh ý giao cho ta quản lý. Tiểu thư là cái này sao? Lúc này phù dung trở về. Từ trưởng quỷ, cái này mời chuyển tại tặng cho phu nhân của ngài, ngài để phu nhân nàng ban đêm sắp sửa trước bôi ở trên mặt, liên tiếp dùng tới 10 ngày nửa tháng từ sẽ có hiệu quả. Cái này trân châu linh tuyền cao công hiệu như thế nào? Từ trưởng quỷ nhìn xem cố nhu. Như có hiệu quả, ngày sau phu nhân tự sẽ báo cho cùng ngài, cho tiểu nữ trước thừa nước đục thả câu. Cố nhu nói xong cười một tiếng, từ trưởng quỷ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đường bên trong mấy vị cô nương, không nói tướng mạo như thế nào, làn da đều như lột xác trứng gà trắng nõn tinh tế, xem ra cũng đều là này cao công hiệu, như thế nói đến lần này tới thật đúng là đến nói chuyện làm ăn, xem ra cái này cố gia là không muốn cùng hoàng gia lại liên hệ. Vậy hôm nay tại hạ liền cầm chút tương liệu trở về, trước hết để cho đầu bếp nhóm luyện tay một chút nghệ. Mà cô nương hai ngày này liền chuẩn bị tương liệu đi, hai ngày sau ta liền gọi người tới lấy tương liệu. Phù Dung đi lấy giấy bút đến. Vâng. Cố Nhu vẽ mặt thành thật nhìn xem từ trưởng quỷ, ta đem cái này đạo cá luộc phương pháp luyện chế viết xuống đến, tuy nói cái này tương liệu trọng yếu nhất, nhưng là cái này chế tác quá trình cũng cần thiết phải chú ý, nếu không hương vị bên trên cũng sẽ kém hơn rất nhiều. Từ trưởng quỷ gật gật đầu, Cô nương nói rất đúng, ngươi làm thời điểm tại hạ cũng đều ghi lại, chẳng qua viết xuống đến vẫn là đúng, cái này làm đồ ăn toàn bộ nhờ kỹ xảo cùng hỏa hầu. Từ trưởng quỷ đứng lên nói, vậy tại hạ trước hết cáo từ. Đảng đảng, chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị kỹ càng, cái này một vò tương liệu đủ 30 lần, bách hợp đi phòng ta, đem dưới đáy bàn cái kia vò nhỏ lấy ra. Cố nhu xoay người nhìn về phía bách hợp. Từ trưởng quỷ, cái này trong đàn cương liệu đủ làm 30 đạo cá luộc, lại phối đồ ăn có thể từ khách hàng tự đi chọn lựa, chỉ cần là rau xanh đều có thể. Cố Nhu một bên viết một bên nói, không bao lâu Cố Nhu liền đem viết xong menu đưa cho từ trưởng quỹ, lúc này Bách Hợp cũng đem cái bình ôm lấy từ trưởng quỹ để bên người gã sai vặt tiếp nhận cái bình, mình đem menu cẩn thận cất kỹ bỏ vào trong ngực. Từ trưởng quỹ cửa vào này đồ vật vẫn là cần cẩn thận chút, tới lấy tương liệu người vẫn là muốn ổn trọng đáng tin người, chỉ cần cái này tương liệu ra ta chỗ này vậy thì có cái gì sự tình ta liền không chịu trách nhiệm cố nhu đứng dậy thu liễm ý cười chân thành nói đây là tự nhiên tới lấy tương liệu người hẳn là tại hạ tin tưởng nhất người từ trưởng quỷ nghĩ thầm hoàng gia mua bán ai dám động đến tay chân kia thật là tự tìm đường chết từ trưởng quỷ cũng nhìn ra cố nhu có bầu liền từ chối nhã nhặn cố nhu muốn đưa mình ý tứ dưa leo huynh ta cho hoàng nãi nãi mang chút thuốc bổ lúc này một bên lãnh thanh thần mở miệng nói ra tiểu tử ngươi còn tính là có lương tâm đồ vật để ở nơi đâu rồi lãnh thanh chu đi đến lãnh thanh thần bên cạnh trong xe đây ngươi cùng ta lấy đi thôi ta phải trở về nếu không kia bà nương lại muốn mắng ta tiểu tử ngươi thật tốt dỗ dành người ta nếu không ngày nào lại bị người chạy ra muốn thật sự là có một ngày như vậy ta liền đến ngươi nơi này đến kiếm cơm tử lãnh thanh thần liếc qua lãnh thanh chu Nơi này là 50 ngọn máu yến, còn có một số khác thuốc bổ. Lãnh thanh thần từ trên xe ngựa chuyển xuống đến một đống hộp. Đậu tử ngươi chày ở nơi đó làm gì chứ? Lãnh thanh thần liếc một cái lãnh thanh mặt. Hắn cũng không phải cầm không được. Lãnh thanh mặt quay người liền trở lại điền trang bên trong, bên kia từ trưởng quỷ đã lên xe ngựa. Lãnh thanh thần không có lại nói tiếp, mà là trực tiếp lên xe ngựa. Qua ít ngày ta sẽ lại đến, ngươi nói cho hoàng nải nải bảo trọng thân thể. Lãnh thanh thần tại trong xe hô một tiếng, mọi người về phòng chính bên trong, cố nhu ngay tại viết chuẩn bị làm tương liệu dùng tài liệu tờ đơn. Nhị thúc nhìn xem những tài liệu này phải chăng có thể mua được sao? Nếu như mua không được liền ba ngày sau đó lại nói. Cố nhu đứng dậy cầm trong tay tờ đơn đưa cho cố trường lâm. Ta cái này đi nếu như mua không được, nhị thúc liền đi tìm từ trưởng quỹ hỗ trợ. Cố trường lâm nói xong quay người liền cùng anh em nhà họ hắt ra phòng chính. Nãy nãy, ta đoán chừng nàng sẽ không cần ngài cái này máu yến, không được ngài hãy nói trước cho mượn các nàng dùng, ngày sau có trả lại. Lãnh thanh mặt nhìn trước mắt máu yến, mặt trong chốc lát về sau mới nói. Nhu nhi đứa nhỏ này, sợ là thật như lời ngươi nói sẽ không thu, dạng này ta đi tìm Mai Nhi đi, ái nữ sốt ruột nàng nhất định là sẽ thu. Triệu Thái Hậu thở dài nói. Chương 42, thương tâm gần chết nhu nhìn xem người đều tản ra, liền vuốt vuốt eo, tình nhi ta trở về ngủ một hồi, ngươi có thể gọi mấy người bồi tiếp ngươi lên núi đi săn trong ruộng cũng không kém mấy người kia chỉ là phải chú ý an toàn tốt cố tình nhẹ gật đầu cố nhu về đến phòng liền đem cửa sổ đóng kỹ sau đó liền tiến không gian chủ nhân đến lúc đó ngươi để người chuẩn bị có chút lớn vạc đảng đảng liền đem tương liệu đặt ở trong vạc liền tốt ngươi có thể dạy cho người khác làm đến lúc đó ta lại đem nguyên liệu chủ yếu bỏ vào đảng đảng ngươi thật đúng là ta tốt thư ký cố nhu tiến phòng bếp cho mình làm một ít thức ăn lại ép chén nước trái cây sau đó nàng liền ra không gian nằm ở trên giường đi ngủ bạch thị trong phòng triệu thái hậu đem máu yến đặt ở trên mặt bàn mai nhi những cái này cho nhu nhi bổ thân thể đi nàng mang ba thai quá cần bổ thân thể thế nhưng là cái này máu yến cũng quá quý giá ta thu không được a à. coi như cùng hoàng thím mượn ngày sau còn không được sao lúc này một bên hách thị nói tiếp tổ tôn chúng ta ba người mệnh đều là các ngươi cứu, lại cho chúng ta sống yên phận chỗ, so sánh dưới những cái này lại đáng là gì đâu. Triệu Thái Hậu khoát tay áo nói. Vậy được đi. Hoàng thiếm những cái này liền xem như ta mượn ngài, ngày sau ta trả lại cho ngài. Bạch thị cuối cùng là đau lòng mình nữ nhi, đại tần, hoàng cung. Hoàng thượng ngài đi về nghỉ một hồi đi, ngài đừng chịu xấu thân thể. Văn hoàng hậu bưng một bát canh sâm đi tới. Trẫm nói qua, trẫm muốn mình bồi tiếp mẫu hậu mẫu hậu sớm mấy năm vì trẫm chịu không ít khổ lại không được phụ hoàng cưng chiều nhiều năm như vậy trẫm cùng mẫu hậu là tại sao tới đây sao là người bên ngoài có thể hiểu ngươi đem đồ vật buông xuống liền ra ngoài đi tần đế ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước văn hoàng hậu không có cách nào cũng chỉ có thể đem canh sâm buông xuống quay người rời khỏi tẩm điện văn hoàng hậu ra tẩm điện nhìn thoáng qua thái tử lãnh thanh hiên lãnh thanh hiên ngầm hiểu cũng đứng dậy đi ra tẩm điện mẫu hậu nhìn ra cái gì sao văn hoàng hậu lắc đầu nhìn đoán không ra cái gì nhưng là ngươi phụ hoàng đích thật là thương tâm gần chết lãnh thanh hiên mặt trong chốc lát về sau mới nói thi thể cũng đều thỏa lão thái bà hết thảy trúng thất kiếm nào có bất tử đạo lý thời tiết càng ngày càng nóng phụ hoàng cho nên hạ chỉ ba ngày sau hạ táng cái này cũng hợp tình hợp lý ngươi tổ phụ cũng không cùng mẫu hậu thương lượng một chút liền động thủ lần này hôn sự của ngươi phải ba năm về sau lại nói văn hoàng hậu thở dài nói vô sự mấu chốt nhất chính là lão thái bà chết rồi cái này khiến chúng ta yên tâm rất nhiều nếu không phụ hoàng chuyện gì đều nghe nàng nàng thích ai ngài còn không rõ ràng lắm sao ngươi cũng chớ có tái phạm trước kia sai lầm còn có chính là tới khi nào ngươi đều phải đề phòng ngươi mấy cái kia huynh đệ nhất là cái kia nửa chết nửa sống Văn Hoàng hậu cao mày nói, Văn Hoàng hậu luôn luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng lắm, chẳng qua còn tìm không thấy là lạ ở chỗ nào. Vâng. Mẫu hậu ngài yên tâm, chỉ là cố trường hoành chuyện kia làm sao bây giờ. Văn Hoàng hậu trừng mắt liếc lãnh thanh hiên, qua ít ngày lại nói, không phải ngay tại tra đó sao. Vâng. Lãnh thanh hiên nói xong cũng quay người về tẩm điện, Văn Hoàng hậu chân mày nhíu chặt, nhìn về phía nơi xa rơi vào trầm tư, cố nhu tỉnh lại sau giấc ngủ đã đến buổi chiều nàng đứng dậy tiếng không gian cho mình nóng chén sữa bò uống sau liền ra không gian vừa ra khỏi phòng trong sân yên tĩnh cái này người đều đi đâu nữa nha phù dung cố nhu hô một tiếng nhu nhi các nàng đều cùng tình nhi đi trong núi chơi lúc này bạch thị đi vào trong viện nha tình nhi tính tình không biết theo ai cố nhu cười lắc đầu bạch thị đi đến cố nhu bên người nhu nhi dưa leo đồng hương cho ngươi hoàng nãi nãi đưa tới chút máu yến, nàng đều cho ngươi đưa tới. Nương không nghĩ thu nhưng là ngươi lại muốn bổ thân thể, nương coi như là cùng ngươi hoàng nãi nãi mượn, ngày sau ta trả lại đi. Được thôi. Nếu không các ngươi cũng đều nhớ thân thể của ta. Cố nhu biết cái này sự tình không thể chối từ, ngày ấy sao còn là được. Cùng nương đi xem một chút chúng ta làm tiểu y, đối ngươi còn không có ăn cơm trưa đâu, nương đi chuẩn bị cho ngươi bạch thị nói xong cũng đi nhà chính cố nhu cũng đi theo bạch thị sau lưng tiếng nhà chính hôm nay triệu thẩm cho ngươi hầm ô canh gà ngươi ăn nhiều một chút còn có hai bàn rau xanh cùng một đạo thịt chưng bạch thị đem trên lò ấm nồi đất bưng lên đặt ở trên mặt bàn cái này ô canh gà nhìn xem không sai cố nhu cũng là đói nhu nhi ngươi nói ngươi liều mạng như vậy làm cái gì đủ ăn đủ là được mẹ ta biết ngài là đau lòng ta nhưng là người dù sao cũng phải tìm một chút sự tình làm đi nhân sinh bao dài a à, cũng không thể không có việc gì đi cố nhu đem để tay tại bạch thị trên tay liền nói nương ta không sao ngày sau cái này trong bụng hài tử không còn phải ta cái này làm nương che chở sao tựa như ngài che chở ta đồng dạng đúng vậy a à. đứa nhỏ này là vô tội nhưng là nương nghĩ đến vậy không bằng liền thừa dịp hiện tại từ thị vệ của ngươi trúng tuyển một cái gã đứa nhỏ này nhóm vừa ra đời cũng có cha đau không phải sao? Nghe Bạch Thị, Cố Nhu rất là không nói nhìn xem Bạch Thị, liền nói, mẹ. Cái này người nói là tìm tìm sao, lại nói hiện tại người từ nơi đó nhìn lại, ai biết hắn sau này sẽ đối ta cùng bọn nhỏ như thế nào? Nương ý của ngài ta minh bạch, bọn thị vệ xuất thân không cao cũng đều là cô nhi, nhưng là người ta cũng chưa chắc liền nguyện ý vào cửa coi như cha A, đừng nói con gái của người ta hiện tại không có ý nghĩ kia, cái này sự tình nương về sau liền không cần nhắc lại nhu nhi cá bột đều định tốt lúc này lưu bá đi đến tốt chờ ương cắm xong liền thả cá miêu cố nhu nhấp một hớp canh liền nói cố nhu là thật sợ bạch thị lại nói cái gì mình là một điểm lấy chồng ý tứ đều không có nhu nhi lần này mạch cùng cà chua cũng lập tức sẽ trồng lên chỉ là cái này bên ngoài thôn nhân muốn tiền công nhưng so sánh ta bổn thôn công nhân làm thuê cao a nếu là thật sự theo bọn hắn sợ là sẽ phải gây nên bổn thôn công nhân làm thuê bất mãn cố nhu nghe lưu bá nhíu mày liền nói vậy cũng không cần bọn hắn muộn loại mấy ngày này cũng không có cái gì không phải kém bọn hắn những cái này tiền công sợ là trang tử bên trên về sau có một tay chúng ta như theo bọn hắn một lần vậy sau này bọn hắn muốn nhiều lần thêm tiền chúng ta nên làm cái gì lưu bá gật gật đầu ta cũng là ý tứ này lúc đầu những cái này chính là bổn thôn nhân chủng Hiện nay bớt làm công không nói, còn nhiều hơn cho người khác tiền công, trong lòng bọn hắn nhất định là sẽ không thoải mái. Tốt, ngươi nhanh ăn cơm đi, gia gia đi trong ruộng đi xem một chút, mặc dù mọi người biết rõ hơn. Nhưng là có lúc ngươi người ở nơi đó nhìn xem, cùng ngươi không tại đó chính là không giống. Tốt. Cố Nhu cười nói, đây chính là nhân tính, nhiều làm một ngày không phải cũng nhiều một ngày tiền công à, Bạch Thị nhìn ra được Cố Nhu thật là vô tâm vậy mình nhiều lời cũng là vô dụng, cố nhu cơm nước xong xuôi cùng bạch thị rửa sạch bát, liền đi tưởng lão phu nhân trong phòng. a à, cái này tiểu y thật đúng là đẹp mắt, chẳng qua hài tử lớn nhanh, không cần kiện kiện đều theo đồ án đi. Cố nhu nhìn xem, triệu thái hậu trong tay chính làm tiểu y thích không được. Chương 43, là lão hổ nha triệu thái hậu nghĩ thầm mình tự tay cho mình tặng tôn làm tiểu áo, đây là một kiện chuyện hạnh phúc giường nào a à, làm sao lại ngại phiền phức đâu hoàng nãi nãi thủ công không tốt, cũng chỉ có thể đối phó xem đi. Triệu Thái Hậu một bên nói một bên nhìn thoáng qua cố nhu bụng, tưởng lão phu nhân thì ở một bên nói, nhu nhi ngươi không hiểu, đứa nhỏ này tiểu y nhất định là muốn theo một chút đồ án, ngụ ý hài tử bình an khỏe mạnh. Cái này nhu nhi thật đúng là không hiểu. Cố nhu nhìn trên bàn đã làm tốt tiểu y còn nói thêm, mẹ, làm sao đều là nam hài tử tiểu y đâu. Ngài cứ như vậy ngóng trong ôm cháu trai sao? Ngươi đứa nhỏ này quen sẽ nói cười, ngươi xem một chút những này là cái gì. Bạch thị vội vàng từ trên giường lấy ra, hơn 10 kiện nhan sắc phấn nộn tiểu y. Nữ hài tử so nam hài tử còn dễ nhìn hơn. Cố nhu cầm trong tay yêu thích không nở rời tay, cái này cổ đại anh hài quần áo, vậy mà cũng đáng yêu như thế. Mẹ, ta nghĩ kỹ, chờ sau này liền để bọn nhỏ theo ngoại tổ phụ dòng họ. Cố nhu vừa thốt lên xong, cả kinh phải triệu thái hậu thủ hạ lắc một cái, cái này châm liền đem thủ trác ra máu. Cũng tốt. Bạch thị gật gật đầu, triệu thái hậu nghĩ thầm cái này cũng không thành, chẳng qua dưới mắt cũng không có biện pháp gì, cố nhu xem xét theo thùa nhi liền đau đầu, bởi vì nguyên chủ chính là như vậy, cho nên nhìn một hồi nàng liền ra tưởng phu nhân gian phòng, lãnh thanh mặt cũng không nói chuyện, một nghiêm mặt đi theo cố nhu sau lưng. Hoàng đầu, ngươi nói núi này bên trên sẽ có mảnh thú sao? Cố nhu đứng tại trang tử trước, nhìn về phía cách đó không xa trên núi sẽ không, nhiều nhất sẽ có lợn rừng. Lãnh thanh mặt lắc đầu. Khi rắn chết nhất định là sẽ có, ta thật đúng là có chút lo lắng, không bằng không để tình nhi đi. Chủ tử, ngài chớ có lo lắng, rắn chết đều là sợ người, chỉ cần vừa nghe đến động tĩnh bọn chúng đều sẽ rời xa. Vậy là tốt rồi. Cố nhu nói xong cũng muốn hướng bờ sông đi đến. Chủ tử, bờ sông cục đá quá nhiều, ngài còn không bằng tại trong trang đi một chút điền trang bên trong là lớn chẳng qua cũng không có hồi hương cảnh sắc đẹp mắt a à, ngươi đi cho ta cầm cái cái đệm đến vừa vặn ta ngồi tại bờ sông chờ tình nhi các nàng vậy ngài ở chỗ này chờ ta không muốn một thân một mình ra trang tử ta biết ngươi mau đi đi cố nhu nhìn thoáng qua lãnh thanh mặt cái này hoàng đậu cả ngày nghiêm mặt tính cách cùng hắn đệ đệ kém hơn quá nhiều dù thân mang áo vải nhưng là trên quần áo nhưng không thấy một điểm nếp uống xem ra đây đều là trước kia đã thành thói quen đi, cố nhu đứng tại trang tử bên ngoài, nhìn phía xa công nhân làm thuê làm được khí thế ngất trời, tâm tình rất là thư sướng. Chủ tử, ta trở về. Lãnh thanh mặt cầm ba cái cái đệm đi tới. Làm sao cầm nhiều như vậy? Cố nhu nhìn xem ba cái thật dày cái đệm. Ta sợ ngài lạnh. Được thôi. Cố nhu nói xong cũng hướng bờ sông đi đến, núp ở phía xa dịp tu cùng dịp viễn, đều cười ra gà âm thanh, lãnh thanh mặt ngẩng đầu, khẽ nhìn lướt qua hai người chỗ ẩn thân, hai người đều là dọa đến co rụt lại cái cổ, cố nhu ngồi tại bờ sông nhìn xem trong sông Việt ngỗng, cái này ngỗng thật sự là bạch nha. Nhu tỷ tỷ bọn chúng mỗi ngày đều sẽ đem mình tẩy sạch sẽ, sau đó mới có thể tại trong sông bắt tôm tép ăn. Thiết đảng nhìn cố nhu đến, liền từ đằng xa chạy tới. Thiết đảng, tỷ tỷ ngươi cũng mỗi ngày đi trong đất làm việc sao? Đúng vậy a. À. Nương nói để tỷ tỷ mình kiếm tiền tích lũy đồ cưới đâu. Tỷ tỷ ngươi đã hứa người ta. Không có, chẳng qua cũng có bà mối tới cửa, chỉ là sách người tỷ tỷ đều chướng mắt. Sách người đều là bổn thôn sao? Cố nhu sờ sờ thiết đảng đầu. Cũng có bên ngoài thôn, tỷ tỷ nói cũng nên chọn cái mình thích, mặc dù thời gian nghèo chút nhưng là tối thiểu nhất mình trôi qua vui vẻ. Tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, thời gian là qua cho mình, tìm mình thích cũng không sai. Thế nhưng là mẹ ta nàng nói, đợi thêm mấy năm tỷ tỷ của ta liền thành lão cô nương. Thiết đảng nhếch miệng, cố nhu bóp một chút thiết đảng khuôn mặt nhỏ, tỷ tỷ ngươi chẳng qua mới 16 tuổi, đợi thêm mấy năm cũng không có chuyện gì. Tỷ tỷ nói không có thích hợp liền không gả, nàng lời này nhưng làm cha mẹ ta cho tức điên. Cổ đại nữ tử đến tuổi tác không gả, là sẽ bị người chỗ lên án, không nghĩ tới cái này béo nha vẫn là cái có chủ ý. Nhu tỷ tỷ ngươi sẽ còn tái giá người sao? lúc này thiết đảng dơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem cố nhu. Nghĩ như thế nào đến hỏi cái này đâu? Bởi vì nương cùng tỷ tỷ đều nói, nhu tỷ tỷ dáng dấp là các nàng gặp qua đẹp nhất cô nương, mà lại tỷ tỷ ngươi người còn thiện lương như vậy, nên lại tìm người tốt gã. Thiết đảng, sắc trời không còn sớm, ngươi đưa chúng nó chạy trở về đi. Cố nhu rủ xuống tầm mắt nói. Tốt. Thiết đảng đứng dậy cầm lấy cây gậy trúc, không bao lâu liền đem vịt ngỗng chạy về trang tử đều lúc này, làm sao còn không thấy tình nhi các nàng trở về đâu. Cố nhu có chút lo lắng nói. Sắc trời không còn sớm, chủ tử đi về nghỉ một hồi đi. Lãnh thanh mặt đi đến cố nhu bên người. Lại chờ một lát đi. Cố nhu đứng dậy nhìn về phía núi phương hướng, ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, mơ hồ có thể nhìn thấy từ trên núi xuống tới một chút người. Chủ tử các nàng trở về. Ừm. Cố nhu lại ngồi xuống bởi vì cách không tính quá xa, Vô dụng cố nhu chờ quá lâu, cố tình các nàng liền trở lại. Tỷ tỷ, ngươi nhìn chúng ta đều săn được cái gì? Cố Tình thật xa trông thấy Cố Nhu về sau, cũng nhanh bước chạy tới. Không cùng đi săn đến lợn rừng đi. Tỷ tỷ ngươi làm sao đoán chuẩn như vậy đâu? Cố Tình kéo lên Cố Nhu cánh tay. Hoàng đậu nói cái này trên núi có lẽ có lợn rừng, ta lại nhìn ngươi hưng phấn như vậy. Cho nên ta đoán chính là săn được nhất định là không dễ dàng săn được. Tỷ tỷ, thật không nghĩ tới dưa leo lợi hại như vậy, ngươi nhìn hắn kia yếu đuối dáng vẻ, không nghĩ tới khí lực công phu đều không kém. Vậy mà có thể săn được lợn rừng không nói, hơn nữa còn có thể gánh phải động. Lãnh thanh mặt nghe được cố tình, khóe miệng chính là một trận co rúng. Tỷ tỷ trọng yếu nhất chính là, hắn còn cho ta săn được một đôi lửa nhỏ hồ. Cố tình một mặt hưng phấn mà nhìn xem cố nhu. Có đúng không? cố nhu cũng đi theo hưng phấn lên đại ca ngươi mau tới đây giúp ta một tay a à. ngươi ngây ngô tại kia chày ở nơi đó làm gì chứ lãnh thanh chu phòng má nhìn xem lãnh thanh mặt cố nhu nghe thấy thanh âm xoay người xem xét không khỏi cũng tắt tiếng bật cười chỉ thấy lãnh thanh chu từ đầu đến chân đều làm cho rất bẩn búi tóc loạn không nói còn làm một mặt bùn ngươi còn đứng ngay đó làm gì đâu lãnh thanh chu khí rống rống nói bẩn lãnh thanh mặt chỉ nói một chữ, liền từ thu hoa trong tay tiếp nhận rỗ. chủ tử, ngài nhìn đây đối với hỏa hồ cũng liền có hai tháng lớn đi. lãnh thanh chu đem rỗ đưa cho cố nhu nhìn. đúng vậy a, à. Cốt manh thật đáng yêu nha. cố nhu vừa định đưa tay sờ, lại bị lãnh thanh mặt cho ngăn lại. cẩn thận làm bị thương ngài. thật sự là có con dâu. chủ tử quên huynh đệ lãnh thanh chu hừ lạnh một tiếng cùng thị vệ đem lợn rừng mang tới trang tử. Tiểu thư ngài nhìn cái này còn có ổ núi nhỏ mèo đâu. Phù Dung cười, cầm trong tay rổ thả trên mặt đất. Cái này mèo làm sao dáng dấp cùng con cọp đồng dạng đâu. Lãnh thanh mặt cau mày nói, cố nhu nghe xong vội vàng cúi đầu xuống xem xét, ta đi cái này không phải liền là lão hổ sao. Chương 44, đồ sắc sạch sẽ thật đúng là con cọp, xem ra còn chưa đầy nguyệt. Cố nhu nhẹ gật đầu, cái gì là con cọp? cố tình kinh hô một tiếng. Làm sao dưa leo không có nhận ra đâu? Cố nhu cao mày nói. Hắn hẳn là sợ hù đến tin chủ tử, cái này con cọp nếu là từ nhỏ bắt đầu nuôi, không có cái gì tính công kích. Mà lại có thể nhặt được con cọp con non cũng coi là may mắn. Lãnh thanh mặt dừng một chút mới nói, cố nhu nghe xong có chút lo lắng nói, cái này con cọp nếu là trông thấy con của mình không có, sẽ sẽ không xuống núi đã thương người A. À. Lãnh thanh mặt lắc đầu, con cọp cái hơn phân nữa là chết rồi, nếu không dưa leo làm sao có thể, liền dễ dàng như vậy nhặt được bọn chúng đâu. Tiểu thư thật đúng là, dưa leo ở trên núi đợi rất lâu mới đem bọn chúng ôm xuống núi. Phù Dung nhìn xem trong giỏ sách ba con tiểu lão hổ liền nói, cố nhu ngẩng đầu nhìn lãnh thanh mặt, nếu thật là như ngươi nói, đem bọn nó ôm trở về tới là đúng, nếu không cái này ba con nhỏ con cọp căn bản là sống không nổi. Tỷ tỷ, vậy chúng ta liền nuôi bọn chúng, giữ lại trong nhà hộ viện cũng tốt. Cố tình một bên nói, một bên lôi kéo cố nhu đi trở về. Phiền phức hai vị cô nương đem cái đệm lấy về, tại hạ đi thuận tiện một chút. Lãnh thanh mặt đem cái đệm đưa cho bách hợp, quay người liền hướng xa xa trong rừng cây đi đến, lúc này dịp tu cùng dịp viễn, đã đợi phải lông dài. Chủ tử, ngài xem như đến rồi. Thế nào mỗi ngày bồi tiếp vương phi cùng tiểu chủ tử vui vẻ đi. Diệp tu cười đùa tí tưởng mà nói liền ngươi nói nhiều. Có việc thì nói nhanh lên đi. Lãnh thanh mặt liếc qua Diệp Tu, Diệp Tu vội vàng thu hồi vẻ mặt cười đùa, liền nói, thanh y vệ sự tình đã làm thỏa đáng, 568 người không có lưu lại một cái người sống, chắc hẳn có ít người sẽ đau lòng phải ngủ không yên. Sự tình làm sạch sẽ sao? Người của chúng ta có hay không thương vong? Lãnh thanh mặt nghe xong nhẹ lý ống tay áo thản nhiên nói. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, chúng ta người cũng chỉ là thủ chút vết thương nhẹ không sao. Đem trang tử bên ngoài thủ vệ đều rút, thời gian dài khó tránh khỏi không bị người phát giác. Còn có để lá thủy bảo vệ tốt cung nữ thi thể, không thể để cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Hoàng thượng một mực ăn ở đều tại tẩm điện bên trong, một lát đều chưa từng rời đi. Nghĩ là phải chờ tới hạ tán về sau, hoàng thượng mới có thể an tâm. Lãnh thanh mặt nghe xong gật gật đầu, để lão gia tự chú ý điểm thân thể. Vâng, Diệp Tu cùng Diệp Viễn lên tiếng về sau, lách mình liền biến mất ở trong rừng cây. Kinh thành phủ Thái sư Văn Thái sư mặt trầm như nước địa, ngồi tại trên ghế bành. Lão gia ngài cũng không ai qua được quá nóng vội phát hỏa, mặc dù Thanh Y vệ người đều chết rồi. Chẳng qua điều này nói rõ Hoàng thượng thật là thương tâm đến cực điểm, hắn lại tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ, cho nên hắn chỉ có thể cầm Thanh Y vệ trút giận. Một bên một quản gia nói: người thế nào biết là Hoàng thượng ra tay đâu? Văn Thái Sư hừ lạnh một tiếng. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có bên người hoàng thượng cẩm y vệ, có thể làm đến đem thanh y vệ giết đến không lưu người sống. Văn Thái Sư đứng lên nói, kia ngân phong các người ở bên trong, người thế nào biết liền làm không được đâu. Khi ngân phong các chưa từng cùng triều đình liên hệ, đây là trên giang hồ mọi người đều biết sự tình, mặc dù có nghe đồn ngân phong các là hoàng gia sinh ý, chẳng qua truyền ngôn cuối cùng là không thể tin. Lão gia ngài đừng quên giang hồ người, kết nhất chính là cái gì? Có phải là người của hoàng thượng tạm thời không nói, chẳng lẽ bọn hắn có bạc không kiếm sao? Sẽ không? Khi ngân phong các như thế nào không biết, cái này thanh y vệ công khai là tổ chức sát thủ, âm thầm lại là chuyên vì lão gia ngài thanh lý chướng ngại cơ cấu. Cho mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám tiếp dạng này mua bán. Văn Thái Sư nghe xong lắc đầu, cao mày nói, ngươi vẫn là phái người ra một chút ta mới an tâm, còn có lại điều một số người tới. Vâng. Một tổng quản nói xong cũng rời khỏi thư phòng, có thể trong vòng một đêm giết sạch thanh y vệ người, dạng này người tuyệt đối không thể coi thường, chẳng cần biết hắn là ai người, đều ứng trừ chi cho thống khoái, không phải tới khi nào đều là một cái tồn tại nguy hiểm, hoàng thượng cùng mình đánh cờ đã sớm bắt đầu. Lúc này so chính là kiên nhẫn, làm văn hoàng hậu nghe nói thanh y vệ, buổi tối hôm qua đều bị giết sạch thời điểm, đặt môn an vị tại phượng trên ghế là ai? Là hoàng thượng sao? cũng chỉ có hoàng thượng có năng lực như thế, chẳng lẽ là phụ thân lưu lại dấu vết gì, bị hoàng thượng phát hiện, nếu quả thật là như vậy, sự tình liền càng thêm khó làm. Nương nương, ngài làm sao rồi? Vừa tiến tẩm điện mạnh tổng quản, nhìn văn hoàng hậu sắc mặt rất là khó coi vội vàng liền hỏi. Thanh y vệ buổi tối hôm qua bị nhân đồ tận, một người sống đều không có để lại. Người nói thiên hạ này, có ai có thể im ắng không vang lên làm được chuyện này? sợ là chỉ có bên người hoàng thượng cẩm y vệ. Mạnh tổng quản không hề nghĩ ngợi liền nói, văn hoàng hậu mắt phượng nhắm lại nói, ngươi nhìn liền ngươi đều thốt ra, xem ra hoàng thượng đã kết luận thái hậu chết cùng phụ thân có quan hệ. Nô tài ngược lại không cảm thấy như vậy, không nói đến thanh y vệ làm việc luôn luôn cẩn thận, nô tài coi là hoàng thượng chính là mượn lý do này, đem một mực xem như cái gai trong thịt thanh y vệ cho rút, cũng dùng việc này đến gõ thái sư mà thôi. Ngươi nói cũng không phải là không được. Tóm lại chúng ta phải nhanh nghĩ ra được một cái biện pháp ứng đối, hiện tại còn không phải cùng hoàng thượng lúc trở mặt. Văn hoàng hậu rủ xuống tầm mắt, ngón tay nhẹ đấm mặt bàn, mạnh tổng quản cao mày nói, cẩm y vệ luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung, cái này thật đúng là không tốt ra. Văn hoàng hậu đôi mi thanh tú trao lên, ra cẩm y vệ. Khi không phải là mình đưa đi lên cửa sao? Hiện tại vẫn là ổn lấy chút đi, ngươi để người nói cho phụ thân không muốn lại lỗ mãn làm việc. Vâng, Mạnh tổng quản lên tiếng quay người liền lui ra ngoài, điền trang bên trong hiện tại rất náo nhiệt, lưu bá, phúc bá, an thúc, trương bá bọn hắn, đem thu thập xong lợn rừng ngay tại chia cắt, cố nhu cùng cố tình cùng mấy tên nha hoàng, chính cho ăn mấy cái nhóc con ăn cái gì. Đều là bú sữa mẹ thời điểm, ngày mai để lưu bá đi mua mấy cái dê sữa trở về đi. Cố nhu nhìn xem chính uống vào cháo gạo dán nhóc con, mấy tên nhóc con ăn đều là nhe răng nhếch miệng, xem xét chính là không thích ăn, bởi vì đói chết lại lại không thể không ăn cái này mấy tiểu tử kia tướng ăn thật đúng là khó coi cố tình vừa cười vừa nói chủ tử bọn chúng ăn quen sữa lãnh thanh chu liếc mắt vậy ngươi nhanh đi tìm một chút sữa trở về a à? cố tình vẽ mặt thành thật nhìn xem lãnh thanh chu lãnh thanh chu toàn bộ mặt đều nhăn lại với nhau tìm sữa chủ tử ta đi đâu đi cho ngươi tìm sữa đi a à? ha ha một bên lãnh thanh mặt không nín được cười ra tiếng. Ngươi cũng đừng làm khó hắn, hắn đi đâu đi cho ngươi tìm đi. Cố nhu thay lãnh thanh chu giải vây, cố nhu sau đó xoay người, nhìn xem lãnh thanh mặt liền nói, hoàng đậu, các ngươi đi cho những tiểu gia hỏa này tìm một chỗ đi. Tỷ tỷ, liền để bọn chúng ở tại chúng ta trong sân đi. Cũng được. Cố nhu gật gật đầu. Nhu nhi. Lúc này bạch thị đi tới. Mẹ, có chuyện gì sao? ta nghĩ ngày mai để lưu bá cho Trần đại nhân đưa chút thịt heo đi. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Cố Nhu nghe xong vội vàng liền nói, được a. À. Đưa chút ăn uống chắc hẳn cũng sẽ không cho Trần đại nhân thêm phiền phức. Chương 45, làm trâu làm ngựa, vậy ta liền để lưu bá lưu một chút thịt. Bạch thị nói xong cũng muốn đi, lại bị Cố Nhu cho gọi lại. Mẹ, ngày mai để lưu gia gia lại mua mấy cái dê sữa trở về, dưới mắt cái này mấy cái nhóc con muốn ăn chờ sau này hài tử rơi xuống sợ là cũng phải ăn cái gì bản vương hài tử tương lai muốn cùng những cái này tiểu súc sinh ăn đồng dạng sữa lãnh thanh mặt nghe được cố nhu nói lời về sau nháy mắt liền không bình tĩnh mà lãnh thanh chu cũng là một mặt mộng mà nhìn xem cố nhu cái này lão tổ tông nếu là biết mình tằng tôn muốn ăn súc sinh sữa lớn lên không biết lập tức có thể hay không bùng nổ bạch thị nghe cố nhu liền cau mày hỏi nhu nhi ta và ngươi nhị thẩm đã sớm thương lượng xong muốn cho bọn nhỏ mời hai cái nhũ mẫu. Cái này nghĩ như thế nào đến, muốn cho bọn nhỏ ăn sữa dê đâu. Mẹ, bị nhũ mẫu mang hài tử, tương lai sẽ rất dễ dàng không muốn xa rời nhũ mẫu. Nữ hài tử cũng liền thôi, nếu là nam hài tử nếu như dưỡng thành tập quán này liền không tốt lắm, lại nói sữa dê cũng là rất có dinh dưỡng. Dạng này được không? Bạch thị nhìn xem cố nhu, cố nhu cười nói, không có gì không thể, bách tính nhà hài tử gặp phải năm mất mùa kia còn không có uống sữa đâu, không đều là ăn cháo lớn lên à. Tỷ tỷ, đến lúc đó ta giúp ngươi mang một cái hoa tử. Cố tình đứng người lên cười nói. Chủ tử, ngài mang qua hài tử sao? Lãnh thanh chu vẻ mặt thành thật nhìn xem cố tình. Không mang qua ta sẽ không học sao? Liền ngươi nói nhiều. Cố tình trừng mắt liếc lãnh thanh chu. Chỉ là cái này sữa dê sạch sẽ sao? Bạch Thị vẫn là có chút không yên lòng. Đun sôi về sau liền được rồi. Cố Nhu đi hướng Bạch Thị còn nói, nương ngài cứ yên tâm đi, cái này nhũ mẫu sữa mấy tháng về sau liền không có dinh dưỡng, cái này sữa dê cũng không đồng dạng. Vậy liền nghe ngươi, ta cũng là cưỡng chẳng qua ngươi. Bạch Thị lắc đầu liền quay người rời đi. Tỷ tỷ, ngươi ý nghĩ luôn luôn như vậy không giống bình thường. Không phải không giống bình thường, ta nói đều là sự thật. Cố Nhu nói xong cũng trông thấy nhị thúc bọn hắn trở về Cố Trường Lâm cùng hách thị hai huynh đệ, vội vàng mấy chiếc xe bò tiếng trang tử. Nhị thúc thật đúng là mua được rồi. Cố Nhu nhìn xem đầy xe gia vị, Cố Trường Lâm cười gật gật đầu, đây đều là từ đại trưởng quỹ giúp một tay, nếu không tại quốc tan kỳ thật đúng là ai cũng không dám mở cửa kinh doanh. Ngày mai chúng ta liền bắt đầu làm tương liệu, đối ta quên nói cho ngài mua mấy cái vạt lớn trở về. Cố Nhu nhếch miệng vạc lớn trang tử bên trên liền có trước kia đều là dùng để rau muối dùng một bên chính chỉ huy bọn thị vệ dở hàng lưu bá nói cố nhu cười gật gật đầu vậy là tốt rồi lúc này nửa ngày không nói gì lãnh thanh mặt mở miệng nói ra chủ tử thân thể của ngài có thể chịu được sao cố nhu một mặt thờ ơ nói nói cũng không phải ta làm có cái gì chịu không nổi cái này tương liệu về sau liền từ các ngươi thay phiên tới làm đợi đến cuối cùng một đạo trình tự làm việc thời điểm lại có ta phần cuối liền tốt. Tỷ tỷ như thế cơ bí sự tình, vẫn là để ta làm đi. Cố Tình vội vàng khoác tay một cái nói, Cố Nhu cười nhéo nhéo Cố Tình mặt, cái này khâu trọng yếu nhất tại tỷ tỷ trong tay đâu, lại nói chịu tương liệu lại hung lại sạch, ngươi cái này da mịn thịt mềm sao có thể nhận được nữa nha, cái này sự tình liền phải để bọn hắn da dày thịt béo nam nhân làm. Da dày thịt béo. Vương gia ta từ nhỏ đến lớn liền trà đều không có pha qua một chiếc đến nơi này cho các ngươi làm trâu làm ngựa dựa vào cái gì a à? lãnh thanh chu liếc qua bên cạnh lãnh thanh mặt chủ tử ngày mai ngài dạy cho ta phương pháp chế luyện liền tốt về sau cái này sự tình liền bao tại hai huynh đệ chúng ta trên thân lãnh thanh mặt nghĩ thầm mình vẫn là tranh thủ thời gian đáp ứng đi nếu không tới lão tổ tông nơi đó cũng là có chuyện như vậy vậy được chúng ta đi phòng chính các ngươi cũng hỗ trợ dở hàng đi cố nhu nói xong cũng lôi kéo cố tình hướng nhà chính đi đến t ngươi nói ngươi mình tạo nghiệp dựa vào cái gì mọi chuyện đều nhấc lên ta a à. lãnh thanh chu bọn người đi xa giọng căm hận nói lãnh thanh chu lúc này hận không thể ra sức đánh một trận lãnh thanh mặt buổi chiều vừa khiên qua lợn rừng còn làm một thân cứt heo mình cái còn muốn đem những cái kia ớt đỏ đều ngao thành tương ta đời trước đến cùng thiếu ngươi bao nhiêu tiền để ta như thế trả lại ngươi ngươi đó là cái gì ánh mắt lão tổ tông thế nhưng là cố ý dặn dò chúng ta muốn nghe chủ tử chủ tử chỉ vậy chúng ta liền phải đánh na lạnh lùng mực liếc qua lãnh thanh chu từ tốn nói ngươi cũng liền có thể cầm lão tổ tông tới dọa ta lãnh thanh chu khí rống rống đem mặt chuyển hướng một bên nơi này làm sao có cổ mùi thối có phải hay không là ngươi trên người cứ heo không có rửa sạch sẽ a à? lãnh thanh mặt nói xong cũng hướng xe bò đi đến ngươi lãnh thanh chu tức giận đến dậm chân một cái vội vàng hướng hậu viện chạy tới cơm tối là thịt heo rừng họp chính là tất cả trong thức ăn đều có thịt heo rừng hoan hãy nói cái này thịt heo rừng hương vị cũng thực không tồi chất thịt tươi non mà lại cũng ít lợn nhà thịt dầu mỡ cái này bỗng nhiên cơm tối cố nhu ăn thật nhiều bạch thị hách thị còn có triệu thái hậu các nàng xem đến cố nhu được hoan ngên tâm trong lòng đều yên tâm rất nhiều tỷ tỷ ngươi là có thân thể đến là ngươi ăn nhiều như vậy làm gì cũng không sợ mập tương lai không ai muốn Hách thị nhìn xem còn tại vùi đầu cơm khô cố tình liền nói, cố nhu lại kẹp một mảnh thịt để vào miệng nói, mẹ. Ngài cái này không hiểu, cha nói cái này ăn là mười thành xuyên là đôi tám, nam nhân có hay không cũng không đáng kể. Người đứa nhỏ này đều để cha ngươi cho làm hư, nói đều là thứ gì lời vô vị. Hách thị quát khẽ một tiếng. Ta cảm thấy hiện tại thời gian liền rất tốt, trước kia trong nhà cái gì cũng không thiếu, cũng không có hiện tại trôi qua vui vẻ. Cố tình một mặt vui vẻ dáng vẻ triệu thái hậu nhìn xem cố tình liền nói tình nhi cô nương tính cách cũng rất là lấy vui tin cô nương nói lời không sai người liền sống cả đời này vì sao cần phải muốn bị những cái kia khôn sáo trói buộc đâu cái này cố tình tướng mạo dù không bằng cố nhu nhưng cũng là ngọc mạo mặt mày thượng thừa chi tư mềm mại nhưng không làm làm trong tính tình còn mang theo chút mạnh mẽ triệu thái hậu trong lòng cũng là rất thích cố tình cái này cố gia nhị phòng đã từng là đại tần nổi danh nhất hoàng thương vật gì tốt chưa thấy qua cái này tiền bạc liền càng không cần nói, sợ là cái này tình nhi cô nương cuộc sống trước kia cũng không thể so ngọc nhi kém, nhưng là người ta bây giờ rơi khó còn có thể dạng. Này thản nhiên đối mặt, chỉ một điểm này sợ là người bình thường đều làm không được, khách thị nghe triệu thái hậu, vội vàng liền nói, hoàng thím ngài như lại khen nàng, không chừng một hồi nàng kia cái đuôi liền phải vĩnh lên trời. Cố tình để đổ xuống lau miệng, mẹ, ta liền không cùng ngài nói dốc, ta bồi tiếp tỷ tỷ chạy một vòng đi. Lúc này cố nhu chính suy nghĩ viễn vông đâu, cái này nếu là sau bữa ăn có thể đến ly cà phê liền càng thêm hoàn mỹ. Chủ nhân Ngài nghĩ cùng đừng nghĩ, cà phê bởi vì sẽ ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi, mà lại cũng bất lợi cho tiểu chủ tử nhóm khỏe mạnh. Ta liền nghĩ cũng không thể nghĩ sao. Đảng đảng thái độ kiên quyết nói, không thể, bởi vì ngài trước kia liền uống cà phê thành nghiện. Tỷ tỷ ngươi làm gì ngẩn ra đâu. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi, cũng có trợ giúp tiêu hóa, người ban đêm lúc ngủ cũng sẽ rất dễ chịu. Tốt. Cố nhu lên tiếng liền đứng lên, nếu có thể đem cà phê lấy ra loại liền tốt, vậy sau này mình cũng không cần trong không gian mặt lén lén lúc lúc uống. Chương 46, nghĩ loại cà phê, chuyện nào có đáng gì, đảng đảng đem cà phê miêu cấy ghép trồng ở trên núi, đến lúc đó ngài lại đem cà phê cây chuyển tới đất bên trong, đảng đảng dùng nước linh tuyền đổ vào, không bao lâu nữa liền có thể nở hoa kết trái. Đúng vậy a. À ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu, vẫn là đảng đảng ngươi thông minh. Ngươi trong không gian mặt trước trồng cây mưu đi, kia một vạn mẫu phiên mạch trước hết không trồng. Tốt cộc. Tỷ tỷ, ngươi lại làm gì ngẩn ra đâu? Cố tình cao mày nói. Tỷ tỷ trước kia tại một bản trong cổ thư đã từng nhìn thấy qua, có một loại gọi cà phê thực vật. Nó trái cây thành thục sau có thể xào làm mài chế thành bột phấn, có thể thêm đường thêm sữa trâu pha lấy uống, Hương vị hương thuần hơn nữa còn nâng cao tinh thần. Cũng không biết núi này trên có không có. Chờ Phúc Mãn Lâu sự tình định ra đến về sau, ta lên núi cho ngươi tìm xem chính là. Ừm. Cái chủ ý này không sai. Cố Nhu kéo lại Cố Tình cánh tay, mình cô muội muội này thật đúng là tốt, mặc kệ chính mình làm chuyện gì, nàng đều là cái thứ nhất giúp đỡ chính mình, mình muốn chính là loại tỷ muội này thân tình, ban đêm, Cố Nhu tại phụ dung cùng Bách Hợp phục thị hạ sau khi tắm xong, liền tiếng không gian, triệu thái hậu trong phòng, hai. Huynh đệ đang đánh miệng cầm, triệu thái hậu trừng mắt liếc hai người, tốt. Ngày mai ai gia liền phải hạ tán, các ngươi lại tại nơi này nói chút có không có. Lãnh thanh mặt dừng một chút mới nói, đối lão tổ tông, lão gia tử hỏi ngài cái này quan tài làm sao cái tán pháp, dù sao ở trong đó chỉ là cái cung nữ. Triệu thái hậu nghe xong mặt trong chốc lát mới nói, ngươi hoàng tổ phụ khi còn sống đối ta có chỉ là tôn trọng, lại không có nửa điểm tình ý nhờ có là các ngươi phụ hoàng mình không chịu thua kém cũng có ai gia mẫu tộc duy trì ngươi phụ hoàng mới lấy kế thừa đại thống thôi đã khi còn sống liền không thích kia làm sao khổ sau khi chết lại gặp nhau đâu liền đem kia quan tài cùng tiên hoàng đồng tán đi chờ ai gia trăm năm về sau tìm một chỗ tán chính là người này thân hậu sự đều là làm cho người sống nhìn người chết nơi nào sẽ biết vâng lãnh thanh mặt nghe xong nhẹ gật đầu kia thanh y vệ sự tình nhưng làm thỏa đáng rồi. Đều làm thỏa đáng, nghĩ kia văn thái sư chắc chắn hoài nghi là lão gia tử làm, cũng rất có thể sẽ hoài nghi đến ngênh phong cát trên thân. Lão hồ ly kia chắc chắn nghĩ đến ngênh phong cát, chẳng qua hắn nơi nào sẽ biết, ta làm sao có thể như vậy xuẩn, đem làm sự tình người đều lưu tại ngênh phong cát bên trong đâu, nghĩ là hắn chạy gãy chân cũng ra không đến bất luận cái gì manh mối, xem ra cái này nồi cũng chỉ có thể từ cẩm y vệ đến cổng lúc này nằm ở cạnh trên ghế lãnh thanh chu mở miệng triệu thái hậu lắc đầu cẩm y vệ bọn hắn cũng lại không được vừa đến vốn cũng không phải là cẩm y vệ làm thứ hai bọn hắn cũng không có can đảm kia ra hoàng hậu cùng thái sư trong tay là có chút người không giả chẳng qua bọn hắn sẽ không tùy tiện cùng ngươi phụ hoàng vạch mặt lại nhìn cái này đi cái này náo nhiệt sự tình còn tại đằng sau đâu lòng của bọn hắn quá gấp lãnh thanh mặt rũ xuống tầm mắt lông mi thật dài cũng theo đó lay động Tâm thuật bất chính người, sinh hài tử cũng là một cái dạng. Nàng đều ngồi lên hậu vị, còn muốn đem người đuổi giết đến cùng. Đừng nói ngươi phụ hoàng không dung nàng, chính là ai gia cũng định sẽ không tha cho nàng. Lão tổ tông cái này sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao trong tay các nàng nắm giữ đại tầng một nửa binh quyền, cho nên chúng ta tạm thời cũng phải nhẫn. Cái thứ nhất là tôn nhi, thứ hai là ngài, kia cái thứ ba có phải hay không là phụ hoàng đâu lãnh thanh mặt đứng dậy đi đến bên cửa sổ triệu thái hậu cũng đứng dậy cho mình rót chén nước ngươi phụ hoàng nơi đó tạm thời không có nguy hiểm lại nói bên cạnh hắn trừ cẩm y vệ bên ngoài còn có nhiều như vậy nên phong các người che chở đâu nhất là sư phụ ngươi hắn còn ở đây cái này lịch triều lịch đại làm sao đều thiếu không được cái này tranh quyền đoạt vị sự tình đâu lãnh thanh chu đứng dậy lắc đầu đi ra khỏi phòng triệu thái hậu đi đến lãnh thanh mặt bên người mặc nhi chuyện này so chính là xem ai đều bảo trì bình thản giết người dễ dàng, nhưng là lòng người quan trọng hơn. Đạo lý này Tôn Nhi làm sao có thể không hiểu? Lão tổ tông ngài chớ có lo lắng. Ta là lo lắng thần nhi cùng thuyền, tính cách của bọn hắn đều quá mức thoát nhảy, không giống người lão luyện thành thục. Triệu Thái Hậu lắc đầu. Cái này ngài yên tâm, loại chuyện này bọn hắn tuyệt sẽ không liều lĩnh. Lãnh Thanh mặt nhấp một ngụm trà nói. Vậy là tốt rồi, chẳng qua ngươi cũng phải căn dặn tốt bọn hắn vậy ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Lãnh thanh mặt nói xong cũng ra gian phòng, sáng ngày thứ hai, cố nhu trong không gian đơn giản rửa mặt, lại ăn tổ yến liền ra không gian. Thanh âm gì như thế nhau nhau? Cố nhu vừa ra khỏi phòng liền nghe được một trận tiếng vó ngựa âm thanh. Tiểu thư, hôm nay Thái hậu hạ tán, là phải đi qua phía trước đầu kia quan đạo. Phù dung viện cố nhu xuống bậc thang. Đêm hôm đó nói cho Thái hậu đốt chút tiền giấy cũng quên đi, buổi tối hôm nay ngươi nhắc nhở ta một chút. Vâng. Phù Dung lên tiếng. Làm sao không nhìn thấy tình nhi đâu. Cố nhu có chút kỳ quái, Phù Dung vừa cười vừa nói, tình nhi tiểu thư đi đút những cái kia nhóc con. Bọn chúng không phải tại chúng ta trong sân sao. Tinh tiểu thư mang theo bọn chúng đi tìm dưa leo, để dưa leo giúp đỡ cho ăn những cái kia nhỏ con cọp. Vậy chúng ta cũng đi xem một chút đi. Cố nhu gật gật đầu. Đảng đảng, những cái này nhóc con là đánh vắc xin vẫn là uống thuốc. Uống thuốc đi hiệu quả đều là giống nhau, cũng sẽ không bị phát giác. Tốt. Ngươi nhớ cho chúng nó ăn hết, cà phê cây giống dục bên trên không có. Đều có cao một thước. Đảng đảng có chút tiểu đắc ý. Gián dấp nhanh như vậy, ngươi là làm sao làm được. Cố nhu hơi kinh ngạc, đảng đảng đưa chúng nó trồng ở linh tuyền chung quanh, mà lại cách nửa cái thời điểm tưới một lần nước linh tuyền, cho nên liền lớn lên rất nhanh đi đảng đảng làm rất cốt nha cố nhu vội vàng đưa ra ngoài một cái nịnh hót liền gọi đại hồng nhị hồng đi ba cái kia liền gọi đại hổ nhị hổ cùng ba hổ đi chủ tử ngài liền không thể suy nghĩ lại một chút sao ngài thật xác định dùng mấy cái này danh tự lãnh thanh chu cực độ im lặng cái này mấy tiểu tử kia nhiều đáng yêu a à, vậy mà cho lên như thế thổ danh tự ngươi biết cái gì cái này gọi tên xấu dễ nuôi Tỷ tỷ trong bụng bảo bảo nhũ danh ta đều nghĩ kỹ, liền gọi trứng vàng, trứng bạc, nếu như có cái nữ qua liền gọi bảo trứng. Cố nhu nghe đến đó cũng là nhịn không đi xuống, ngươi là cùng trứng đi qua sao? Mình tinh linh liền gọi đảng đảng, hiện tại mình qua tử cũng phải gọi các loại trứng loại, cố nhu là một chút cũng nhịn không được. Tỷ tỷ, nương nói tên xấu dễ nuôi, cố tình vẽ mặt thành thật nói. Ngươi thấy bọn nó lớn lên nhiều xinh đẹp, ngươi cho đặt tên đều muốn thổ bỏ đi cố nhu hít sâu một hơi nói ta cảm thấy thật là dễ nghe êm tai lại dễ nhớ cố nhu nghe xong dễ nhớ cũng liền không còn phát cáo nàng cũng không muốn tốn sức đi nhớ cái này năm cộng lông tên của hài tử được rồi liền tùy ngươi vậy đi đi ăn cơm đi một hồi ta còn muốn dạy bọn họ chịu tương liệu đâu lãnh thanh chu nhìn xem giỏ bên trong nhóc con thở dài nói các ngươi liền giống như ta cam chịu số phận đi ăn xong điểm tâm về sau Cố nhu chỉ huy lãnh thanh mặt, lãnh thanh chu cùng sơ nhất mấy người đem tất cả gia vị rửa sạch sẽ về sau, đặt chung một chỗ quấy đều, đặt ở nồi lớn bên trong thả dầu đại hỏa xào đến biến sắc, cuối cùng nhường chậm rãi chế biến thành bùng hình, kỳ thật những cái này chỉ là cố nhu làm bộ dáng, đợi đến cuối cùng thời điểm, đảng đảng liền sẽ đem tương liệu đánh tráo. Khục, khụ khụ, thật là sạch người. Lãnh thanh chu bị sạch phải ho khang không ngừng, mà lãnh thanh mặt cũng bị sạch đến hai mắt đỏ bừng các ngươi ngược lại là cái thành thật, nhìn xem hỏa hầu không dáng là được, không cần thời thời khắc khắc đều tại nhà chính bên trong đợi. Cố nhu đem khăn tay của mình đưa cho lãnh thanh mặt. Vâng. Lãnh thanh mặt tiếp nhận khăn tay xoa xoa khóe mắt, lúc này một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, đây là cái gì hương hương a? làm sao cho tới bây giờ đều không có ngửi qua loại vị đạo này đâu, lãnh thanh mặt tiện tay liền đem khăn tay thu vào trong tay áo. Đi đem tương liệu đều múc tiếng vạc lớn bên trong, sau đó các ngươi liền đều ra ngoài đi. Cố Nhu nói xong cũng hướng nhà chính bên trong đi, Cố Nhu tiến nhà chính, chờ sơ nhất bọn hắn đem tương liệu múc nhập trong vạc về sau, liền đem cửa sổ đều đóng kỹ. Đảng đảng, cái này một vạc có thể làm bao nhiêu đạo cá luộc? Ít nhất một ngàn bản, chỉ nhiều không ít. Đảng đảng, ngươi bây giờ liền đổi đi, một cái cửa hàng một vạc hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian đi. Không đủ lại làm cũng không uổng phí chuyện gì. Đảng đảng đáp. Ừ. ngươi đổi xong sau liền dùng vải dầu che lại đi chủ nhân bằng không thì cũng sẽ không thay đổi chất tương liệu bên trong đảng đảng thêm giữ tươi tề dạng này chẳng những sẽ làm tương liệu hương vị càng tươi ngon mà lại bảo đảm chất lượng kỳ cũng dài với thân thể người cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương vậy là tốt rồi cố nhu nhìn xem năm cái vạc lớn đều phong tốt về sau mới mở cửa cửa sổ ra nhà chính chủ nhân bước kế tiếp có phải là muốn làm thần tiên ngọc nữ phấn rồi cái gì là thần tiên ngọc nữ phấn ta nghe thế nào như thế quen tay đâu cố nhu có chút mộng đảng đảng có chút im lặng nói liền ngài đưa cho từ trưởng quỷ trân châu linh tuyền cao a ha 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 đi về sau liền gọi nó thần tiên ngọc nữ phấn đi chủ tử tương liệu chuẩn bị cho tốt sao lãnh thanh mặt nhìn cố nhu ở bên trong đợi thời gian rất dài có chút bận tâm nàng bị sặc đến tốt những cái kia vạt liền đặt ở chỗ đó đi đừng để người đi động bọn chúng vâng ngài không có cái gì không thoải mái a à? lãnh thanh mặt lại hỏi một câu cố nhu cười lắc đầu không có ngươi là không biết ta hiện tại yêu nhất nghe chính là cái mùi này chủ tử đây là sát vách vương mụ đưa cho ngài đến chua lê ta đã cho ngài rửa sạch sẽ ngài ăn một cái đi lúc này sơ nhất đi tới trong tay bưng một cái đĩa cố nhu cũng không nói gì trực tiếp cầm lấy một cái lê liền cắn một cái, đủ chua. Ăn ngon. Ngài thích ăn liền tốt. Sơ nhất cười gãi gãi đầu, sơ nhất vừa định lại nói hai câu, liền phát hiện các chủ chính lạnh lùng mà nhìn mình. Mà đổi thành một vị mặt âm đều có thể vạn xuất thủy tới, cái này đều tình huống như thế nào a? À? Sơ nhất buông xuống đĩa co cẳng liền chạy, hắn sợ chạy chậm sẽ bị các chủ ánh mắt cho chết cống. Chương 47, 66 2, hắn chạy thế nào rồi? hai người các ngươi cũng nếm thử ăn thật ngon. Cố nhu để hai người cũng ăn lê, lãnh thanh chua nhìn chính là, miệng đầy ứa ra nước chua. Nhu nhi, tương liệu đều chế biến tốt rồi. Lúc này cố trường lâm cùng hách thị huynh đệ đi tới. Ừm. Hết thảy chịu năm vạt, một vạt có thể là một ngàn đạo cá luộc, chắc hẳn cũng đủ dùng mấy ngày này. Khi bước kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì đâu. Hách cẩm đồ cười hỏi cố nhu, cố nhu nghĩ nghĩ liền nói, đi mua chút trân châu phấn đi chất lượng chào giá tiền thấp nhất là được trước hết mua cái mấy trăm cân đi mua mấy trăm cân cố trường lâm mở to hai mắt nhìn đúng vậy a à. đây là một ngàn lượng ngân phiếu nhị thúc ngài cầm trước ta cũng không biết cái này trân châu phấn giá cả cũng không biết có đủ hay không cố nhu cầm trong tay lê trước buông xuống sau đó từ trong tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu cố trường lâm tiếp nhận ngân phiếu cao mày nói cái này trân châu phấn giá cả phải chăng nhất không đắt, chỉ là ngươi khẳng định muốn mua mấy trăm cân. Cố nhu nhẹ gật đầu, nếu như giá cả không đắt, cái kia có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu, vẫn là câu nói kia nhị thúc ngài phải tin tưởng nhu nhi. Nhị thúc làm sao có thể không tin ngươi đây, tốt nhị thúc cái này vào thành đi mua. Cố thúc, hôm nay cửa hàng mở cửa sao? Lúc này lãnh thanh chu ngồi sổng trên mặt đất liền nói. Ta đem cái này gốc rạ cấp quên. Cố Trường Lâm nghe xong chính là vỗ đùi, Cố Nhu vội vàng liền nói, nhị thúc chuyện này không vội, ngày mai lại đi cũng không muộn. Cố Trường Lâm gật gật đầu, vậy được. Nhu Nhi đây hết thảy chi tiêu nhị thúc đều ghi lại, cũng thuận tiện ngày sau tốt tính sổ sách. Về sau ra vào khoản liền giao cho ba vị trưởng bối, Nhu Nhi sợ là không giúp đỡ được cái gì, mà lại ta cũng không tin thông phương diện này sự tình. Cố Nhu làm sao có thể liền điểm này sổ sách đều tính không rõ đâu, nàng là muốn cho nhị thúc bọn hắn bận rộn, hách cẩm trình liền vội vàng khoát tay nói, ngươi liền hảo hảo dưỡng sinh tử đi, chút chuyện nhỏ này nơi nào cần ngươi làm đâu. Ba vị này đã từng đều là đại tần tiếng tâm lừng lẫy hoàng thương, bây giờ còn có thể ôn hòa nhã nhặn chạy như thế tiểu nhân mua bán, liền cái này tâm tính cũng không phải là thường nhân có thể so sánh, lúc trước nhà mình lão gia tử, làm sao liền nhất định phải chết người ta nhà đâu. Lãnh thanh chu âm thầm trong lòng nói thầm, phúc mãn lâu bên trong, mười mấy cái đầu bếp làm mấy lần liền nắm giữ phương pháp, mà lại làm được muốn so cố nhu làm còn tốt hơn ăn, dù sao mỗi ngành đều có người giỏi sao. Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, cho nên có chút đầu bếp liền có chút không phục, liền thử không cần cố nhu tương liệu, tới làm cái này đạo cá luộc, kết quả thử không biết bao nhiêu lượt, cuối cùng là làm không được cái mùi kia không nói, cảm giác còn kém cách xa vạn dặm. Lúc này các ngươi tâm phục khẩu phục đi, ta đã sớm nói các ngươi là uổng phí sức lực người ta đã muốn làm cái này sinh ý, liền nhất định biết cái này bí phương các ngươi phá giải không được. Sáng sớm ngày mai ta liền đi lấy tương liệu, Minh liền đem cái này đạo cá luộc bên trên đầu này bài, xem trước một chút hiệu quả như thế nào đi. Từ trưởng quỷ nói xong cũng ra bếp sau, vùng ngoại ô hoàng gia trong nghĩa trang, tần hoàng khóc nhìn xem quan tài hạ tán về sau, lăng mộ cuối cùng khép lại thời điểm, tần hoàng tâm mới tính là chân chính buông xuống, bởi vì cái này lăng mộ, chỉ có cái này một lần cuối cùng mở ra cơ hội, Lần nữa đóng lại sau trừ phi là đem toàn bộ lăng mộ đều hủy, khả năng mở ra cái này lăng mộ, nhưng là đó cũng là thường nhân khó mà làm được, trừ phi vận dụng rất nhiều nhân lực tài nguyên, nói trở lại có ai dám. Làm như thế đâu, Tần Hoàng nghĩ đến cái này tâm chính là tiếp theo lỏng, mấy ngày liền mỏi mệt trực tiếp để hắn mắt tối sầm lại, người trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng, phụ hoàng. Một đám Tần phi cùng hoàng tử đám đại thần nhìn hoàng thượng ngất đi lập tức liền hoảng tay chân, lãnh thanh thần biết mình lão gia tử chủ yếu chính là thiếu ngủ, liền vội vàng cổng lên tầng hoàng hướng long liễn bên trên đưa, tất cả đưa ta người hiện tại cũng không đoái hoài tới chết đi người, đều theo long liễn về kinh thành, tiến cung chờ lấy hoàng thượng tỉnh lại, ai biết hoàng thượng giấc ngủ này chính là một ngày một đêm, các thái y cho ra kết luận cũng là thương tâm mệt mỏi chỗ đến, bực. Này ở ngoài điện đại thần mới yên lòng, cũng đều đi theo về nhà ngủ bù đi. Từ bàn tay đầu một ngày liền đem tương liệu lấy đi. Phúc Mãn Lâu cũng đem đồ ăn giá định tại 66 hai. Một hai không đến tiền vốn. Bán đến 66 hai. Cái này Phúc Mãn Lâu thật đúng là dám định giá A. Cố Nhu nhìn xem trong đất cấy mạ công nhân làm thuê. Đây chính là Phúc Mãn Lâu phòng trong chờ giá cả. Cố Trường Lâm tại Cố Nhu bên người nói. Xem ra cái này Phúc Mãn Lâu người bình thường là không đi nổi. Vâng chẳng qua sinh ý lại đều rất tốt, thường xuyên là đầy ngập khách là mối họa. Hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì phúc mãn lâu món ăn tốt, mà lại phúc mãn lâu bên trong bày biện cũng là cực kỳ xa hoa. Xem ra từ xưa đến nay, tử lâu này trang trí đều ngang nhau trọng yếu, dạng này đồ ăn giá quý chút cũng rất bình thường. Lại có nửa tháng cái này ương liền phải cắm xong, đến lúc đó liền có thể thả cá miêu. Cố nhu đi đến ruộng bên cạnh nhìn thoáng qua nước chiều sâu. Tỷ tỷ, Lưu Gia Gia mua về năm con nhỏ dê sữa, này sẽ hoàng đậu hai huynh để chính cho nhỏ dê sữa tắm rửa đâu. Lúc này cố tình chạy tới. Cho dê tẩy cái gì tắm? Cố nhu đi đến cố tình bên người. Bọn hắn ngại dê bẩn, nói là về sau tỷ tỷ oa tử còn muốn ăn bọn chúng sữa, liền phải đưa chúng nó tắm đến sạch sẽ. Tỷ tỷ ngươi khoan hãy nói, hai anh em họ còn rất có ý tứ. Nhị thúc chúng ta cũng đi qua nhìn một chút náo nhiệt chứ. Cố nhu nghĩ thầm hai anh em này cũng đều là bệnh thích sạch sẽ, vừa đến. Bờ sông đã nhìn thấy hai anh em loay hoay đang vui, mấy con dê bị bọn hắn tắm đến sạch sẽ, màu trắng lông cũng đều không khác mấy phơi khô, hai anh em trên thân cũng đều ướt đẫm, lãnh thanh chu trên mặt được một phương khăn tay, chính nhíu mày nghiêm túc cho cuối cùng một con dê sửa rửa đít. Năm con dê chính ta liền tẩy ba con, ngươi chỉ tẩy một con còn muốn nghỉ ngơi nửa ngày. Lãnh thanh chu một bên lẩm bẩm một bên ra sức tắm dê cái mông, ha 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 cố tình nhìn xem lãnh thanh chu dáng vẻ nhìn không được cười ra tiếng ngươi cái kẻ ngu khi dê mỗi ngày đều phải đi ị ngươi có thể mỗi ngày cho chúng nó đều rửa đít mà lãnh thanh chu lắc đầu không tẩy thối a à. lại nói về sau tiểu chủ tử nhóm ngày sau muốn uống bọn chúng sữa không sạch sẽ sao được không chi phí cái kia khí lực gạt ra sữa là sạch sẽ liền tốt cố nhu nhìn xem lãnh thanh chu nhu chủ tử vẫn là sạch sẽ một điểm tốt nhìn xem cũng dễ chịu một chút. Cố nhu nhìn thoáng qua lãnh thanh chu, có chút thời gian, ngươi không bằng trước học được làm sao chen sữa dê, trong nhà kia mấy tên nhóc con cũng chờ lấy ăn đâu. Phát sữa. Lãnh thanh chu cúi đầu xuống, nhìn xem dê trên bụng phòng ra sữa dê đầu, lập tức liền sụp đổ. Việc này nhất định phải từ ngươi đến làm. Lãnh thanh chu đứng dậy đưa khăn tay hái xuống, một mặt nộ khí mà nhìn xem lãnh thanh mặt. Cái này sự tình A à vẫn là hoàng nải nải đến làm đi, Hai anh em họ sợ là làm không tới. Lúc này Triệu Thái Hậu cùng Tần Nãi Nãi đi tới. Nãi Nãi không cần ngài, vẫn là chúng ta tới đi. Lãnh Thanh Chu nói xong cũng nhận mệnh ngồi xổm người xuống, hai mắt vừa nhắm liền đưa tay chụp vào dê sữa cái vú, xoẹt một tiếng. Sữa là gạt ra, chỉ là cái này sữa không lệch bất chính, đều xoẹt tại lãnh thanh mặt trên thân cùng trên mặt, ha ha ha. Người ở chỗ này sau khi thấy, cũng không khỏi cười đến hết sức vui mừng ngươi có phải hay không cố ý? Lãnh thanh mặt sát một chút trên mặt sữa dê, giơ tay lên liền đem lạnh kinh chu đẩy tới trong sông. Chương 48, sợ bị sặc chết lúc này sơ nhất đi tới, nhẹ nói, chủ tử ngài giao phó sự tình có tin tức. Cố nhu nghe xong nhìn mọi người một cái, liền đi tới một bên. Làm sao người đã đến Nam Địa? Cố nhu đuôi lông mày trao lên. Đúng vậy, dọc theo con đường này bọn hắn ra kinh thành địa giới, liền không có thụ quá nhiều tội, chỉ là lão phu nhân vừa tới nam địa liền qua đời cố nhu nghe xong xoay người nhìn thoáng qua ngay tại nói đùa nhị thúc cái khác còn có tin tức gì vừa đến nam địa cái này cả một nhà liền được an bài ở tại trong một cái viện mỗi ngày cũng không cần lao động tất cả nữ quyến cũng không có được đưa vào quan lò mà lại cũng có người mỗi ngày cho đưa ăn đồ vật xem bộ dáng là có người chuẩn bị qua biết ngươi đi mau đi cố nhu nghe xong gật gật đầu xem ra chuyện này không chỉ là có người chuẩn bị đơn giản như vậy đi, chẳng lẽ cái này cố trường hoành, còn có đông sơn tái khởi đợi thời trở lại ngày đó, cố nhu cùng sơ nhất lúc nói chuyện, lãnh thanh chu cùng lãnh thanh mặt đều trông thấy, hai người nói lời liền xem như khoảng cách xa. Bọn hắn cũng nghe rõ rõ ràng ràng, xem ra cái này cố trường hoành nhất định là lưu lại một tay, chuẩn bị người sợ sẽ là văn hoàng hậu đi, chẳng qua cố nhu nàng làm sao muốn nghe ngóng những chuyện này đâu. Chẳng lẽ nàng còn hận lấy bọn hắn? đem dê dắt trở về đi, các ngươi cũng đều trở về thay quần áo khác cài lấy lạnh. Từ Ninh Cung Bên kia đều an bài tốt sao? Văn Hoàng hậu vuốt vuốt trên tay hộ giáp. Ăn ở đều an bài tốt, bọn hắn không cần làm bất cứ chuyện gì. Mạnh công công vội vàng nói, Văn Hoàng hậu ngẩng đầu cau mày nói, cái này người đều tra toàn bộ, chính là một điểm đầu mối đều không có, kia cố trường hoành có phải là đang gạt bản cung A? Mạnh công công mặt trong chốc lát liền nói, kia cố gia nhị phòng hiện tại cùng kia bạch thị mẫu nữ mỗi ngày đều đang bận bịu sinh kế ngược lại là nhìn đoán không ra bất luận cái gì một điểm dị dạng kia bạch thị mẫu nữ là hận đủ cố trường hoành đồ vật hẳn là sẽ không ở trên người của bọn hắn cố gia nhị phòng cũng một mực cùng cố trường hoành không hòa thuận mà lại đồ vật thả trên người bọn hắn cũng vô dụng a à, lúc kia cố trường hoành thế nào biết cố trường lâm sẽ không thụ liên lụy lại nói cố trường hoành tâm cơ thâm trầm như vậy làm sao lại nghĩ không đến bản cung sẽ bởi vì chuyện này, không ra hắn cái úp sấp đâu. Cho nên bản cung nói, cố trường hoành hơn phân nửa là đang lừa bản cung, nhưng là bản cung lại hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào. Nương nương ngài chớ có sốt ruột, lớn không được như hắn nguyện chính là, tìm người thay hắn, liền nói cố trường hoành là bị oan uổng. Hoàng thượng bên kia để đám đại thần khuyên nhủ, đem cố trường hoành đặt ở dưới mí mắt, cũng tốt trưởng khống chút. Đến lúc đó nương nương ngài cùng thái sư lại nghĩ biện pháp, lại xử lý chuyện này. Tóm lại là không thể mạo hiểm, vứt bỏ cố trường hoành mà không để ý. Văn hoàng hậu giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, chuyện này liền để phụ thân đi làm đi, ngươi để người nói cho phụ thân, nhất định phải làm cho cố trường hoành trở về, sự tình khác sau này hãy nói. Vâng. Nô tài cái này đi. Mạnh công công quay người liền rời khỏi tẩm điện, cái này khiến tội thần quan phục nguyên chức, Hoàng thượng một cửa ải kia nên như thế nào qua đây, Văn hoàng hậu có chút tâm phiền, nàng liền đứng dậy nghĩ ra tẩm điện đi một chút. Tỉnh nhi. Lúc này theo Văn hoàng hậu sau người truyền đến, một cái trầm thấp âm thanh nam nhân. Ngươi làm sao giữa ban ngày liền đến? Văn hoàng hậu vội vàng đem cửa khóa trái bên trên. Ngươi yên tâm hoàng thượng này sẽ đang ngủ đâu. Nam tử nói xong cũng từ phía sau ôm lấy Văn hoàng hậu, ngươi. Văn hoàng hậu còn chưa kịp nói ra miệng miệng của mình liền bị nam nhân chắn qua gần nửa canh giờ nam tử mới vừa lòng thỏa ý buông ra văn hoàng hậu liền để cố trường hoành trở về đi hắn trở lại chưa chỗ xấu chuyện này ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết ngươi an tâm là được nam tử xoay người nhìn quần áo không chỉnh tề vẫn có chút thở gấp văn hoàng hậu ngươi về sau chớ có ban ngày đến mặc dù hoàng trên một tháng hai tháng cũng không đến chỗ của ta một lần nhưng là cũng sợ có cái vạn nhất thời điểm Văn hoàng hậu đứng dậy gắt giọng. Ta làm việc ngươi yên tâm. Nam tử sau khi đứng dậy sờ một chút văn hoàng hậu tóc, liền hướng tẩm điện đằng sau đi đến, vài ngày sau cố nhu cùng cố tình, chính đùa với tiểu lão hổ chơi thời điểm, sơ nhất đi tới. Chủ tử, từ trưởng quỷ đến, hiện tại ngay tại phòng chính cùng cố lão gia bọn hắn nói chuyện đâu. Tốt, chúng ta cái này đi qua, ngươi đem những cái này nhóc con đưa về ta trong viện đi. Cố nhu bị phù dung viện đứng lên tỷ tỷ sẽ không là cái này cá luộc bán được không tốt a à. một hồi chẳng phải sẽ biết sao cố nhu vừa đi vừa nói còn không có tiếng phòng chính chỉ nghe thấy phòng chính bên trong truyền tới một trận tiếng cười nói vui vẻ nhu nhi cô nương ngươi đến rồi lúc này từ trưởng quỷ trông thấy hai tỷ muội tiếng phòng chính liền liền vội vàng đứng lên nói cố nhu vừa muốn khuất thân vội vàng liền bị từ trưởng quỷ ngăn cản từ trưởng quỷ hưng phấn xoa trưởng nói nhu cô nương nhanh ngồi đi ngươi là không biết ngươi cái này đạo cá luộc bán tốt bao nhiêu, năm cái cửa hàng mỗi cái cửa hàng, mỗi ngày đều có thể bán bên trên hơn 100 đạo cá luộc. Khi tương liệu sợ là muốn dùng xong đi. Cố nhu cười ngồi xuống. Đúng vậy a. À. Sáu ngày thời gian tiệm của ta liền bán hơn 700 nói, nhưng mà này còn là tại quốc tan kỳ, có rất nhiều mẫn cảm đại nhân vật cũng không dám ra tới ăn uống thả cửa, cho nên ngày sau sợ là món ăn này muốn lửa lượt kinh thành. Cố nhu mặt trong chốc lát về sau mới nói, cái này đồ ăn liền xem như cho dù tốt ăn, cũng sợ là có chán ăn thời điểm, dạng này về sau phút mãn lâu một tháng liền đẩy ra một món ăn mới, dạng này món ăn mới mang theo lão đồ ăn sẽ càng tốt hơn một chút, từ trưởng quỷ nghe cố nhu, liền một mặt hưng phấn nói, ta cũng là ý tứ này, mà lại ta đã triệu các quận thành trưởng quỷ, vào kinh đến học cái này đạo cá luộc. Dạng này sợ là cô nương muốn tay chuẩn bị cái này tương liệu sự tình. Cố Nhu ngẩng đầu nhìn từ trưởng quỷ liền hỏi, không biết cái này quận thành sinh ý đều thế nào. Sinh ý cũng không tệ, chỉ là đồ ăn giá muốn thấp một chút. Khi từ trưởng quỷ muốn đem đồ ăn giá định tại bao nhiêu đâu. Cố Nhu tiếp nhận phù dung đưa tới nước ô mai. 36 lạng một đạo, cô nương ngươi cũng biết cái này quận thành không thể so kinh thành. Đây là tự nhiên, chỉ là từ trưởng quỷ ngài muốn đi các quận thành, mỗi lần đưa bao nhiêu tương liệu đâu. Cố Nhu nhấp một hớp nước ô mai, liền để xuống cái chén, từ trưởng quỹ suy nghĩ một chút liền nói, trước đưa một tháng, sau đó xem tình hình lại định. Nhiều cô nương cái này sợ là bận không qua nổi. Cố nhu cười lắc đầu, tốt, ta như thế không có vấn đề gì, ngày sau còn hữu dụng bí phương đồ ăn đâu. Ta ngược lại là hy vọng nhu cô nương mỗi đạo đồ ăn đều có bí phương, cái này bất tài mấy ngày các đại tử lâu cũng đều nhao nhau bắt trước, nhưng cũng là phí công mà thôi. Dạng này ta trước tăng cường kinh thành cái này mấy nhà cửa hàng tới trước. Các quận thành muộn mấy ngày cũng không có việc gì, dù sao bọn hắn lại muốn học lại thêm đi đường, cũng có thể đưa ra thời gian tới. Sai lầm của ngươi phạm phải thật là giá trị, chị dâu là thực xe kiếm tiền. Ta chính là sầu a, lần này muốn làm nhiều như vậy tương liệu, không được tư sống đem chúng ta cho sặc chết đi. Lãnh Thanh Chu ngồi sổng ở phòng chính bên ngoài, mặt mày ủ rũ đụng một cái lãnh thanh mặt. Chương 49 tiền căn hậu quả lại nói nhiều như vậy người đâu. Làm sao cũng không thể liền có thể lấy hai người chúng ta họa họa đi. Lạnh kinh chu phòng má, nhìn xem lãnh thanh mặt, lãnh thanh mặt cũng là một mặt sinh không thể luyến, ta bây giờ muốn chính là, về sau một tháng đẩy ra một cái đồ ăn, một cái đồ ăn liền một loại tương liệu, ngày hôm đó sau muốn làm bao nhiêu loại tương liệu a à? Mình nhân quả ngươi liền tự mình cổng đi. Mấu chốt là đâu có chuyện gì liên quan tới ta a à? Lãnh Thanh Chu nhìn xem Lãnh Thanh mặt liền đến khí, lúc này phòng chính bên trong vẫn như cũ nói chuyện náo nhiệt. Chỉ là cái này nguyên vật liệu sợ là muốn dùng rất nhiều, đặt mua lên sợ là phiền phức chút. Cố Nhu mặt trong chốc lát về sau mới nói, từ đại trưởng quỷ khoác tay áo nói, cái này nhu cô nương ngươi không cần lo lắng, tại hạ sẽ liên hệ một nhà thương hội đưa cho ngươi. Cố Nhu cười gật gật đầu, vậy làm phiền từ trưởng quỷ. Cái này sổ sách chúng ta liền một tháng một kết đi, dạng này cũng thuận tiện không cần bỏ ra phí rất nhiều thời gian nhớ. Từ trưởng quỷ chuyện này, ngài liền cùng ta nhị thúc bọn hắn giao tiếp liền tốt, ta liền phụ trách chuẩn bị món ăn, tương liệu sự tình, liền những chuyện này đều đủ ta bận biệu. Tốt. Vậy tại hạ liền đi về trước, trong tiệm còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Sau đó từ trưởng quỷ liền đứng dậy cáo từ, lần này cố nhu cũng không có đưa, vẫn là từ cố trường hoành cùng hách gia hai huynh để đưa tiễn. tỷ tỷ. Sáu ngày liền bán hơn 700 đạo cá luộc, cái này 10 đạo chính là 222, 100 đạo chính là hơn 2002, há không phải chúng ta một ngày liền kiếm hơn một vạn lượng bạc. Cố Tình trừng lớn hai mắt nhìn xem Cố Nhu. Làm ăn là có thể coi là năm sổ sách, không thể trước mắt nhất thời. Nhu Nhi nói rất đúng, chúng ta không thể bởi vì trước mắt kiếm một chút bạc liền cao hứng không được, Nhu Nhi hiện tại trọng yếu nhất chính là chuẩn bị kỹ càng hạ một đạo đồ ăn chỉ cần chúng ta có 10 đạo đồ ăn có tiếng, cái này mua bán mới xem như xong rồi. Lúc này hách cẩm trình bọn hắn trở về, cố nhu cười gật gật đầu, cửu cửu nói rất đúng, nếu là muốn cái này mua bán có thể thành, nhất định phải có 20 đạo có đặc sắc đồ ăn, dạng này chúng ta mới có lâu dài lợi ích. Hách cẩm trình dừng một chút lại nói, chẳng qua nhu nhi đích thật là lợi hại, chúng ta làm nhiều năm như vậy sinh ý, còn chưa từng gặp qua làm như vậy sinh ý, quá trình đơn giản quá nhiều. Ngày sau trên phương diện làm ăn sự tình, liền từ nhị thúc cùng đám bọn cậu ngoại nhọc lòng, Nhu Nhi liền an tâm nghiên cứu thực đơn. Những Cái này khoảng đối cố nhu đến nói cũng không tính là sự tình, nàng là muốn cho tất cả mọi người bận rộn, cũng đối cuộc sống sau này tràn ngập chờ mong cùng hy vọng, Hách Cẩm Đồ vội vàng liền nói, "Nhu Nhi ngươi yên tâm liền tốt." Cửu cửu, Nhu Nhi có cái gì không yên lòng, các ngươi đều kinh thương bao nhiêu năm. Ở phương diện này các ngươi có quá nhiều kinh nghiệm còn có trang tử bên trên về sau sự tình sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại Nhu Nhi một người cũng không ứng phó qua nổi. Những chuyện này, Nhu Nhi ngươi liền không cần quan tâm, ngươi trọng yếu nhất chính là cố lấy thân thể của mình. Lúc này Hách Thị, Bạch Thị, Hàng Thị, Lữ Thị bốn người cùng nhau tiến phòng chính. Tốt! Nhị thẩm ngài nói tính. Cố Nhu vội vàng đứng lên. Ngươi ngồi ngươi làm sao liền lên. Hách thị vội vàng đi đến cố nhu bên người chủ nhân, ngươi nên nghỉ ngơi. Lúc này đảng đảng thanh âm, truyền vào cố nhu trong tai. Nhị thẩm ta nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi một hồi, nhị thúc cái này và khẳng định là không đủ dùng, còn có ngày mai chúng ta liền bắt đầu chịu tương liệu, đoán chừng mấy ngày liền có thể chịu xong. Hách thị vội vàng liền nói, tốt. Ngươi nhanh đi về nghỉ một hồi đi, những chuyện này có ngươi nhị thúc bọn hắn đâu. Cố nhu gật gật đầu, liền từ lấy phù dung bách hợp viện mình trở lại gian phòng, vào phòng, cố nhu đóng cửa phòng liền tiến không gian thật đúng là có điểm đói cố nhu từ tủ lạnh cầm chút rau xanh thịt dê thịt cá lại cầm chút hoa quả ra tới chủ nhân ngài là muốn ăn nồi lẩu sao đúng vậy a à. hạ một đạo đồ ăn ta liền chuẩn bị phát hỏa nồi nồi lẩu trọng yếu nhất cũng là đáy liệu cùng đồ chấm mà lại nồi lẩu mị lực cần phải so cá luộc lớn xem ra sau này đảng đảng cũng phải bận rộn đảng đảng Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi thích cẩu cẩu, nếu không ta làm cái chó con tiếng không gian cùng ngươi a. À. Đừng. Chỉ có thể nhìn thấy lại lột không đến, vậy sẽ hành hạ chết đảng đảng, mà lại cẩu cẩu không có người làm bạn, cũng sẽ rất cô đơn. Ngươi nói ta lúc đầu làm sao liền không nghĩ, cho ngươi tìm bạn đâu. Cố nhu cao mày nói. Chủ nhân, ngài muốn hai cái ta có cái kia cần phải sao? Lại nói tinh linh cũng không có phận chia nam nữ, mà lại tinh linh cũng chỉ là hư thể đảng đảng có chủ nhân cùng tiểu chủ nhân liền đủ đảng đảng ngươi rất ấm tâm nha đảng đảng vẫn luôn là miếng ngọt ngào trứng đảng đảng có chút nhỏ kiêu ngạo là trứng lòng đào đi cố nhu nhịn không được cười ra tiếng cố nhu sau khi ăn cơm xong liền ra không gian nghỉ ngơi đại tần hoàng cung ngự thư phòng lão tử ngươi ta mệt gần chết trong cung diễn kịch hai người các ngươi hồn tiểu tử cùng ngươi hoàng tổ mẫu chạy đi nơi đâu tần vương cầm lấy chén trà liền hướng phía lãnh thanh mặt cùng lãnh thanh chu đập tới, không đợi lãnh thanh mặt mở miệng, lãnh thanh chu liền lập tức bắt đầu báo oán, ta có thể nói ta trong mấy ngày qua, đều là tại vây quanh cháu trai của ngài chuyển sao. Còn vì lão nhân gia ngài hầu bao có thể nâng lên đến, kém một chút liền bị sạch chết, mà lại mỗi ngày còn muốn làm các loại việc vặt. Ngay tại trước mấy ngày con trai của ngài lại còn lưng một con lợn, đồng thời còn làm một thân cứt heo. Tần Hoàng Trừng mắt liếc lãnh thanh chu, ngươi đang nói cái gì lung tung ngổn ngang, liền ngươi có thể lưng heo. Lão tử ngươi ta mấy ngày nay ngủ trái ngược với heo. Lão gia tử ngài tự mình hỏi hắn sao đi. Lãnh thanh chu liếc một cái bên cạnh lãnh thanh mặt lão tổ tông trước khi tới, để cho mình đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói cho lão gia tử, ngày sau sự tình cũng tốt trù tính chút, miễn cho làm gây ra rủi ro. Ngươi ngây ngốc lấy làm cái gì đây? Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Tần hoàng xê dịch thân thể, lãnh thanh mặt đi đến tần đế bên người, Hít sâu một hơi nói, "Kia, cái, mấy tháng trước không biết là văn hoàng hậu, vẫn là thái tử cho ta hạ mị dược, kết quả ta vô ý liền cưỡng ép muốn cố gia tứ nữ, ai biết liền đêm hôm đó, nàng liền có bầu, lão tổ tông biết chuyện này về sau, cho nên mới làm ra đi tuần tuần vui này, kết quả cái này một làm ai biết còn đem lão tổ tông cho thu được bài vị đi lên." Tần Hoàng nghe lãnh thanh mặt, ngay từ đầu không có kịp phản ứng, qua một hồi lâu Tần Hoàng mới hiểu được, mình đây là muốn làm gia gia hưng phấn vừa muốn đứng dậy hô lúc này miệng lại bị lãnh thanh mặt cho che ta liền đề phòng ngài cái này ra đâu lãnh thanh mặt có chút im lặng nói ngô ngô tần hoàng phí hết lớn lực mới đưa lãnh thanh mặt tay đẩy ra ngươi đây là muốn giết cha sao ta là sợ ngươi kêu đi ra ngươi muốn làm gia gia lãnh thanh mặt liếc qua tần hoàng chờ một chút ngươi nói cố gia nữ nhi sẽ không là cố trường hoành nữ nhi đi Tần Hoàng trừng trọng mắt nhìn xem lãnh thanh mặt. Là bạch thị nữ nhi. Lúc này một bên lãnh thanh chu mở miệng, hắn sợ còn tiếp tục như vậy. Cái này hai người một lát cũng nói không rõ ràng. Tần Hoàng nghe lãnh thanh chu, sững sờ nửa ngày mới lên tiếng. Bạch thị. Bạch chấn nam nữ nhi. Ngươi muốn là bạch chấn nam tôn nữ. Chương 50 cái gì duyên phận, vân. Lãnh thanh mặt nhẹ gật đầu. Cái này là dạng gì duyên phận a Tần Hoàng mặt một hồi lâu mới thở dài nói, lãnh thanh chu quyệt miệng liền nói, cái gì duyên phận không biết, ta liền biết ta đi theo không ít bị tội. Ngươi vì trẫm cháu trai, cháu của ngươi làm chút chuyện không nên sao? Lại nói ngươi bị tội gì? Tần Hoàng trừng mắt liếc, lãnh thanh chu hai mắt nhìn trời nhìn xuống đất, chính là không nhìn tần đế. Trẫm thiếu chấn nam nhiều lắm, các ngươi phải chiếu cố thật tốt đôi mẹ con kia, đợi ngày sau tất cả mọi chuyện đều hết thảy đều kết thúc, trẫm chắc chắn cho chấn nam một câu trả lời lão gia tử, lãng bên trong nói nhu nhi mang ba đứa hài tử, cho nên ta cùng lão ngủ sợ là muốn lưu tại trang tử bên trên, cho nên có chuyện gì tận lực thiếu tìm chúng ta, trong phủ đều là thế thân tại, có chuyện gì liền để dịp tu tới tìm ta. Lãnh thanh mặt đi đến tầng đế bên người. Mang mấy cái. Tần hoàng lần này vẫn là không có nói xong, miệng liền lại bị lãnh thanh mặt cho che lên. Ngài lại bình tĩnh chút, ta liền buông tay ra. Lãnh thanh mặt nhếch miệng, tần hoàng nhẹ gật đầu, lãnh thanh mặt mới buông lỏng tay ra. Ngươi muốn bảo vệ tốt nàng, thật tốt đợi nàng. Đây chính là trẫm cái thứ nhất cháu trai. Tần đế chậm một hồi lâu, mới giơ tay lên xoa xoa khóe mắt, lãnh thanh chu nghe tần đế, liền cười ra tiếng, tứ ca là muốn hảo hảo đối với người ta, thế nhưng là người ta liền hắn là ai cũng không biết, không biết còn tốt chút, nếu là biết sợ là tứ ca sẽ chết rất thê thảm. Đúng vậy a. À. Đến cùng là chúng ta xin lỗi người ta, đứa nhỏ này đến bất chính. Người ta còn có thể đem hài tử lưu lại, là đứa bé kia thiện tâm, cũng là chúng ta hoàng gia phúc phận. Chuyện này ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần, chúng ta muốn đề phòng quá nhiều người. Cái này ngài yên tâm. Lãnh thanh mặt vội vàng liền nói. Chiếu cố tốt cuộc sống của các nàng, cha người ta có thời gian cũng đi nhìn xem, ta cái này con dâu tương lai nhi. Lão gia tử, con trai ngài nàng dâu hiện tại chính cùng phúc mãn lâu làm ăn đâu lạnh Thanh thuyền đứng lên nói làm sao cái ý tứ tần hoàng cao mày nói lãnh thanh chu liền đem tất cả mọi chuyện đều cùng tần hoàng nói cái minh bạch muốn sớm biết có hôm nay trẩm tuyệt sẽ không chép cố hách hai nhà lão gia tử ngài biết sao cố trường hoành đến nam địa liền bị bảo vệ xem ra trong tay hắn hẳn là cầm một ít người tay cầm lấy cố trường hoành tâm cơ hắn định sẽ không cam lòng khuất tại nam địa tần đế xoay người cho mình rót chén trà liền nói nếu như có người muốn để hắn trở về, kia trẫm liền để hắn trở về. Có lẽ cố trường hoành quan phục nguyên chức đối với chúng ta đến nói, cũng là một chuyện tốt. Vừa vặn cũng đem cố hách hai nhà sản nghiệp đều thuộc về còn tại người ta, dạng này ngươi ngày sau tại vợ ngươi trước mặt, cũng có thể thiếu thụ điểm khí. Ha ha ha! Lãnh thanh chu cười đến hết sức vui mừng. Ngài làm chuyện sai để ta cho ngài chùi đít, ngài còn không biết xấu hổ nói. Lãnh thanh mặt nhìn xem tần đế nói lão tử ngươi có lỗi gì? Ngươi tranh thủ thời gian tìm tốt Lan Trung, cho vợ ngươi xem thật kỹ một chút. Lãnh thanh mặt nghe xong vội vàng liền nói, trong thôn lưu Lan Trung, là năm đó thái y trưởng viện nhi tử, y thuật của hắn cũng không so phụ thân hắn kém. Là cái kia bị hoàng hậu trượng đánh chết lưu trưởng viện. Đúng vậy. Lãnh thanh mặt gật gật đầu. Khi con dâu ta nhi trong bụng, có ba đứa hài tử nhất định là không sai. Tần đế hưng phấn thẳng xoa tay chúng ta ra tới thời gian rất lâu, một hồi cửa thành nên rơi khóa, chúng ta liền đi về trước. Chính ngài chiếu cố tốt mình, nói cho sư phụ ta ta rất tốt. Lãnh thanh mặt nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Được. Các ngươi mau mau trở về đi, có chuyện gì, liền để ngươi nhị ca đi làm. Tần đế khoát tay áo. Tốt. Lãnh thanh mặt cùng lãnh thanh chu đồng thời ứng tiếng, sau đó liền từ ám đạo ra hoàng cung ta nói hai người các ngươi làm sao mới ra ngoài đâu lãnh thanh thần ngồi xổm ở hoàn thành nền tảng dưới ngươi cũng không phải không biết nhà ta lão gia tử có bao nhiêu giày vò khốn khổ lãnh thanh chu nhất chân liền lên xe ngựa lãnh thanh mặc lên xe ngựa liền hỏi nhị ca đồ vật đều chuẩn bị xong chưa cho ta chất tử chất nữ nhi đồ vật ta làm sao có thể không định tốt đâu lãnh thanh thần một bên đánh xe ngựa một bên nói đám ba người trở lại trang tử bên trên thời điểm tất cả mọi người ăn xong cơm tối, Cố Nhu đang cùng Điền Trang bên trong, và trẻ lớn bé ngồi ở trong sân trò chuyện. U! Bao tử ngươi đến rồi. Triệu Thái Hậu nhìn thấy lãnh thanh thần đứng lên nói. Hoàng nãy nãy ta không sao tới xem một chút ngày, tối nay ta liền cùng dưa leo chen một đêm. Triệu Thái Hậu lôi kéo lãnh thanh thần, liền hướng trong sân đi, làm gì bị nàng dâu đuổi đi ra rồi hả? Nàng mấy ngày nay cái kia, có thể là tâm phiền ta liền ra tới tránh một chút thanh tịnh, Lần này ta lại cho ngài mang đến chút thuốc bổ. Lãnh Thanh thần xoay người, chỉ chỉ trên xe đồ vật. Đậu a. Đem đồ vật đều chuyển vào nhu nhi trong phòng. Triệu Thái Hậu vội vàng liền nói. Hoàng nãi nãi, ngài giữ lại tự mình ăn đi, ta nơi đó còn có đâu. Cố Nhu liền vội vàng đứng lên nói. Hoàng nãi nãi, lần này ta mang nhiều nữa đâu, máu yến ta liền mang 500 ngọn tới đủ các ngài ăn, chờ lần sau đến thời điểm ta lại cho các ngươi mang lãnh thanh thần vội vàng liền nói. Vậy liền cho Nhu Nhi phân đi qua 400 ngọn, còn lại ta cùng hai cái lão tỉ muội ăn. Triệu Thái Hậu khoát tay áo, ra hiệu lãnh thanh mặt tranh thủ thời gian quân đồ. Tỉ tỉ, cái này bao tử gã người ta hẳn là đặc thù tiền. Cố tình nhỏ giọng lầm bầm một câu. Hoàng nãi nãi, nhiều như vậy ta nơi nào có thể ăn xong đâu. Ngươi xem một chút ngươi chỉ dài bụng, thân thể của mình lại vẫn là như vậy gầy yếu, ngươi liền nhiều bồi bổ đi, có thân thể còn muốn vội vàng nhiều chuyện như vậy không ăn nhiều điểm tốt sao được triệu thái hậu vẻ mặt thành thật nói lãnh thanh thần lại một bên cũng nói nhu cô nương ngươi thu chính là ta lần sau đến lại cho hoàng nải nải mang lần này tới ta còn mang đến rất nhiều bánh ngọt hoa quả cũng là tạ ơn nhu nhi cô nương các ngươi chịu thu lưu hoàng nải nải tổ tôn ba người chi ân cố nhu nghe xong vội vàng liền nói ngươi nói như vậy cũng quá khách khí huynh đệ bọn họ tại trang tử bên trên cũng là muốn làm việc mà hoàng nải nải so ta thân nải nải đều đau ta triệu thái hậu đi đến cố nhu bên người giơ tay lên sờ sờ cố nhu tóc liền nói nhu nhi ngươi đều nói ta tựa như ngươi thân nải nải đồng dạng vậy ngươi còn muốn cùng ta phân rõ ràng như vậy làm gì chờ hài tử xuất sinh ta còn muốn giúp đỡ ngươi mang đâu xem ra trong bụng ta hài tử chờ sau khi sinh còn chưa đủ phân đâu cố nhu cười cúi đầu xuống sờ lấy bụng nói các thứ đều chuyển xong lãnh thanh thần an vị tại hoàng nải nải bên người Hàng nãy nãy có một chuyện, ta không biết nên không nên cùng ngài nói. Ngươi nói chính là, liền xem như ngươi không nói trong lòng ta từ lâu có chuẩn bị." Triệu Thái Hậu thở dài nói. Trước đó vài ngày, ta nhìn thấy chúng ta hàng xóm hai cây cột, hắn nói. Hắn nói Hoàng Thúc Hoàng Thẩm đều không tại, hai cây cột đem bọn hắn tán tại trên núi. Lãnh Thanh thần nói xong nước mắt liền chảy xuống. Chương 51, cùng một chỗ cho bú, có thể mồ yên mã đẹp liền tốt. Triệu Thái Hậu nghẹn nửa ngày, thật vất vả gạt ra mấy giọt nước mắt mà một bên huynh đệ ba người, lại đều ngồi sổn trên mặt đất, đầu tựa vào giữa hai chân ở giữa nhỏ giọng nước nở. Triệu Thái Hậu thấy là mí mắt trực nhảy, các ngươi như thế khóc, ngươi để ta làm sao bây giờ? Đứng lên đi! Chúng ta đi bờ sông cho ngươi cha mẹ đốt điểm tiền giấy, để cho bọn hắn có thể an ổn lên đường. Triệu Thái Hậu dùng sức dụi dụi con mắt. Nãy nãy, chúng ta về sau liền lại không có cha mẹ đau lãnh thanh chu dùng lãnh thanh mặt trước đó chuẩn bị kỹ càng khăn tay dụi mắt một cái kết quả cái này nước mắt xem như ngăn không được bọn hắn ca ba cái này vừa khóc thế nhưng là đem lòng của mọi người đều khóc loạn dưa leo hoàng đầu về sau đây chính là nhà của các ngươi các ngươi chớ có lại khóc cha mẹ ta chính là của ngươi cha mẹ cố tình đi đến lãnh thanh chu bên người một cái liền đem hắn cho lôi dậy cái gì cha mẹ ngươi chính là ta cha mẹ Lãnh Thanh Chu trong lòng lẩm bẩm một câu, cố nhu nghe ca tinh nói lời, khóe miệng đột nhiên run rẩy một chút. Lời này có nói như vậy sao? Cũng may cố Trường Lâm cùng Hách Thị cũng không có để ý. Bọn hắn nhìn xem lãnh Thanh Chu khóc thành nước mắt người, cảm thấy cũng là không dễ chịu. Thế là cái này tổ tôn bốn người, cầm lần trước chuẩn bị cho Triệu Thái hậu đốt tiền giấy liền đi bờ sông. Cái này tiền giấy xem như không có lãng phí, không cho ai ra đốt bên trên lại cho các ngươi cha mẹ đốt bên trên triệu thái hậu chép miệng đi chép miệng đi miệng lão tổ tông ngày hôm đó sao láo nhưng làm sao tròn đâu lãnh thanh chu đi đến bờ sông đem giấy buông xuống triệu thái hậu thở dài nói đi được tới đâu hay tới đó đi ngươi bây giờ đi cùng mẹ con các nàng giải thích không nói người ta sẽ sẽ không tiếp nhận trọng yếu nhất chính là cái này trang tử bên trên bí mật khó giữ nếu nhiều người biết sự tình như truyền sắp xuất hiện đi kia cung vị bên trong kia không được tức điên kia bạch thị cùng nhu nhi coi như quá nguy hiểm liền xem như có các ngươi che chở cũng khó đảm bảo chu toàn a à. một bên lãnh thanh thần nghĩ nghĩ liền nói cũng thế dù sao ngài hiện tại cũng tới bài vị không chỗ có thể đi vậy liền tại trang tử bên trên ở đi ngươi làm sao nói đâu ngươi hoàng nải nải ta chẳng phải đứng ở trước mặt ngươi đó sao triệu thái hậu giơ tay lên liền đánh lãnh thanh thần một chút đối cha ngươi biết hắn phải có cháu trai cao hứng chính là không phải nhảy dựng lên triệu thái hậu ngồi tại bờ sông đem hóa vàng mã nhóm lửa. Hắn là nghĩ nhảy dựng lên, lại bị ta cho đè lại, lão gia tử cao hứng không được. Có thể tưởng tượng ra đến cha ngươi dáng vẻ cao hứng, đây là hắn lần thứ nhất làm gia gia. Khó tránh khỏi sẽ hưng phấn không được. Triệu Thái Hậu nhớ tới con trai mình, liền cười lắc đầu trong sân người, còn đang vì Triệu Thái Hậu tổ tôn ba người khổ sở, hách thị thở dài nói, thật tốt một ngôi nhà cứ như vậy tán, ta nhìn kia hoàng thím cũng là nếm qua thấy qua, Phép tắc lễ tiết loại nào đều không kém. Dưa leo hai huynh để xem xét đã từng cũng là con em nhà giàu, dạng này trên lệch cũng là rất khó để người tiếp nhận. Hơn nữa còn mất song thân, hoàng thiếm người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhờ có còn có hai cái cháu trai ở bên người, không phải hoàng thiếm sống thế nào nha. Tưởng lão phu nhân gật gật đầu, đúng vậy a. À. Không nói trong nhà sản nghiệp đều không có, liền nói cái này mất đi người nhà thống khổ liền đủ hoàng tẩu tử chịu ta nhìn kia hoàng đậu có kinh thương đầu não, lần trước đi mời từ trưởng quỷ thời điểm, đều là hắn cùng từ trưởng quỷ nói. Về sau liền để hắn nhiều cùng ở bên cạnh ta đi. Lúc này cố trường lâm ở một bên mở miệng. Đứa bé kia làm việc là rất cơ linh, dưa leo đứa bé kia lại rất ổn trọng. Hàng thị một bên làm lấy công việc vừa nói, không bao lâu bốn người liền trở lại điền trang bên trong, mọi người cũng liền đánh ngừng câu chuyện. Dưa leo. Chúng ta cùng một chỗ cho bú đi cố tình vì phân tán lãnh thanh chu lực chú ý, đứng dậy liền nói một câu, cố tình câu này lời vừa ra khỏi miệng, nháy mắt đem tất cả mọi người ở đây, lôi cái trong cháy ngoài mềm, lãnh thanh chu càng là một mặt mộng, mà nhìn xem cố tình, đại tỷ. Ngươi một cái cô nương gia nhà, có thể hay không chú ý một chút lời nói của mình đâu. Nhị thúc, cái này và coi như muốn mua bao nhiêu cái đâu. Cố nhu vội vàng dời đi đề tài nói, cố tình đổ không có cảm thấy mình có gì không ổn, ngược lại câu mày nói, ngươi còn sững sờ ở trong đó làm cái gì, ngươi đi xuống buổi trưa cái này sửa đều là ta một người cho ăn. Lãnh thanh chu rốt cuộc nhịn không đi xuống, hắn bước nhanh đi đến cố tình bên người, kéo cố tình liền hướng hậu viện đi, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì nam nữ lớn phòng, có trời mới biết cái này tiểu cô nải nải, một hồi sẽ còn nói ra cái gì hổ lời nói tới, cố nhu cũng là giơ tay lên, vuốt vuốt mi tâm của mình, mà một bên lãnh thanh mặt cùng lãnh thanh thần, kém một chút liền biệt xuất nội thương, muốn cười chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Khục. Nhu Nhi vậy liền mua trước 200 cái đi. Lúc này Cố Trường Lâm vội vàng nói, Cố Nhu gật gật đầu, còn có các loại gia vị, nhị thúc trong lòng hẳn là có ít cần bao nhiêu, cứ yên tâm chọn mua đi. Sơ nhất, ngày mai các ngươi cũng không cần đi trong đất, đều lưu tại trang tử bên trên chịu tương liệu. Cố Nhu xoay người nhìn về phía sơ nhất. Vâng. Sơ nhất nhẹ gật đầu. Mẹ, ta mệt mỏi liền đi về nghỉ. Cố nhu để phù dung viện mình lên. Tốt. Tổ yến đừng quên ăn, Thu Bình đã cho ngươi hầm tốt. Bạch thị cũng đứng lên, cố nhu gật gật đầu, liền cùng phù dung về gian phòng của mình. Nhu tiểu thư, cái này tổ yến ta cho ngài thêm chút dê sữa, nghĩ đến sẽ càng có dinh dưỡng. Thu Bình cười đem hầm chung để lên bàn. Chủ nhân, ngài yên tâm ăn đi, cái này nhỏ dê sữa nước uống đều là nước linh tuyền, cho nên bọn chúng sửa bên trong dinh dưỡng, muốn lật rất nhiều lần. Tốt! Cố Nhu cười ứng Thu Bình một tiếng, bọn người ra ngoài về sau, Cố Nhu khóa chặt cửa bưng tổ yến liền tiếng không gian, Cố Nhu vừa ăn tổ yến, một bên nhìn xem thực. Đơn, cái này nồi lẩu bên trên xong sau muốn lên món gì đâu, cổ đại gà vịt thịt cá đều đầy đủ mọi thứ, cho nên muốn làm ra chút đặc biệt đồ ăn vẫn là cần một khoảng thời gian chọn, về sau Cố Nhu liệt ra tới 20 đạo, đông tây nam bắc đều có thực đơn, cái này 20 đạo cũng phải cần có bí phương, 20 đạo sau này hãy nói, có rất nhiều trồng rau không cần bí phương, nhưng là không biết đun nấu quá trình cũng là vô dụng. Cho nên cái này phúc mãn lâu sinh ý, cũng coi là làm thành. Chủ nhân, cái này ngọc nữ thần tiên phấn cũng nhanh có phản ứng đi. Không sai biệt lắm, chúng ta nếu có thể lại nghiên cứu ra mấy cái chủng loại đến liền tốt, chỉ bán cái này một loại sản phẩm tựa như là ít một chút một cái sản phẩm nếu có thể lửa khắp thiên hạ cũng tốt. Đảng đảng nghĩ nghĩ liền nói. Người nói là có chút đạo lý, nếu như có thể ra một loạt sản phẩm, kia không chính là chính chúng ta nhãn hiệu sao. Ngài tới chỗ nào sự nghiệp tâm đều là mạnh như vậy, liền xem như ngài không thiếu tiền xài cũng giống như vậy. Đảng đảng thở dài nói. Người gia chủ tử ta chính là chịu mệt mệnh, chẳng qua dạng này ta cảm thấy sinh hoạt mới có thú chút. Chờ tiểu chủ nhân nhóm sau khi sinh, ngài sợ là liền không có cơ hội bận biểu những chuyện này. Đảng đảng, ngươi cảm thấy trong bụng ta mấy hài tử kia, có thể đến phiên ta mang sao? Cố nhu có thể cảm giác được, tất cả mọi người trong mong chính mình qua tử xuất sinh, mình nương cũng không cần nói, nhị thẩm cùng hai cái mợ, mỗi ngày đều đang bận cái này vì bọn nhỏ làm cái này làm kia. Chương 52, ngươi là chim nhưng là ngài sẽ yên tâm các nàng mang tiểu chủ nhân sao? Cũng chính là gần đây người giúp ta thường ngày mang mang, bình thường thời điểm ta vẫn còn muốn tự thân đi làm mình qua tử muốn mình mang mới có thể cùng mình thân chủ nhân ngài nhìn qua có tâm sự ta luôn cảm thấy kia cố trường hoành sẽ trở về chúng ta đã bị hắn liên lụy một lần mà lại ta cảm thấy trên người hắn sự tình nhất định sẽ không đơn giản có thể để cho một nước chi thừa tướng gánh tội thay người người đoán hắn sẽ là ai còn có cái này cố trường hoành nếu có thể thành công trở về kinh vậy hắn trong tay nhất định là có đồ vật gì làm cho đối phương sợ hãi, không phải hắn còn chưa tới Nam Địa, sợ sẽ sẽ bị người diệt khẩu. Bọn hắn một nhà người đều để ta chán ghét, liền xem như hắn sau này lại phạm vào chuyện gì, cho dù liên lụy không đến nhị thúc, vậy cũng sẽ đối với chúng ta tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, thời đại này chính là không thiếu nâng cao dẫm thấp người. Ngài nói thật đúng là một vấn đề, chẳng qua ngài cũng không cần quá độ lo lắng, bọn hắn không phải còn chưa có trở lại sao cái này cố trường hoành sợ là còn làm lấy sau khi trở về còn có thể đại triển hoành đồ mộng đâu không nói bị hắn uy hiếp người sẽ tìm tật xấu của hắn cho hắn âm thầm hạ ngán chân liền nói đương kim hoàng thượng như thế nào không biết trong cái này nguyên do đâu từ xưa đến nay cái này hoàng thượng liền đều có lòng nghi ngờ mau bệnh chỉ sợ cái này đương kim hoàng thượng hiện tại đã biết nam địa tình huống ai sẽ thích bị người tính toán kế đâu nhất là nhất quốc chi quân cố nhu dừng một chút lại nói